cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. chương 2321, Thủ thân như ngọc. Vào giờ phút này, những vị khách mời ở bên cạnh, thoạt nhìn bề ngoài vẫn có vẻ đang hàn huyên náo nhiệt như cũ, nhưng trên thực tế mỗi một ánh mắt đều đang liếc xéo hóng tình hình bên này. Một bên, Lâm Khuyết và Du Thiệu cách tương đối gần, mắt thấy hai người rằng co, dương cung bạt kiếm, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tần Hy Viện vốn vẫn còn đang hoài nghi bởi vì tướng mạo của dịch vân mạc, vào lúc này, nhìn thấy thái độ tư dạ hàn, lại có chút mơ hồ không xác định nổi. Lâm Khuyết càng nghĩ càng giàu dĩ, nhưng mà hiện tại quả thật là nghĩ không ra nổi biện pháp nào, đành tránh ở bên cạnh đốt một điếu thuốc, nuốt mây nhả khói. Gió thổi làn khói thuốc, vừa vặn bay về phương hướng của tư dạ hàn. Diệp Oản Oản vốn còn đang đợi tư dạ hàn phản hồi, lúc này ánh mắt nhất thời giống như lưỡi dao sắc bén bắn về phía Lâm Khuyết, khói, tắt lâm khuyết còn đang ngậm thuốc lá trong miệng mặt đầy ngơ ngác ơ hề diệp oản oản đưa tay nhẹ nhàng xua tan làn khói thuốc trước mặt tư dạ hàn kia lặp lại một lần nữa dập thuốc lá lâm khuyết nhìn diệp oản oản một cái lại nhìn tư dạ hàn một cái lúc này cuối cùng mới phản ứng lại ngoài miệng không nói trong lòng cũng đã bật chế độ ói hỏng bét có lầm hay không vậy hả một người đàn ông như cửu ca bị hun một chút khói mà thôi có cần phải làm quá như vậy sao Lâm Khuyết ai oán không thôi mà nhìn cửu ca nhà mình, sau đó ngoan ngoãn dập tắt thuốc lá. Tư giả hàn tất nhiên cũng thấy dược ánh mắt ai oán của Lâm Khuyết, trên mặt vậy mà lại không có bất kỳ thần sắc khác thường nào, lòng bàn tay nhẹ nhàng gõ ở trên mặt kính thủy tinh của quầy rượu, còn người thâm thúy như giải ngân hà lẳng lặng nhìn người thiếu nữ trước mắt. Diệp Oản Oản, Quản lý Tư, xin mời. Audio điện tử võ tấn bền Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của toàn bộ mọi người, Diệp Oản Oản hướng về Tư Dạ Hàn đưa tay ra. Tư Dạ Hàn liếc mắt nhìn lòng bàn tay mềm mại mịn màng của cô gái một cái, chậm rãi đứng dậy, dùng bàn tay to lớn bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn kia ở trong lòng bàn tay. Cùng với tiếng đàn violin du dương vang lên, hai người cùng nhau bước vào sân nhảy. Trong sân nhảy, cơ hồ tất cả mọi người đều theo bản năng mà dừng bước lại, lùi qua một bên. Thật sự là hai người này quá trói mắt, động tác khiêu vũ và nhịp bước rõ ràng nhìn qua có vẻ thờ ơ hờ hững, nhưng lại hài hòa đến mức cứ tưởng như là một cặp tình nhân đang yêu nhau cháy bỏng. Mọi người vừa suýt xoa thổn thức, vừa theo bản năng quay sang nhìn về phía tần hy viện và ân hành ở bên cạnh. Vốn là mọi người còn đang cảm thán đôi kim đồng ngọc nữ này, kết quả, đem so sánh với cặp đôi đang tay nắm tay trong sân nhảy kia, nhất thời cái gì cũng không phải. Chật chật, lợi hại, quả nhiên vẫn là vị quản lý tư này lợi hại coi như là tôi phục rồi. Cho nên nói, quả nhiên là Tần Hy Viện nói dối đấy. Tôi thấy đúng là như vậy rồi. Còn không phải là Tần Đại Tiểu Thư bị cự tuyệt, thẹn quá hóa giận mới quay sang lui tới với ân hành đấy chứ. 89 phần 10, ân hành nào có bản lãnh này, nhiều năm như vậy ở tại ân gia cũng bất quá chỉ là một quản sự nho nhỏ mà thôi. Dựa vào chút bản lĩnh ấy của hắn, cũng chỉ có thể đi mót những thứ mà tư dạ hàn không thèm mà thôi. Những lời bàn tán xung quanh càng ngày càng khó nghe, tần hy viện càng lúc càng thấy gã ân hành ở bên cạnh không thuận mắt. Cô ta đưa một tay đẩy hắn ra, thẹn quá hóa giận xoay gót bỏ đi mất rồi. Vốn là cô ở cùng một chỗ với ân hành là vì muốn khiến cho tư giả hàn hối hận, để cho anh ta khó coi. Ai ngờ đâu anh ta lại được con gái của hội trưởng coi trọng, làm hại cô trở thành trò cười của mọi người. Ân hành bị đẩy đến lảo đảo một cái, ánh mắt vẫn như cú chân chân nhìn chòng chọc hai người trong sân nhảy, sắc mặt âm lãnh dị thường. Vốn lấy được sự coi trọng của thiên kim tần hội phó là vinh dự bao lớn, nhưng bây giờ thì sao? Toàn bộ niềm vinh dự đều biến thành sự sỉ nhục, hắn đã bị gắn một cái mác là một kẻ ngang ngược tàn ác. Trong sân nhảy, tư giả hàn chỉ dùng một tay nắm lấy bàn tay của thiếu nữ, một bàn tay khác thì đặt hờ ở hông của nàng, căn bản cũng không hề đụng chạm nhiều. Có thể nói là tương đối quân tử, thủ thân như ngọc. Chương 2322, đều tốt, muôn tốt phản tốt. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm vẻ lạnh lùng đầy xa cách của người nào đó, nghiến nhẹ răng, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, quản lý tư thật đúng là chính nhân quân tử. Tư giả Hàn, dịch tiểu thư quá khen. Diệp Oản Oản ý vị sâu xa tiếp lời, nghe nói quản lý tư có một vị hôn thê, có thể khiến cho quản lý tư thủ thân như ngọc như thế, hẳn phải là một người phụ nữ rất hoàn mỹ chứ? tư giả hàn nhìn nàng một cái, hoàn toàn ngược lại. Diệp oản oản sửng sốt một phen, ngược lại. Ý gì, tư giả hàn lại đi nói nàng không hoàn mỹ. Tư giả hàn, cô ấy cũng không hoàn mỹ. Cô ấy manh động, dễ giận, tử lượng kém, vô lý, thích gây họa, rất thích uống giấm, lại thích gạt người, lại có ít nhiều mê trai. Diệp oản oản, tư giả hàn, ngoài mặt đáp ứng chuyện của tôi, sau lưng sẽ tuyệt đối không ngoan ngoãn nghe theo, vĩnh viễn ở ngoài vòng kiểm soát và dự đoán của tôi. Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn, mỗi một ngày ở cùng cô ấy đều giống như đang mạo hiểm. Nghe Tư Dạ Hàn sổ liền tù tìm một đống lớn thiếu sót của mình, biểu cảm của Diệp Oản Oản thiếu chút nữa cũng đã gần sắp không kềm được, ngữ khí cũng trầm xuống, thật sao? Nếu như vị hôn thê của anh bết bát như thế, vậy thì rốt cuộc anh thích cô ấy ở điểm nào? Ánh mắt Tư Dạ Hàn nhìn cô gái như ánh sao rực sáng lên, dịch tiểu thư, tôi cho là, mới vừa rồi tôi đã nói rất rõ. Diệp Oản Oản, nghe nói như vậy, Diệp Oản Oản ngơ ngác ngẩn người tại chỗ, cả nửa ngày đều không phản ứng kịp. Mới vừa rồi anh ấy đã nói rất rõ. Mới vừa rồi anh nói gì cơ, mới vừa rồi rõ ràng là đang ói hỏng bét, than phiền về nàng đấy. Hoặc tư giả hàn có ý tứ là, mới vừa rồi những thứ kia anh nói, tất cả đều là điểm mà anh yêu thích. Bởi vì người đó là em, cho nên ở trong mắt của anh, đều tốt cả, muôn tốt phản tốt. Đệt, sau khi Diệp Oản Oản phản ứng lại, trái tim cơ hồ điên cuồng đập rộn rã. Lời này quả thật là so với trắng trợn ca tụng nàng là tiên nữ hạ phàm, còn khiến cho nàng cảm động hơn. Còn miệng nó, tư giả hàn rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Năm đó, rõ ràng thể hiện ra chỉ số nhạy cảm IQ siêu cặn bã đấy. Hiện tại quả thực là lột xác hoàn toàn. Tối nay rõ ràng là dự định đến cưa đổ anh, kết quả vội vàng không kịp chuẩn đã bị anh, đốn tim, mất rồi. Một điệu nhảy kết thúc, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Dịch tiểu thư, cô nhảy quá tuyệt rồi. Đúng vậy, đúng vậy, quả thực là tiên nữ hạ phàm. Tư giả hàn, dịch tiểu thư, trên người còn có việc, trước tiên xin lỗi không tiếp chuyện được rồi. Diệp oản oản lấy một ly rượu vang trên khay của người phục vụ ở bên cạnh, nhẹ nhàng đung đưa, tôi tiện anh. Tư giả hàn mặt không cảm xúc, không cần. Diệp oản oản đung đưa ly rượu vang. Suy, tối hôm qua đã bị anh bỏ chạy thành công. Hôm nay còn tưởng rằng có thể chạy thoát. Một giây kế tiếp, cổ tay của Diệp oản oản lại đột nhiên lơ đáng lắc một cái. Nhất thời, hơn nửa ly rượu vang đều bị tạt vào trên quần áo của tư giả hàn. Cửu ca, bên cạnh, lâm khuyết sợ hết hồn. Cửu ca, anh không sao chớ. Tư giả hàn khẽ nhíu mày, nhấc tay lên, không có việc gì thật là xin lỗi, ngoài miệng Diệp Oản Oản nói như vậy, trên mặt lại không có chút ý xin lỗi nào. Nói xong, quay sang mở miệng nói với nhân viên phục vụ, đi chuẩn bị một bộ quần áo sạch đến phòng của tôi. Phục vụ viên lập tức đáp lời, vâng. Diệp Oản Oản nhìn về phía người đàn ông trước mắt, quản lý tư, theo tôi đi lên lầu thay một bộ quần áo khác rồi đi cũng không muộn. Lâm Khuyết chờ mắt nhìn lấy một màn này, quả thật là gấp gáp đến bốc hỏa. Trời má, chuyện này, Chuyện này, đây, đây còn không phải là một nữ bá vương sống sờ sờ sao? Làm sao có thể như vậy? Không thấy Cửu Ca cũng không muốn sao? Mới vừa rồi, ly rượu vang kia rõ ràng là cố ý tạt. Nói dễ nghe là để cho Cửu Ca đi thay quần áo với cô ta, nhưng ai biết được rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Đây, đây hoàn toàn là lòng dạ tư mã chiêu, người ngoài đường cũng biết. Chương 2323, khó giữ được trong sạch thậm chí ngay cả dịch linh quân cũng đều sắp không nhìn nổi. Con gái ngoan, con còn có thể rõ ràng hơn một chút nữa sao? Bất quá, dĩ nhiên là Diệp Oản Oản hoàn toàn không nhìn ông ta. Biện pháp này mặc dù rất vô sỉ, nhưng cũng may là hữu dụng nha, hợp tình lại hợp lý. Tư Giả Hàn căn bản cũng không tiện cự tuyệt. Sau đó, Diệp Oản Oản cứ như vậy đàng hoàng công khai trực tiếp khiến cho Tư Giả Hàn đi theo nàng đi lên lầu, vào phòng của nàng tối nay nàng quá bị động nhất định phải chơi cho hòa nhau ván này mới được lâm khuyết ở phía sau gấp đến độ xoay quanh lại hiếu tâm vô lực vô cùng đau đớn mà lắc lắc du thiệu nói đây là trắng trợn gạt người công khai cướp người du thiệu ho nhẹ một tiếng nói nhỏ tiếng một chút cậu đừng phản ứng thái quá nữa tôi nghĩ là dịch tiểu thư chỉ là muốn kết giao bạn bè cùng với đại nhân mà thôi hơn nữa tôi vẫn kiên trì với quan điểm ngay từ đầu của mình Thật ra thì như vậy cũng không có gì không ổn. Cuống chi địa vị của Dịch tiểu thư cao hơn tần hy viện nhiều lắm. Nếu như có Dịch tiểu thư giúp, chuyện chúng ta muốn làm sẽ đơn giản hơn nhiều. Lâm Khuyết nhất thời trợn mắt nhìn sang, quan điểm ngay từ đầu của ông. Quan điểm ngay từ đầu của ông là cái gì? Để cho Cửu Ca dùng mỹ nhân kế. Dù Thiểu, cậu đừng nói khó nghe như vậy, chẳng qua chỉ là hơi hơi. Dùng một chút Lâm Khuyết, có bản lĩnh thì ông đi đến trước mặt nữ ma đầu nhiếp vô ưu đó, lặp lại lần nữa. Cũng còn may một điểm là tần hy viện không được như ý, nhưng mà dịch vân mạc thì lại bất đồng. Nữ nhân này quá đáng sợ, thậm chí ngay cả cửu gia đều không chống đỡ được, cứ tiếp diễn như vậy, sợ là sự trong sạch của cửu ca khó mà giữ được. Đến lúc đó không riêng gì vấn đề về mỹ nhân kế, mà ông có thể tính toán xem, đến lúc đó ông sẽ bị nữ ma đầu kia chém mấy đao. Xu thiệu, khả năng số học của hắn không tốt, vẫn là đừng nên tính thì hơn. Dọc theo đường đi, Diệp Oản Oản vậy mà lại rất đàng hoàng, duy trì tạo hình nhân vật cao lãnh, mặt không cảm xúc dẫn tư giả dạ hàn đi đến gian phòng của mình. Buổi tiệc được tổ chức tại khách sạn lớn nhất Thiên Thủy Thành, dịch linh quân đã bao toàn bộ, phòng của Diệp Oản Oản là phòng tổng thống President Suite nằm ở tầng cao nhất. Tinh, tiếng chuông thang máy reo lên, hai người đến tầng chót. Bên này, Diệp Oản Oản trực tiếp đi ở phía trước, từ trong túi sách lấy thẻ phòng ra, đem cửa phòng mở ra. Trong phòng tựa hồ được người giúp việc nhỏ tinh dầu, có một mùi hương thơm vô cùng ngọt ngào. Mùi thơm này quả thật là không khó ngửi, chỉ là có chút nồng, làm cho người ta có chút không thoải mái. Quần áo tôi đã phái người chuẩn bị xong, quản lý tư trước tiên có thể thay. Diệp Oản Oản nói xong, lại cố ý tăng thêm một câu, nếu như anh không chê phiền toái. Ồ, còn không phải là đều phải cởi sao. Tư giả hàn dường như cũng không hiểu được kiểu nói bóng gió của Diệp Oản Oản, đa tạ dịch tiểu thư. Nói xong, cầm lấy bộ đồ được để ở trên ghế salon, hướng vào bên trong căn phòng mà đi. Làm sao lại chạy đi xa như vậy để thay quần áo cơ chứ? Diệp Oản Oản có chút tiếc nuối, ở bên ngoài ngóng dài cổ len lén nhìn trộm, đầy ám muội suy nghĩ, đợi lát nữa làm sao ra tay mới tốt. Đang suy nghĩ, nhưng mà, đợi cả nửa ngày, tư dạ hàn ngay cả một chút động tính cũng không có. Xảy ra chuyện gì? Thay một bộ quần áo lâu như vậy sao? Tại sao còn không ra? Trong tâm trạng hoài nghi, Diệp Oản Oản đứng lên, đi về phía bên trong phòng. Cũng không phải là nàng cố ý muốn trộm nhìn gì gì, chẳng qua là lo lắng anh mà thôi. Quản lý tư, Diệp Oản Oản đi tới trước cửa phòng, lại nhìn thấy căn bản là tư dạ hàn không hề vào trong, mà lại duy trì tư thế mở cửa, Ánh mắt giống như hàn băng nhìn chằm chằm trong phòng, toàn thân trên dưới đều tản ra một luồng khí chàng, khiến cho người ta không rét mà run. Diệp Oản oản hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng đi tới, muốn nhìn một chút trong phòng có cái gì. Chương 2324, quả thật chính là bị bẫy chết. Vừa đi đến cửa, còn chưa kịp thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì, Tư Dạ Hàn đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh cởi chiếc áo khoác màu đen trên người xuống ném thẳng một cái lên trên giường, che đi một thứ gì đó. Tiếp đó, còn cảm thấy chưa đủ, Tư Dạ Hàn lại nghiêm nghị mở miệng nói một câu, nhắm mắt. Diệp Oản Oản mới vừa chuẩn bị đi xem trên giường, cơ hồ là ngay lập tức liền theo bản năng mà ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. "Đệt, rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả?" Sắc mặt của Tư giả Hàn làm sao lại đột nhiên khó coi như vậy? Trong phòng, rốt cuộc là thứ gì ở trên giường kia lại có thể khiến cho Tư Dạ Hàn tức đến như vậy? Trung Quy sẽ không phải là một người đàn ông khỏa thân đấy chứ. Không khí tĩnh mịch một mảnh, bên tai chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc rõ ràng bởi vì tức giận mà có chút hỗn loạn của tư dạ hàn. Diệp Oản Oản vào lúc này đang nhắm chặt mắt lại, không biết rõ xảy ra chuyện gì, thật sự là rất khó chịu. Ngay vào lúc này, trên giường truyền tới một vài âm thanh sột sột soạt soạt, sau đó, bên tai có một âm thanh khàn khàn đầy kinh hoàng vang lên, dịch. Dịch tiểu thư, hề hề trong phòng làm sao lại có âm thanh của một người đàn ông khác diệp oản oản cũng không nhịn được nữa lén mở mắt sau đó liền thấy trời má trên giường thật sự là có một người đàn ông hơn nữa người này nàng có biết chính là gã thanh niên trẻ tuổi lần trước bị một người quản lý nào đó tiến cử với nàng khi đó nàng đã có cảm giác gã cha này mang ý đồ xấu có khả năng muốn bán con cầu vinh vạn vạn không ngờ tới hiệu suất của lão ta lại cao như vậy hành động nhanh như vậy. Cách một ngày, liền trực tiếp đem người đưa đến trên giường. Dịch tiểu thư, tôi, thanh niên nằm ở trên giường, nửa người trên hoàn toàn trần trụi, giờ phút này bị cái áo khoác tư giả dạ hàn ném qua che mất một nửa dưới, đỏ mặt lên, hoàn toàn không nói ra lời. Hắn không nghĩ tới, dịch phân mạc lại không phải tới một mình, mà lại dẫn theo một người đàn ông khác tới. Người đàn ông này, lại còn là quản lý tư. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm gã trai tơ trên giường, lại cẩn thận từng ly từng tí mà liếc mắt nhìn Tư Dạ Hàn bên cạnh. Tình cảnh này quả thật là khiến cho đầu nàng to đùng như cái đấu rồi. Trời má, thật là quá hố hàng, nàng quả thật chính là bị bẫy chết rồi. Cha cậu để cho cậu qua đây, Diệp Oản Oản lạnh mặt, nghiêm nghị nói, cố hết sức phủi sạch quan hệ với thanh niên. Bảo bảo, xin anh ngàn vạn lần chứ hiểu lầm em, cái gì em cũng không biết hà nha thân thể của thanh niên khẽ run, vốn là muốn lùi bước, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, rốt cuộc lấy được dũng khí, hụt một cái ném áo khoác đi, nhào đến trước mặt Diệp Oản Oản, dịch tiểu thư, cầu xin cô đừng đuổi tôi đi. Cô muốn tôi làm cái gì cũng được. Diệp Oản Oản đầy khó khăn tránh né sự đụng chạm của thanh niên, sắc mặt dị thường khó coi, cút ra ngoài. Thanh niên hiểu rất rõ, nếu cứ như vậy bị Diệp Oản Oản đuổi ra ngoài, hắn liền xong rồi, chỉ có thể tiếp tục cầu khẩn, dịch tiểu thư cầu xin cô đừng đuổi tôi đi ít nhất là cô là cô không ghét tôi không phải sao cô từng nói tôi rất có cá tính tư giả hàn diệp oản oản quả thật là muốn chửi thề rồi đẹp chẳng qua chỉ là nàng thuận miệng nói mà thôi cũng không có ý tứ gì khác diệp oản oản theo bản năng nghiêng đầu lại muốn nói gì đó với tư giả hàn ở bên cạnh nhưng mà tư giả hàn đã ung dung thong thả chỉnh trang lại ống tay áo ngay sau đó trực tiếp xoay người, nếu như dịch tiểu thư bận bịu vậy thì không quấy dày. Một giây kế tiếp, hoàn toàn không đợi Diệp Oản Oản giải thích, âm, um, một tiếng, cửa phòng khách sạn trực tiếp bị dập lại. Cậu, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm gã trai tơ, quả thật là bị tức đến không biết nói gì cho phải. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, thanh niên này chỉ sợ cũng chỉ là người bị hại. Mặc quần áo vào, cuối cùng, Diệp Oản Oản chỉ có thể ném câu tiếp theo, sau đó vội vã đuổi theo tư giả hàn. chương 2325, đang dưng đang không, làm hỏng mất chuyện tốt. Dưới lầu khách sạn, Lâm Khuyết và Du Thiệu không lên được, chỉ có thể đầy lo lắng chờ đợi ở phía dưới. Ai ngờ, không mất mấy phút, đột nhiên nhìn thấy tư giả hàn một mình từ trong thang máy đi ra rồi. Trên người tư giả hàn chỉ mặc một chiếc áo mỏng, cúc áo nơi cổ bị cởi mất một chiếc, sắc mặt âm trầm như nước, Tình cảnh này thật sự là quá dễ dàng dụ hoặc người ta nghĩ lung tung rồi. Nghĩa nó sẽ không phải là thật sự bị cái gì đó đi. Lâm Khuyết kinh hãi đến biến sắc, lướt người lên nghênh đón, "Cửu, Cửu ca, anh không sao chứ? Quần áo của anh đâu? Dịch đại tiểu thư đã làm cái gì đối với anh? Không phải chỉ là đi thay quần áo sao? Làm sao cuối cùng áo khoác lại biến mất rồi, chỉ mặc một cái áo mỏng quay trở lại." Ánh mắt lạnh đến tận cùng của Tư Giả Hàn bắn qua. Lâm Khuyết nhất thời im bặt, không dám tiếp tục truy hỏi thêm một chữ. Du Thiệu và Lâm Khuyết hai mắt nhìn nhau, tâm tình hai người đều rất phức tạp. Đợi đến khi Diệp Oản Oản đuổi theo, chỉ kịp thấy hình ảnh đuôi xe, tư dạ hàn lên xe rời đi. Thời điểm Medusa đi ngang qua đúng dịp thấy Diệp Oản Oản, vội vàng đi tới, hạ thấp giọng hỏi, tiểu sư muội. Tại sao muội lại đứng yên lặng ở chỗ này vậy? Diệp Oản Oản lòng đau như cắt mà thở dài một tiếng, nói rất dài dòng, mau mau, sư tỷ xe của tỷ đâu, mau nhanh trước tiên giúp muội đuổi theo chiếc xe phía trước của tư dạ hàn kia. Muội sẽ kể cho tỷ nghe ở trên xe. Được. Hai người vội vàng lên xe, Medusa ở phía trước lái xe, Diệp Oản Oản ngồi ở vị trí kế bên người lái. Đã xảy ra chuyện gì? Không phải muội đi cùng với quản lý tư lên, ưng, ừ, thay quần áo sao? Medusa không hiểu. Diệp Oản Oản sậm mặt lại, đừng nói nữa, thật vất vả mới dụ đỗ được người ta lên phòng, còn chưa kịp ngoạm ăn rốt cuộc thì hay rồi mới vừa vào phòng liền phát hiện một món quà lớn đang chờ muội medusa một món quà lớn diệp oản oản một người đàn ông khỏa thân không mặc quần áo nằm ở trên giường của muội vừa vặn bị tư giả hàn phát hiện tỷ nói muội có oan hay không medusa khục 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 tại sao có thể như vậy người nào làm diệp oản oản vừa thò đầu nhìn về phía trước vừa lầu bầu nói chính là cái gã quản lý họ hứa đó. Quản lý hứa sao, chẳng trách, đây quả thật giống như là chuyện lão ta có thể làm ra được. Thích, chuyện này cũng thực sự là, thật trùng hợp quá đi, Medusa giờ khóc giờ cười. Diệp Oản Oản càng nghĩ càng giận, chính là vậy đó. Đang dưng đang không, đi làm hỏng mất chuyện tốt của muội. Medusa mở miệng nói, quản lý hứa bị lợi ích làm mê muội tâm can, làm việc không chừa thủ đoạn nào. Đứa con trai kia của quản lý Hứa Theo tỷ được biết có nhân phẩm không tệ, chắc cũng là bị cha cậu ta bức bách, cũng thật không dễ dàng. Lúc này muội trực tiếp ném cậu ta ra ngoài, tỷ phỏng chừng khi cậu ta trở về, nhất định sẽ bị gây khó khăn. Ánh mắt Diệp oản oản lóe lên, tình cảnh của cậu ta, muội rất đồng cảm. Bất quá thật xin lỗi, muội không phải là thánh mẫu, không có cách nào cứu vớt chúng sinh. Chuyện này không ở trong vòng quản lý của muội. Đổi vị trí lại mà suy nghĩ, nếu như hôm nay Chuyện này phát sinh ở trên người tư giả hàn, có người đưa cho tư giả hàn một em gái xinh đẹp có hoàn cảnh đáng thương. Coi như là xuất phát từ sự đồng cảm mà tư giả hàn đi giúp cô gái kia, trong nội tâm nàng cũng sẽ rất không thoải mái. Hiện tại nàng đều đã khiến cho tư giả hàn hiểu lầm rồi, làm sao nàng còn có thể đi dính vào chuyện này. Nếu như vậy thì nàng là loại người như thế nào? Nói nàng ích kỷ cũng được, không có lòng cảm thông cũng được, chuyện tình cảm của người khác cũng không hề liên quan gì đến nàng. Medusa nhìn vẻ mặt đầy khẩn trương, không đỡ kịp này của Diệp Oản Oản, thật sự là có chút ngoài ý muốn. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tiểu sư muội quan tâm một người như vậy. Medusa mở miệng nói, cách làm của muội không sai, nếu mà không dứt khoát, ai cũng làm như thế, sợ là muội không chịu nổi. Huống chi muội cũng không tiện ra mặt, lỡ như lần nữa bị tư giả hàn hiểu lầm thì nguy rồi. Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta xử lý chương 2326, quả nhiên, đào góc tường. Diệp Oản Oản lập tức cảm động nhìn sang, cảm ơn sư tỷ, tỷ thật là tốt. Với tỷ mà còn khách khí làm gì? Trong khi nói chuyện, hai người đã lái đến cửa nơi tư giả hàn ở tạm. Vừa mới chuẩn bị xuống xe, Diệp Oản Oản đột nhiên gọi Medusa lại, sư tỷ, chờ một chút. Hai người đậu xe ở xa xa, sau đó nhìn tới chỗ cửa, có một chiếc xe dường như đã ngừng rất lâu tại nơi đó đợi sau khi đám người tư dạ hàn vừa mới lái đến, cửa chiếc xe kia lập tức mở ra, một nữ nhân mặc đồ quản gia, nhìn qua khoảng 50 đến 60 tuổi, từ bên trong đi xuống. Phía sau vị nữ quản gia đó, là hai cô gái trẻ tuổi, ăn mặc tinh tế đi theo sau. Hai cô bé một người tinh khôi như đóa phủ dung nổi trên mặt nước, một người nồng nàn đầy quyến rũ, hai phong thái hoàn toàn bất đồng, nhưng tướng mạo đều cực kỳ xuất sắc. Hai cô bé kia vừa nhìn thấy tư dạ hàn, ánh mắt liền sáng lên, mở to ngắm nhìn anh không chớp mắt. Hai con người Diệp Oản Oản híp lại, hơi nhìn lướt qua liền có cảm giác tình hình không ổn lắm. Đại thiếu gia, ngài đã trở về rồi. Nữ quản gia nhìn thấy Tư Dạ Hàn trở lại, cung kính hướng về anh thi lễ một cái. Tư giả dạ Hàn liếc mắt nhìn hai người ở sau lưng nữ quản gia, tâm tình vốn đã không tốt, sắc mặt nhất thời càng thêm âm trầm, xem ra những gì lần trước tôi nói trong yến hội, quản lý ân cũng không nhớ, nữ quản gia đúng mực cúi thấp đầu đáp, "Đại thiếu gia, tôi chẳng qua chỉ phụng mệnh hành sự, lão phu nhân ra lệnh cho tôi đem người đưa tới cho cậu. Nếu như là cậu không nhận, tôi đây chỉ có thể tiếp tục đưa thêm người khác tới." Lâm Khuyết mắt thấy sắc mặt cửu ca nhà mình càng thêm đáng sợ hơn, quả thật là bó tay toàn tập. Đúng là đã nghèo còn gặp cái eo, hoa đào này làm sao mà bóp mãi không hết, cứ càng ngày càng nhiều. "Tôi nói này kiểu mẫu sao, nào có kiểu làm việc như các người chứ?" cửu ca đều đã nói không cần, bà vẫn cứ khăng khăng tiếp tục đưa tới. Lâm Khuyết cả giận nói. Sao treo mạc phiên âm, cháu ma, tên nhân vật này là Kiều Mẫu, mạc mụ, hôm trước mình dịch bị ngược, hoặc cũng có thể là mẹ Kiều. Lão nô chẳng qua chỉ phụng mệnh hành sự, hai cô bé này nếu như là đại thiếu gia không thích, ngày mai lão nô lại đưa người khác tới là được rồi. Nữ quản gia bày ra tư thế, đã lở không sợ lác. Lâm Khuyết, cách đó không xa, âm thanh đoạn đối thoại này cũng đủ to để giúp Diệp Oản Oản nghe được rõ rõ ràng ràng, cuối cùng cũng biết được có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, quả nhiên, chuyện này so với dự đoán ban đầu đầu của nàng, một chút không kém. Ân duyệt sung kia, quả nhiên là từ ngay lúc ban đầu cũng đã muốn đào góc tường của nàng. Lại còn mỗi ngày đưa đến một lần. Diệp Oản Oản, kẹt một cái, đẩy cửa xe ra đi xuống. Medusa sợ nàng gây chuyện, đuổi theo sát nút. Chào bà, kiều quản gia. Sau lưng, âm thanh trong vắt của người thiếu nữ khiến cho vẻ mặt của nữ quản gia cứng lại, theo bản năng quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra. Cô là, nữ quản gia chưa từng thấy người thật của Diệp Oản Oản, nhưng cũng có xem qua hình ảnh của nàng, nhất thời nhận ra được tướng mạo của nàng, nhiếp tiểu thư. Sau lưng, Medusa lên tiếng, vị này là con gái của dịch hội trưởng, dịch vân mạc, dịch tiểu thư. Nữ quản gia nghe vậy mặt đầy căng thẳng, vội cung kính mà chào hỏi, thì ra là dịch tiểu thư, lão nô thất lễ. Thì ra, người này chính là dịch vân mạc, là cô gái bị phu nhân hoài nghi về thân phận. Lâm Khuyết nhìn thấy dịch vân mạc đột nhiên xuất hiện, càng thêm mộng bước rồi, tôi nhổ vào. Người này làm sao lại còn đuổi theo tới nơi này, cô ta muốn làm gì? Du thiệu nhìn dịch vân mạc một chút, lại nhìn hai cô gái xinh đẹp sau lưng nữ quản gia một chút, cũng nhức đầu không thôi. Đây là tình cảnh quỷ dị gì? Diệp Oản Oản mặt lạnh, y như phủ băng nhìn lướt qua hai mỹ nữ sau lưng quản gia, quản gia, nhìn dáng dấp, là thái độ gần đây tôi biểu đạt còn không đủ rõ ràng. Kiều quản gia cúi thấp đầu, lão nô không hiểu ý của dịch tiểu thư. chương 2327, bật chế độ bùng nổ. Khóe miệng Diệp Oản Oản chậm rãi giãn ra, khí lạnh quanh người cực thịnh, bà không cần thiết phải hiểu. Chỉ cần biết là, tôi không cần biết bà là do ai phái tới, nếu như là lại để cho tôi thấy lại có phụ nữ nào đứng ở gần quản lý tư nửa bước, như thế, tự gánh lấy hậu quả. Kiều quản gia, tư giả hàn, lâm khuyết, giọng điệu này làm sao lại quen thuộc như vậy? Xu thiệu, Medusa, nữ quản gia sừng sốt thật lâu đều không nói ra lời, khí chàng này của đối phương thật sự là quá đáng sợ, quanh thân có một luồng uy áp và sát khí thuộc về kẻ bề trên. Sắc mặt của Diệp Oản Oản lạnh dần, đôi mắt hờ hững quét qua một cái, quả thật như là băng phủ ngàn lý, vạn dặm đóng băng, cho bà ba giây, mang theo người của bà, Lan. Hai cô bé kia nghe vậy trợn to hai mắt, vạn vạn không ngờ tới con gái của hội trưởng sẽ xuất hiện ở nơi này, còn trực tiếp ra tay cướp người. Vẻ mặt của cả hai đều rất không cam lòng, vẫn như cũng tiếp tục nhìn tư giả hàn say đắm. Dù sao chỉ cần được tư giả hàn thu rồi, các cô liền có thể một bước lên mây, làm sao chịu buông tha cơ hội rất tốt như vậy. Trong đó, cô gái thoạt nhìn có vẻ rất thanh thuần, vừa đầy ủy khuất nhìn về phía tư dạ hàn, vừa lấy dũng khí mở miệng nói, dịch tiểu thư, cô. Coi như cô là con gái của dịch hội trưởng, nhưng làm vậy cũng không tránh khỏi quá bá đạo chứ. Thiếu nữ kiều diếm còn lại vội vã phụ họa, đúng vậy, tại sao không cho chúng tôi tới gần quản lý tư vậy, anh ấy cũng không phải là vật sở hữu của ai. Diệp oản oản rũ con người thật thấp mà cười một tiếng, một giây kế tiếp, lẻng xoẻng, một tiếng đao vang lên, Diệp Oản Oản tiện tay rút bội đao tùy thân của Medusa ở bên cạnh, soạt một tiếng chém ở dưới chân hai cô bé kia. Mặt đất ốp đá cầm thạch trực tiếp nứt ra một cái lỗ, tiếp tục lan rộng đến chỗ mũi chân hai cô bé. A! À, Tư thế như thiên quân vạn mã mang theo máu tanh từ trong địa ngục bò ra, khiến hai thiếu nữ nọ sợ đến trực tiếp kinh hô thành tiếng. Diệp Oản Oản, không đi, cũng được, vậy thì lưu lại đi. Nói bóng gió, để mạng lại. Không không không! Chúng tôi đi, lập tức đi ngay. Hai cô bé nào còn dám ở lâu, vội vàng lảo đảo chui vào trong xe. Đối phương chính là con gái của Dịch Linh Quân, có cái gì không dám làm. Nữ quản gia thấy vậy, cũng chỉ có thể rời đi trước. Dù sao bây giờ, ngay cả phu nhân mà cũng chưa thể nhận định được thân phận thật của cô gái này, vạn nhất đối phương thật sự là Dịch Vân Mạc. Nếu như dám cùng cô ta đối nghịch, như thế hậu quả quả thật không phải là thứ mà bọn họ có thể thừa nhận được. Sau khi nữ quản gia rời đi, cũng không một ai nói gì, nơi cửa tính mịch một mảnh. Diệp Oản Oản cũng không nói lấy một câu, cứ trầm mặc như vậy đứng ở nơi đó, trên dưới toàn thân đều như hạch tâm của bom hạt nhân, giận đến mức như sắp nổ tung đến nơi. Từ lời nói của vị kiều quản gia kia mà xem, đây không phải lần thứ nhất ân duyệt dung đưa nữ nhân tới cửa cho tư dạ hàn. Trời má, cái gì mà đệ nhất mỹ nhân thiên thủy thành tần hy viện thì coi như xong đi, ngay cả mẹ ruột đều ở phía sau tận hết sức lực mà đào góc tường nàng ngoan ngoãn ở tại vân thành chờ đợi kết quả chờ được chính là hoa đào bay đầy trời người trước gục ngã người sau tiến lên nhào thẳng lên trên thân người đàn ông của nàng sao nếu như nàng không đến có phải là anh sẽ bị hoa đào nhấn chìm hay không à đẹp medusa cũng không dám thở mạnh lấy một tiếng vẫn luôn cẩn thận nhìn chằm chằm thanh đao trong tay diệp oản oản vân mạc tôi đao cẩn thận một chút Xong rồi, nhìn tiểu sư muội lần này, tựa hồ là thật sự nóng máu rồi, so với lần trước còn đáng sợ hơn. Lâm Khuyết và Du Thiệu cũng sợ đến nín thở, Lâm Khuyết cực nhỏ giọng lầm bầm, chuyện này. Điệu bộ này, làm sao càng nhìn mình lại càng thấy quen thuộc vậy nhỉ? Trường 2328, chỉ thế này liền muốn thu mua em. Du Thiệu nào núng khôn nguôi, giờ phải làm sao bây giờ? Nếu thật sự chọc giận dịch vân mạc, đối với bọn họ đều không có lợi. Nhìn cái tính tình này của dịch phân mạc, đại khái là bị dịch hội trưởng làm hư rồi. Mặc kệ thứ gì, chỉ cần là thứ cô ta ưa thích liền nhất định phải lấy được, hơn nữa người khác đụng chạm thử cũng đều cấm tiệt. Trước đó còn thích thì coi như là nói gì nghe nấy, nhưng nếu lỡ như thẹn quá thành giận, vạn nhất trả đũa liền xong rồi. Lâm khuyết, không bằng cậu đi giải thích cùng dịch tiểu thư một chút đi, đừng làm hại chúng ta cũng bị dính líu. Dù thiệu thúc giục. Lâm khuyết lập tức lui về phía sau một bước, ông đùa à, trong tay cô ấy có đau đấy. Vạn nhất trượt tay thì làm sao bây giờ, tôi cũng không dám đi, nếu như ông dám, thì tự mình đi đi. Dù thiệu không có cách nào, chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi. Trông cậy vào tư giả hàn nhượng bộ, nhất định là càng không thể nào. Diệp oản oản đem cây đao trong tay ném trả lại Medusa, nhìn về phía người đàn ông đối diện, cười lạnh một tiếng, xem ra quản lý tư Mỹ nhân vần quanh hàng đêm ca múa tại thiên thủy thành sinh hoạt rất là tiêu dao vui đến quên cả trời đất là tôi nhiều chuyện rồi diệp oản oản hít sâu một hơi đè nén lửa giận nói xong trực tiếp quay đầu rời đi cứ tiếp tục đợi như vậy nàng không dám hứa chắc chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa kết quả bên này mới vừa bước được một bước bàn tay lạnh giá nhỏ nhắn đột nhiên bị người ta nắm lấy từ phía sau sống lưng diệp oản oản cứng đờ dừng chân lại, ánh mắt thuận theo bàn tay to lớn đang nắm tay mình, chậm rãi chuyển rời lên trên, đối mặt với một đôi con người thâm thúy. Diệp oản oản mặt không cảm xúc, quản lý tư đây là ý gì? Tư giả hàn, dịch tiểu thư, không bằng đi vào uống ly trà. Diệp oản oản, uống trà cái rắm nàng đều đã tức đến no rồi. Diệp oản oản mặt lạnh, được rồi, đêm đã khuya, sợ là quản lý tư bất tiện. Tư giả hàn, tiện mà diệp oản oản vậy cũng không uống tư giả hàn nhẹ nhàng thở dài một tiếng sau đó đưa tay ra nhẹ nhàng ôm cô gái vào trong lồng ngực đừng nóng giận là anh không tốt diệp oản oản một bên lâm khuyết và du thiệu trợn to hai mắt chuyện chuyện này chuyện này đây là có chuyện gì vậy hả cửu ca chủ động nắm tay dịch phân mạc còn chủ động ôm lấy nàng thế này cũng quá kinh sợ rồi đi medusa thoạt tiên là sướng sờ sau đó mặt đầy bất đắc dĩ sợ là tư giả hàn đã nhận ra tiểu sư muội rồi com lê như vậy mà cũng nhận ra thật là gặp quỷ rồi sao chẳng qua là không biết rốt cuộc là người đàn ông này phát hiện lúc nào bên tai diệp oản oản truyền tới âm thanh cực kỳ ôn nhu đầy nam tính lại thêm mong nhớ đã lâu nhất thời sống mũi cay cay giống như khí cầu bị đâm thùng nhưng mà đối diện với gương mặt hút hoa đào của anh diệp oản oản lại nén giận nam nữ thủ thụ bất thân quản lý tư xin tự chữ trọng còn chưa nói xong bờ môi lạnh của chàng trai đã rơi xuống chặn đứng lời kế tiếp của nàng diệp oản oản một chút tức giận cuối cùng trong lòng diệp oản oản nhất thời cũng tan biến không còn dấu tích nháy mắt một cái lại nháy mắt một cái rốt cuộc ý thức được một chuyện có phải là nàng đã bị phản đòn rồi hay không con bà nó cửu ca lâm khuyết kinh hô thành tiếng du thiệu cũng trợn mắt há hốc mồm Tư giả hàn vốn chỉ định lướt qua liền thôi, đại ý là phản ứng ngây thơ như thiếu nữ của nàng làm anh rung động, vì vậy siết chặt hông của cô gái, lại hôn thật sâu hơn. Một hồi lâu sau, rốt cuộc mới dừng lại, đôi bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vuốt ve ở trên đầu người thiếu nữ. Diệp oản oản sụ mặt, ho nhẹ một tiếng, chỉ thế này liền muốn thu mua em. Tư giả hàn, vậy em muốn cái gì? Diệp oản oản, ngủ với em. Tư giả hàn, được chương 2329, vị thức ăn cho chó quen thuộc này. Nơi cửa, mặc dù Medusa đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng mặt vẫn đầy vẻ cạn lời. Cơ mà bộ com lê đều đã lộ mất rồi, cũng chỉ có thể tới đâu hay tới đó. Về phần du thiệu và lâm khuyết, gió đêm gào thét, mắt thấy dịch vân mạc và tư giả dạ hàn cùng nhau tiến vào biệt thự, hai người đứng ngẩn ở nơi đó, giống như hai bức tượng điêu khắc. Du thiệu, làm, làm sao bây giờ? Lâm Khuyết, không phải là ông vẫn luôn chủ trương để cửu ca dùng mỹ nhân kế sao? Thế này không phải là hợp ý ông rồi sao? Dù thiệu, nhưng tôi cũng không có nói là để cho đại nhân đi bồi. Bồi, bồi. Lâm Khuyết nghe không nổi nữa, trực tiếp giúp hắn nói xong, bồi ngủ. Dù thiệu hoang mang bối rối mà đuổi theo. Không được, phải đi ngăn cản quản lý đại nhân. Lâm Khuyết vội vàng tóm lấy hắn, quay lại. Làm sao ông lại chậm hiểu như vậy? ông còn chưa nhìn ra sao? Du thiệu sửng sốt, nhìn ra cái gì? Lâm khuyết lầu bầu nói, dịch vân mạc đó, căn bản chính là nhiếp vô ưu. Du thiệu, cậu nói cái gì? Chuyện này làm sao có thể? Lâm khuyết choàng qua bả vai của du thiệu, ngữ khí đầy khẳng định, tôi cũng cảm thấy không có khả năng, bất quá tin tưởng tôi đi. Cái vị thức ăn cho chó quen thuộc này, cho dù có nhắm mắt lại tôi cũng sẽ không nhận lầm. Du thiệu, trong phòng ngủ, Diệp Hoàn Oản thở phì phò ngồi ở trên giường. Tư Dạ Hàn vừa cởi cúc áo sơ mi, vừa cúi người xoa xoa đầu của cô gái, chờ anh thay quần áo khác. Trước đó Diệp Oản Hoàn tạt một ly rượu vang đầy, không chỉ là dính lên áo khoác, mà trên chiếc áo sơ mi bên trong cũng bị dính không ít. Động tác thay quần áo của Tư Dạ Hàn ung dung thong thả, quả thật là cảnh đẹp ý vui. Chỉ là, quá chậm. Diệp Oản Oản ngồi ở đó, rõ ràng là đã không nhịn được tư giả hàn đương nhiên là chú ý tới gương mặt nhỏ nhắn của nàng cúc áo cởi được một nửa cũng không tiếp tục mà trực tiếp đi về phía nàng còn tức giận thấy tư giả hàn cuối cùng cũng không còn chỉnh qua chỉnh lại bộ đồ lúc này sắc mặt của diệp oản oản mới hơi hơi khá hơn một chút dùng sức một cái trực tiếp đẩy anh lên giường từ khi nào thì anh nhận ra em tư giả hàn mới đây thôi hai con người diệp oản oản híp lại rõ ràng không tin thật sao Tư giả hàn không thể làm gì khác hơn là nói lại, thời điểm em mời anh khiêu vũ. Diệp Oản Oản, nói thật. Tư giả hàn hơi hơi nhếch miệng, lần đầu tiên nhìn thấy em. Diệp Oản Oản kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này không khoa học mà, lại có thể nhận ra được nàng dễ dàng như vậy hả? Vậy sao anh vẫn còn cự tuyệt em? Diệp Oản Oản chừng mắt lườm anh một cái. Tư giả hàn, chẳng qua là anh phối hợp với em thôi. Diệp Oản Oản, lại có thể không có cách nào phản bác nàng vốn cho rằng chính mình là vương giả ngờ đâu hoặc cũng có thể là nàng đúng là vương giả không sai nhưng tư giả hàn lại càng nghịch thiên anh ấy là đỉnh của đỉnh tư giả hàn một tay ôm lấy hông cô gái chậm rãi hỏi em không cần trở về khách sạn nhắc đến khách sạn tự nhiên liền nghĩ đến gã giã nam nhân trên giường diệp oản oản nhất thời hít thở chậm hẳn khục em trở về khách sạn làm gì đương nhiên không cần trở về chuyện đêm nay thật sự em hoàn toàn không biết, đều là do gã quản lý hứa đó không biết làm thế nào lại nhét cậu ta vào phòng. Em cũng là người bị hại, lại nói, bên này em nói thế nào cũng chỉ có một người, còn anh bên kia thì mỗi ngày đều có người đưa mỹ nhân tới đó nha. Tư giả hàn, chuyện của mẹ anh, anh nên nói xin lỗi với em. Chỉ là vì lo lắng làm em tức giận, cho nên anh mới không muốn để cho em tới thiên thủy thành, dính vào vũng nước đục này. Nghe thấy lời của tư dạ hàn, làm sao nàng còn có thể tức giận được nữa chứ, thương xót còn không kịp nữa là. Diệp Oản Oản, vậy thì huề nhau, cũng không cho phép anh tiếp tục tức giận. Tư giả hàn, anh sẽ cố gắng hết sức. Diệp Oản Oản, chẳng lẽ không phải là nên trực tiếp tỏ ra rộng lược, nói là sẽ không tức giận sao? Có cần thành thật như vậy không? Được rồi, xưởng giấm nhà anh diện tích lớn, tùy anh định đoạt. Trường 2330, Liều Mạng Giữ Trai Diệp Oản Oản thấy trò chuyện đến bây giờ mà mãi tư giả hàn cũng không hỏi chuyện mình là dịch vân mạc, không nhịn được chủ động hỏi dò, anh không hỏi vấn đề em trở thành dịch vân mạc, là có chuyện gì xảy ra sao? Tư giả hàn ôm thiếu nữ vào trong ngực, nếu như em muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho anh biết. À, thật ra thì chuyện này liên quan đến bí mật của dịch linh quân, không thể nói với người ngoài, nếu không phỏng chừng sẽ gây ra sóng to gió lớn. Diệp Oản Oản nói xong, chuyển đề tài, bất quá anh cũng không phải là người ngoài, nói cho anh biết cũng không sao. Tư giả hàn nghe vậy, ánh mắt dịu hẳn đi. Diệp oản oản, thế này, thật ra là dịch linh quân còn có một thân phận khác không muốn người khác biết. Mà một thân phận khác của ông ta, lại trùng hợp là người mà em quen biết. Tư giả hàn, một thân phận khác. Một thân phận khác của dịch linh quân, hơn nữa còn là người mà Diệp oản oản quen biết. Trong lúc nhất thời quả thật tư giả hàn cũng không nghĩ ra được diệp oản oản gật đầu trực tiếp trả lời nói ra khẳng định là anh không thể tin được dịch linh quân có một lớp vỏ bọc khác chính là hách liên giác trên mặt của tư giả dạ hàn thoáng qua vẻ kinh ngạc đối với cái kết quả này quả thật cũng rất bất ngờ hách liên giác sư phụ em diệp oản oản suýt xoa đúng vậy chính là ông ta lúc ông ấy tìm tới em em cũng sợ hết hồn hoàn toàn không ngờ tới lão quái vật hách liên giác này còn có một lớp com lê như vậy một người là võ đạo tông sư đức cao vọng trọng, một người là lão quái vật độc lập châu người người muốn đánh. Hai người vốn hoàn toàn không liên quan nhau, vậy mà lại sẽ có thể là cùng một người. Nghe Diệp Oản Oản nói như vậy, Tư Giả Hàn mới hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện, khó trách. Diệp Oản Oản tiếp tục giải thích về phần vì sao em lại biến thành con gái ông ta, hoàn toàn là do sở thích quái dị của ông ấy. Chính mình không có con gái, liền muốn há mồm chờ sung dụng, bợ, một đứa cho đã ghiền, đương nhiên là không có khả năng em sẽ đáp ứng loại yêu cầu hoang đường này. Ngờ đâu, ngày đó em nhìn thấy. Nghe đến đó, dường như tư giả hàn kịp phản ứng lại, thời điểm ngày đó anh đi gặp dịch hội trưởng, em cũng có mặt. Ánh mắt Diệp oản oản ai ván, không sai, hơn nữa còn nhìn thấy tần hy viện và anh lôi lôi kéo kéo. Em đây làm sao có thể nhịn được chứ, cho nên trong cơn tức giận liền đáp ứng rồi. Liều mạng giữ trai đấy. Tư giả hàn, cái bàn trong phòng khách dịch hội trưởng, diệp oản oản em chém tư giả hàn đường rãnh trên mặt đất diệp oản oản cũng em chém tư giả hàn cho nên ngày đó ở trong điện thoại nàng nói nhiều như thế nói để cho anh yên tâm nói mình tuyệt đối sẽ không kích động hiểu lầm vậy mà lại không có lấy một chữ là sự thực anh nên sớm biết mới đúng hai người đang nói chuyện điện thoại của diệp oản oản vang lên là dịch linh quân gọi tới diệp oản oản bất đắc dĩ nối điện thoại mới vừa kết nối, đầu kia điện thoại di động liền truyền tới âm thanh đầy kích động và tố cáo của Dịch Linh Quân, vừa nói xong là dân chuyên nghiệp, tuyệt đối không đuổi theo đấy. Diệp Oản Oản không vui mà chọc chọc trên người Tư Giả Hàn, bị Tư Giả Hàn bắt lại đôi bàn tay nhỏ nhắn đang mò loạn, thở dài, nói với Dịch Linh Quân ở đầu kia, đuổi đuổi gì cơ? Ở trước mặt bảo bảo nhà con, ngay từ lúc vừa bắt đầu, mọi thứ đã chính là hư vô. Dịch Linh Quân, Tư Giả Hàn Diệp Oản Oản tiếp tục nói, mà tự đuổi cũng tốt, đỡ mắc công lại phải đuổi tới đuổi lui mệt chết đi được. Thôi được rồi, không thèm nghe cha nói nữa, bai cha con cúp đây, con muốn đi ngủ rồi. Ngủ ngon bái bai. Dịch Linh Quân, này 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 này, con ngủ ở chỗ nào đấy, này, alo. Tút tút tút, cùng với âm thanh báo máy bận, Diệp Oản Oản quả quyết cúp điện thoại di động. Diệp Oản Oản, đã nói là tối nay ngủ với em rồi đấy, không cho đổi ý. Tư giả hàn, bất cứ lúc nào anh cũng có thể chiều em được. Diệp oản oản, vậy còn tạm được. chương 2331, nghẹn chết mọi người. Buổi sáng sớm hôm sau. Làm sao sớm như vậy mà anh đã dậy rồi. Diệp oản oản từ trong chăn ló đầu ra. Tư giả hàn, họp. Con người Diệp oản oản chuyển động, nhất thời chờ mình một cái, từ trong chăn chui ra, ồ ồ ồ, đi họp sao, em tiến anh đi họp, tư giả hàn đắp lại chăn cho nàng, không cần, em ngủ thêm chút đi. Diệp oản oản tràn đầy ý chí chiến đấu, vậy cũng không được, phải tiến anh đi cơ, em còn chưa có chính thức bắt đầu giải thức ăn cho cháu đâu. Dù thế nào em cũng phải làm nghẹn chết đôi cẩu nam nữ kia. Tư giả hàn bất đắc dĩ nhìn cô nàng một cái, chỉ có thể nhìn nàng chui lên thật nhanh như hít thuốc lắc một dạng. Diệp oản oản nói một tiếng với sư tỷ, nhờ cô phái người lái xe của nàng tới, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất trang điểm thay quần áo hoán đổi sang trạng thái dịch vân mạc chiếc xe thể thao này là do dịch linh quân chuẩn bị cho nàng trước đó ngay cả một lần nàng cũng chưa dùng qua hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng địa điểm tổ chức buổi họp là tại cao ốc trọng tài hội trời sáng rõ nơi cửa trọng tài hội các vị cao tầng và quản lý lần lượt tiến vào tần hy viện ân hành và mấy người quản lý đang hàn huyên nói chuyện ở cửa ân hành nhận được sự giúp đỡ của Tần Tung nên được tham gia hội nghị. Mặc dù chỉ là ghế dự thính, nhưng đã tương đương bước được nửa bước vào ngưỡng cửa trọng tài hội. Lúc này, một chiếc xe thể thao màu bạc óng ánh xa hoa đời mới nhất đỗ dịch lại, thu hút không ít ánh mắt. Cửa xe phía sau mở ra, Diệp Oản Oản nhấc chiếc giày cao gót 12cm, cất bước đi xuống. Dịch tiểu thư, dịch tiểu thư, chào buổi sáng. Dịch tiểu thư cũng tới tham gia hội nghị sao nhìn thấy Diệp Oản Oản, những người bên cạnh rối rít chào hỏi, đồng thời tưởng tượng đủ thứ trong đầu. Nhìn bộ dạng như vậy, chẳng lẽ dịch linh quân thật đúng là chuẩn bị để cho dịch vân mạc tiến vào trọng tài hội. Thời điểm mọi người ở đây bàn tán ẩm ý, Diệp Oản Oản với gương mặt lạnh trước sau như một, không chút cảm xúc mở miệng nói, hội nghị không có liên quan gì đến tôi, tới tiễn người mà thôi. Tiễn người, nghe nói như vậy, nhất thời mọi người càng thêm kinh ngạc. Tiễn người nào vậy hả? Người nào lại có thể diện lớn như thế, lại có thể khiến cho Dịch Vân Mạc tự mình lái xe tới tiến? Mới vừa rồi Dịch hội trưởng đã đi vào trong rồi, cho nên cũng không có khả năng là Dịch hội trưởng. Ở dưới tầm mắt của tất cả mọi người, cửa xe bên kia mở ra, Tư Dạ Hàn cất bước đi xuống. Mẹ nó, đây không phải là quản, quản lý tư sao? Có chuyện gì vậy? Quản lý tư làm sao lại sẽ từ trên xe của Dịch tiểu thư xuống? Người Dịch tiểu thư tiến chính là quản lý tư trong phút chốc, cơ hồ tất cả tầm mắt đều tập trung lại, cơ mặt ân hành cũng hoàn toàn cứng đờ. Tối hôm qua, hắn hỏi dò được tin tức, nói là tư giả hàn mới vừa vào phòng của dịch vân mạc không bao lâu liền đi ra rồi, nên hắn mới yên tâm. Thật không ngờ tới sáng sớm hôm nay, tư giả hàn lại sẽ có thể từ trên xe của dịch vân mạc xuống. Sau khi tư giả hàn xuống xe, liền tới trước mặt Diệp Oản Oản, anh đi họp. Diệp Oản Oản, vâng. Tư giả hàn nói xong, liên chuẩn bị vào trong. Diệp hoàn hoàn nhíu mày, gọi anh lại chờ một chút. Tư giả hàn dừng chân lại, dịch tiểu thư còn có việc. Diệp hoàn hoàn, có phải là quản lý Tư quên cái gì rồi hay không? Không đợi Tư giả hàn phản ứng lại, Diệp hoàn hoàn trực tiếp tiến lên một bước, áp người tới, đặt một nụ hôn lên đôi môi của chàng trai. Xung quanh trong nháy mắt truyền đến một loạt âm thanh hít khí lạnh, tất cả mọi người cơ hồ đều trợn tròn mắt đệt, đây là cảnh tượng kinh người gì? Ánh nắng ban mai chiếu rọi, thiếu nữ khe kiếng chân lên, hôn chàng trai. Một màn này quả thật là đẹp tựa như một bức tranh sơn dầu vậy. chương 2332, trực tiếp công khai. Tư giả hàn che giấu vẻ ôn nhu lộ rõ nơi đáy mắt, hạ thấp giọng khẽ nói có chừng mực. Nếu không sợ rằng anh không có cách nào nhịn được, nên phải nhắc nhở nàng. Trời má, tôi vừa thấy cái gì, chuyện 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 này đây coi như là trực tiếp công khai sao công khai không thể nghi ngờ có được không nếu như nói trước đây đủ loại tin đồn còn có chút mập mờ không rõ như vậy hiện tại ván đã đóng thuyền không chạy đi đâu được rồi cách đó không xa trong góc quản lý hứa nhìn một màn trước mắt mồ hôi lạnh đều đã túa ra rồi vạn vạn không ngờ tới dịch phân mạc lại thực sự coi trọng tư dạ hàn tối hôm qua chính mình đem con trai đưa qua kết quả không lấy được lòng dịch vân mạc không nói, còn quấy dày chuyện tốt của người ta. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hôm nay ánh mắt quản lý tư nhìn hướng về hắn, dường như cũng đặc biệt đáng sợ. Trừ quản lý hứa ra, tất cả những người mang tâm tư khác giờ phút này đều bóp cổ tay thở dài. Cứ như vậy, há chẳng phải là bọn họ không còn cơ hội. Sau khi đòi, bồi thường, nụ hôn tạm biệt, Diệp Oản Oản cuối cũng thả cho tư dạ hàn rời đi. Giải thức ăn cho chó xong, Diệp Oản Oản đi xe quay về lại biệt thự. Mới vừa trở về phòng chuẩn bị tiếp tục ngủ nướng, cửa phòng đột nhiên bị người nào đó gõ. "Mời vào, Ngô quản gia, sao vậy?" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm vị quản gia đẩy cửa vào, mở miệng hỏi. Gia nhân và quản gia nơi này, tất cả đều là do Dịch Linh Quân sắp xếp cho nàng. Nghe nói vị nữ quản gia này đã làm việc tại Dịch gia nhiều năm, tại Thiên Thủy Thành cũng được xem như là nhân vật lắm tai nhiều mắt. Cũng chính bởi vì như thế, lúc này dịch linh quân mới yên tâm giao Diệp Oản Oản cho người quản gia này trông nom. Trừ sắp xếp sinh hoạt hàng ngày của Diệp Oản Oản ra, nếu như có một ít sự việc vật vãnh cần xử lý, giao cho quản gia cũng sẽ có thể được thực hiện một cách hoàn mỹ. Dù sao, Diệp Oản Oản mới tới Thiên Thủy Thành không lâu, đối với Thiên Thủy Thành còn chưa quen thuộc lắm. Nhất là mạng lưới các thế lực phức tạp, nếu không cẩn thận, Diệp Oản Oản rất có thể sẽ gây ra họa lớn. Tiểu thư, có một thiếu niên và một ông lão cầu kiến. Quản gia đầy cung kính nói với Diệp Oản Oản. Ông lão, thiếu niên, Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Đúng thế, quản gia khẽ vuốt cằm, khoảng dạng sáng đã muốn tới thăm, bất quá, lúc đó tôi đoán tiểu thư còn ngủ, nên tôi không đánh thức tiểu thư. Được, ngô quản gia, bà cứ để cho bọn họ đi vào. Diệp Oản Oản nói. Sau khi nhận được sự cho phép của Diệp Oản Oản, ngô quản gia cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Về phần ông lão và thiếu niên trong miệng Ngô trưởng lão, Diệp Oản Oản suy đoán, có thể là đám người đại trưởng lão bọn họ. Quả nhiên không sai, chưa tới 10 phút sau, Ngô quản gia dẫn bác đầu và đại trưởng lão tiến vào phòng. "Ngô quản gia, bà đi xuống trước đi." Diệp Oản Oản hướng về Ngô quản gia nói. "Vâng thưa tiểu thư, nếu như có chuyện, cô cứ gọi tôi một tiếng là được rồi." Ngô quản gia nói xong, lui ra khỏi phòng, thuận tay giúp Diệp Oản Oản khép cửa lại đợi sau khi ngô quản ra rời đi, Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên mà nhìn đại trưởng lão và bắt đầu, trong lòng không khỏi hơi có chút nghi hoặc. Làm sao đại trưởng lão và bắt đầu lại biết được mình ở chỗ này? Có, có phải là phong tỷ không? Bắt đầu đưa mắt quan sát Diệp Oản Oản cẩn trọng, có chút không xác định mở miệng hỏi do. Cô gái trước mắt, so với phong tỷ không chuyện ác nào không làm trong đầu của cậu ta, tranh lệch cũng quá lớn rồi. Mặc dù tướng mạo không có gì thay đổi, nhưng uy áp lạnh đến tận trong cốt tủy này, là có chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, cách trang điểm cũng có khác biệt rất lớn. Trong ấn tượng, phong tỷ cực ít trang điểm sửa soạn. Cho dù trang điểm, lớp trang điểm cũng đều hết sức nội liếm, thích đem mình hóa thành tiểu tiên nữ, tiểu thiên sứ. Mà cách trang điểm của người phụ nữ này lại khiến cho vẻ đẹp của mình được bộc lộ ra hoàn mỹ, cực kỳ tinh tế, cá tính 10 phần. Chương 2333, xảy ra chuyện lớn rồi đừng nói chi bắt đầu, ngay chính đại trưởng lão ở bên cạnh cũng có chút nghi ngờ không thôi, rất sợ là tìm sai người. Còn không đợi bắt đầu tiếp tục nói gì, Diệp Oản Oản tùy ý ngồi ở trên ghế salon, mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn mở miệng nói, có lời mau nói, có dám mau thả. Bắt đầu, đúng là nên cảm thấy tự hổ thẹn vì ý nghĩ mới vừa rồi. Đây là không sợ minh chủ, là chính phong tỷ không sai. Con bà nó, phong tỷ, lá gan của tỷ cũng quá lớn rồi, lại có thể đi giả mạo con con gái của dịch hội trưởng chuyện này nếu như bị người ta phát hiện thì chẳng phải chuyện đùa đâu bác đầu đổ mồ hôi lạnh khắp người vốn chẳng qua là cậu ta chỉ định tới cửa thử thăm dò thật không ngờ tới lại là sự thật bọn họ thật là quá ngây thơ rồi lại còn thật sự cho rằng phong tỷ đổi tính ngoan ngoãn trở về vân thành cơ đấy vạn vạn không ngờ tới nàng không gây sự thì thôi một khi gây sự liền chơi lớn như vậy sao giả mạo con gái của dịch linh quân, loại chuyện này mà minh chủ cũng dám làm. Các người làm sao lại tới tìm tôi? Diệp Oản Oản có chút hiếu kỳ. Ngày hôm qua không phải là có buổi gặp mặt của cao tầng trọng tài hội sao, đệ và mọi người vẫn đang luôn theo dõi ân duyệt dung, sau đó đúng lúc tàn cuộc nhìn thấy phong tỷ. Bất quá quá nhiều người, lại cộng thêm phong tỷ có một ít thay đổi, nên bọn đệ cũng không dám tới nhận người quen. Sau đó tìm hiểu liền biết được tỷ ở nơi này, bắt đầu giải thích các cậu theo dõi ân duyệt dung. Diệp Oản Oản nhìn về phía bắc đầu, các cậu theo dõi ân duyệt dung làm cái gì? Thám thính một ít tin tình báo, đây không phải là nhiệm vụ phong tỷ giao phó sao. bắc đầu nói, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức, nàng chẳng qua chỉ yêu cầu bọn họ đi hỏi thăm một chút tin tức, đâu có nói bọn họ trực tiếp theo dõi ân duyệt dung đâu. Ân duyệt dung là nhân vật nào mà bọn họ cũng dám tùy tiện đi theo dõi. Đến bây giờ còn có thể sống, quả thực là mạng lớn phong tỷ, điện thoại di động của tỷ vẫn không gọi được. Tối ngày hôm qua, xảy ra chuyện lớn rồi, bắt đầu thở dài nói. Xảy ra chuyện gì, Diệp Oản Oản khẽ nhíu mày. Tối hôm qua nàng ở lại chỗ tư dạ hàn bên kia, thật vất vả hai người mới có thể ở bên nhau. Lúc ngủ, nàng đã tắt điện thoại di động để tránh bị làm phiền. Thời điểm tam trưởng lão tiếp cận gần nơi ở của ân duyệt dung thì bị bắt, bọn đệ mãi tới dạng sáng mới lấy được tin tức. Bắt đầu nói tam trưởng lão bị bắt. Bắt đầu vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản nhất thời thoáng sửng sốt, không phải là các người đi cùng nhau sao? Khó trách bắt đầu và đại trưởng lão lại vội vã đi tìm mình. Phong tỷ, mọi người chia làm ba ca trực, luân phiên từng người đi điều tra, Bác đầu nói như đúng rồi. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co rúm lại, hồi lâu cũng không nói nên lời. Quả thực là nàng đã đánh giá thấp năng lực tự tìm đường chết của đám kẻ ngu này. Phong tỷ, tỷ nhanh nghĩ biện pháp gì đi, tam trưởng lão lần này đệ thấy là cửu tử nhất sinh. Rơi vào trong tay ân duyệt dung, không chết cũng phải rớt lớp ra. Bắt đầu vội la lên. Gấp cái gì, cậu quên bây giờ minh chủ chúng ta là người nào? Lấy thân phận con gái dịch hội trưởng của minh chủ hiện nay, muốn cứu tam trưởng lão ra mà nói, dễ như trở bàn tay. Đại trưởng lão Trần An. Diệp Oản Oản nâng cầm lên, sau một hồi trầm tư, sau đó khẽ gật đầu một cái, làm thế nào các người lấy được tin tam trưởng lão bị bắt Không phải là ân gia thả tin tức này ra sao Nếu không làm sao bọn đệ biết được chứ Bắt đầu đáp Không đúng Diệp oản oản như có điều suy nghĩ Với bản lĩnh của ân duyệt dung Loại tin tức này Nếu như bà ta không nguyện ý Vậy thì tuyệt đối sẽ không có khả năng tùy tiện bị phát tán ra Trừ phi ân duyệt dung cố ý thả tin tức ra Nếu như là ân duyệt dung cố ý thả tức ra Vậy thì ẩn tình ở bên trong đó thực sự là quá lớn, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bên ngoài như vậy. Đầu tiên, đối với thân phận con gái hội trưởng của nàng, ân duyệt dung vẫn đang luôn hoài nghi. Nếu như vào lúc này, chính mình ra mặt, cho dù có thể hiện là khách quan cứu tam trưởng lão ra, thì đối mặt với loại người như ân duyệt dung, cũng coi như là tự xé rách lớp vỏ bọc. chương 2334, đây là tới nạp mạng đấy. Đối với ân duyệt dung, nhất định nàng cần phải cẩn thận hơn chút nữa, đặc biệt là thân phận của mình. Trước mắt mà nói, không thể để cho những vị cao tầng trọng tài hội kia biết được, nhất là ân duyệt sung. Nếu để cho người bên cạnh biết được dịch linh quân cố ý trêu đùa bọn họ, có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với uy vọng của ông. Phong tỷ, có gì không đúng? Bắt đầu mặt đầy hiếu kỳ, hướng về Diệp Oản Oản hỏi. Không có gì, Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Chỉ chốc lát sau, nàng hướng về bắt đầu và đại trưởng lão phân phó, chuyện của tam trưởng lão, hai người tiếp tục xử lý. Tiếp tục xử lý, bắt đầu thần sắc đầy kinh ngạc, phong tỷ, tiếp tục xử lý là có ý gì? Tự đi cứu người, Diệp Oản Oản nói như đúng rồi. Hề, bắt đầu và đại trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái. Cứu người, cứu kiểu gì giờ, tam trưởng lão hiện tại đang rơi vào trong tay của ân duyệt dung nhất định là đang bị giam giữ ở trong nhà ân duyệt dung chẳng lẽ bọn họ còn có thể đột nhập vào trong nhà ân duyệt dung cứu người hay sao? Đây không phải là cứu người, đây là tới nạp mạng đấy. Phong tỷ, tỷ đang nghiêm túc sao? Khóe miệng bắt đầu hơi co rúm lại, đây rốt cuộc là cậu ta đã gây thù chuốc oán gì vậy? Không phải bọn họ không muốn đi cứu tam trưởng lão, chủ yếu là thế lực địch ta khát xa quá lớn. Nếu như thật sự đi cứu tam trưởng lão, đấy chính là cùng tay nắm tay chết chùm với ông ta thì có. Minh chủ, đại trưởng lão nhìn về phía diệp oản oản chậm rãi mở miệng nói với tình hình hiện tại dựa vào chúng tôi mà muốn đi cứu người cũng không khả quan ân duyệt dung nhất định vô cùng cảnh giác tôi đoán chừng cô ta đã sớm chuẩn bị xong muốn chuẩn bị bắt rùa trong hũ một lưới bắt gọn diệp oản oản khẽ mỉm cười xua tay một cái không bắt các người đi tới ân ra cứu người nhưng có một vai diễn các người nhất định phải làm đến nơi đến trốn phong tỷ rốt cuộc là tỷ có ý gì làm sao đệ lại nghe không hiểu? Bác Đầu hỏi, ít nhất phải để cho Ân Duyệt Dung biết, các cậu đang rất gấp, đang nghĩ trăm phương ngàn kế cứu người. Chỉ cần làm được những thứ này là được rồi, về phần Tam trưởng lão cũng không cần các người quan tâm." Diệp Oản Oản giải thích. Chuyện này, Bác Đầu hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc minh chủ nhà mình đang bày trò gì, mục đích làm như vậy để làm cái gì. Thấy Bác Đầu còn muốn đặt câu hỏi, Diệp Oản Oản lên tiếng cắt ngang không nên hỏi nữa làm theo lời tôi bảo là được rồi chuyện của tam trưởng lão bên này tôi sẽ tự xử lý hiểu chưa phong tỷ tỷ sớm nói như vậy là đệ hiểu ngay rồi gì chứ bày trò diễn kịch làm dáng một chút đây là sở trường của đệ sao cho đệ hoàn toàn không thành vấn đề bác đầu vỗ ngực bảo đảm đợi sau khi bác đầu và đại trưởng lão rời đi diệp oản oản lại tiếp tục sự nghiệp ngủ nướng đã nhiều ngày diệp oản oản thường xuyên cùng dịch linh quân tham dự các buổi diễn thuyết lớn phảng phất như hoàn toàn không hề coi chuyện tam trưởng lão bị bắt như là chuyện gì to tát nếu ân duyệt dung hoài nghi nàng vậy thì nàng liền tương kế tựu kế hơn nữa diệp oản oản đã từng nói với tư giả hàn nhất định phải bảo đảm tam trưởng lão bình an vô sự có tư giả hàn trông nom diệp oản oản cũng có thể yên tâm hơn một chút chỉ bất quá tư giả hàn cũng chỉ có thể bảo đảm trước mắt tam trưởng lão cũng không gặp nguy hiểm đến tánh mạng. Về phần cái khác, anh cũng không cách nào chắc chắn được. Quan hệ hiện tại của tư giả Hàn và ân duyệt dung, trong lòng Diệp Oản Oản hiểu rõ. Nhưng, có thể biết được trước mắt tam trưởng lão không sao, cũng đã đủ rồi. Ân ra, đã liên tiếp mấy ngày trôi qua, cô nàng dịch vân mạc đó cũng chưa từng xuất hiện, tựa hồ không hay biết gì về tin tức bọn họ thả ra ngoài. Hơn nữa, một nhóm người không sợ minh, cả ngày quanh quẩn ở xung quanh ân gia, như là đang muốn tìm cách gì đó để cứu lão già bọn họ bắt được hôm trước ra ngoài. Phu nhân, chuyện này, xem ra có chút kỳ hoặc. chương 2335, có phần quá trùng hợp. Trong đại sảnh, ân duyệt dung sắc mặt âm trầm phảng phất như có thể chảy ra nước. Kiều mẫu đứng ở một bên, nói nhỏ. Ân duyệt dung trầm tư chốc lát, nhìn về phía kiều mẫu, nhắc tới cũng kỳ, tôi cố ý thả ra tin tức, mục đích chính là muốn khiến cho nhiếp vô ưu tự loạn chân ngựa, xem xét đến sinh tử của cao tầng không sợ minh. Không có khả năng không có bất kỳ sơ hở mới đúng. Phu nhân, nếu đã như vậy, tôi nghĩ chỉ có hai khả năng mà thôi. Kiều mẫu nói. Kiều mẫu, bà nói xem là hai loại khả năng nào. Ân Duyệt Dung hỏi. Vâng, Kiều mẫu gật đầu một cái, nhìn chăm chăm Ân Duyệt Dung, phu nhân, người bị bắt. Là tam trưởng lão không sợ minh, dường như cũng có quan hệ tương đối thân cận với nhiếp vô ưu Nhưng có khả năng, thật ra căn bản là nhiếp vô ưu cũng không quan tâm đến sống chết của vị tam trưởng lão kia. Nếu quả thật là như vậy, cho dù dịch vân mạc là do nhiếp vô ưu giả mạo, thì căn bản cô ta cũng sẽ không quan tâm tam trưởng lão chết sống thế nào. Ân duyệt dung trầm tư chốc lát, lắc đầu một cái, không thể nào. Tôi đã điều tra, cô gái tên nhiếp vô ưu này rất trọng tình trọng nghĩa. Đừng nói là một vị trưởng lão không sợ minh, cho dù là trung tầng, cô ta cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Huống chi vị tam trưởng lão này, cũng coi như là tâm phúc của cô ta. Từ nhiều ngày trước, ân duyệt dung cũng đã điều tra rõ ràng về Diệp Oản Oản, bao gồm đủ loại sự tích của nàng. Vậy, phu nhân, chỉ còn khả năng thứ hai, người tên Dịch Vân mặc kia, đúng thật là con gái của Dịch Hội trưởng, không phải là nhiếp vội yêu giả mạo. Kiều Mẫu đưa ra suy đoán. Ồ, tôi đây thật sự không tin, ở trên đời này, còn có thể có người có tướng mạo giống nhau đến vậy, cũng có phần quá trùng hợp rồi." Ân Diệt Dung cười lạnh một tiếng. "Kiều Mẫu, chuyện tôi bảo bà điều tra, kết quả như thế nào?" Ân Duyệt Dung nhìn về phía Kiều Mẫu hỏi. "Phu nhân, thật ra là tôi vừa định báo cáo với bà, chúng tôi điều tra ra được, ở nước ngoài đúng là có người gọi là Dịch Vân Mạc. Hơn nữa ngôi trường nổi tiếng cô ấy theo học, chúng tôi cũng điều tra qua, thậm chí còn tìm được bạn học của Dịch Vân Mạc." ảnh chụp trong buổi yến hội hôm trước cũng cho bạn học của cô ấy xem. Kiều Mẫu chậm rãi báo cáo. "Ồ, nghe Kiều Mẫu nói vậy, trong mắt Ân Duyệt rung sáng lóe lên, kết quả thì sao?" "Phu nhân, kết quả, sau khi bạn học của Dịch Vân Mạc nhìn thấy bức hình, liếc mắt liền nhận ra, cũng xác định người chúng ta chụp trong buổi yến hội, thực sự là Dịch Vân Mạc không hề sai. Hơn nữa chúng tôi có dò la tin tức, Dịch Vân Mạc ở trường học vô cùng bá đạo, tính cách cũng giống y hệt so với hiện tại." nghe xong thông tin do kiều mẫu báo cáo trên khuôn mặt của ân duyệt dung hiện ra vẻ nghi ngờ chuyện này làm sao có thể chẳng lẽ dịch phân mạc và nhiếp vô yêu thực sự là hai người sao nhưng nếu quả thật là hai người mà nói vì sao lại có hình dáng tương tự nhau đến vậy kiều mẫu bà đi một chuyến đến nơi ở của dịch phân mạc mời cô ta tới đây một chuyến tôi ngược lại muốn nhìn một chút đến tột cùng cô ta là công chúa thật hay chỉ là một cô bé lọ lem hàn quang trong mắt ân duyệt dung không ngừng lóe lên giờ phút này tại nơi ở do dịch linh quân an bài cho diệp oản oản diệp oản oản nằm ở trên giường lăn qua lăn lại lướt điện thoại tiểu thư rất nhanh thanh âm của ngô quản ra từ ngoài cửa truyền tới vào đi diệp oản oản mở miệng nói diệp oản oản vừa dứt tiếng ngô quản ra đẩy cửa vào thế nào diệp oản oản nhìn về phía ngô quản ra hỏi tiểu thư Kiều mẫu kiều quản gia của ân ra tới gặp, có cho vào hay không? Ngô quản gia hỏi. Kiều quản gia, Diệp Oản Oản thần sắc nghi ngờ. Tiểu thư, kiều quản gia là tâm phúc của ân duyệt dung, cũng có chút danh tiếng tại thiên thủy thành, không coi là nhân vật nhỏ. Ngô quản gia giải thích. chương 2336, dò xét. Thì ra là như vậy. Sau khi biết được thân phận của kiều quản gia, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên. Mấy ngày nay, nàng đi theo dịch linh quân đi đu đi đưa, tham dự diễn thuyết khắp nơi. Xem ra, ân duyệt dung khá nóng vội. Được, để cho bà ta đi vào, Diệp Oản Oản nói. Một lát sau, ngô quản gia dẫn theo một người phụ nữ trung niên ăn mặc tinh tế đi vào giữa phòng. Dịch tiểu thư, cô khỏe chứ, rất vinh hạnh có thể được gặp lại dịch tiểu thư cô. Kiều mẫu quan sát Diệp Oản Oản mấy lần, khẽ mỉm cười chào. Quản lý ân, ân duyệt dung, để cho bà tới đây. Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn vị kiều quản gia này một cái, nhận ra bà ta chính là người đêm hôm đó dẫn mấy thiếu nữ đưa tới cho tư dạ hàn. Dịch tiểu thư, đúng là như vậy, kiều mẫu gật đầu một cái. Có chuyện gì mau nói, Diệp Oản Oản lãnh đạm thờ ơn nói. Dịch tiểu thư, phu nhân nhà tôi muốn mời cô đi đến ân gia làm khách, chỉ là không biết dịch tiểu thư có thời gian hay không. Kiều mẫu nói, không có thời gian, Diệp Oản Oản trả lời. Nghe Diệp Oản Oản nói, thân sắc kiều mẫu có chút lung túng. Loại tính cách này cũng có phần quá khó sống chung. Ở trong ấn tượng của bà, đời này đã thấy người khó sống chung nhất chính là ân duyệt dung. Nhưng mà gặp phải vị trước mắt này, cũng chính là chim sẻ gặp đại bàng. Bà cũng coi là đã làm việc với vô số người, nhưng mà dịch vân mạc này đã không còn nằm trong phạm trù khó mà sống chung. Cô ta căn bản là sẽ không cho bất kỳ ai cơ hội thử đến gần. Thứ người như vậy, đều kiêu ngạo đến tận trong xương, trong mắt không chứa ai, xem thường bất luận sự việc hay là người nào. như ân duyệt dung, tuy rằng bà ta cũng có chút bệnh hoạn, nhưng chỉ là một loại thái độ mà thôi. mà dịch phân mạc, căn bản ngay cả thứ được gọi là thái độ cũng không tồn tại, đây mới là đáng sợ nhất. dịch tiểu thư, Kiều mẫu mới vừa muốn nói gì, chân mày diệp oản oản lại bỗng nhiên nhíu chặt lại, trong mắt lóe lên ánh sáng đầy lạnh lẽo. tôi nhớ là, mới vừa rồi tôi đã nói rõ với bà, không có thời gian chứ. Còn không đợi Kiều Mẫu tiếp tục nói gì, Diệp Oản Oản nhìn về phía Ngô quản gia ở bên cạnh, "Ngô quản gia." Nghe tiếng, Ngô quản gia mặt không cảm xúc hướng về Kiều Mẫu nói, "Kiều quản gia, xin đừng khiến cho tôi khó xử. Quản lý ân muốn gặp tiểu thư nhà tôi, vẫn là cảm phiền bà ấy tự mình đi một chuyến đi." "Chính bà ta cũng không cần tự mình đi đâu." Diệp Oản Oản lạnh nhạt nói. "Kiều quản gia, ý tứ của tiểu thư nhà tôi hẳn là đã biểu đạt rất rõ ràng, xin mời" Ngô quản gia ra hiệu tiến khách. Vâng, hôm nay đã quấy dày nhiều rồi, hy vọng dịch tiểu thư không nên phiền lòng. Kiều mẫu nói xong, theo ngô quản gia lui ra khỏi phòng. Chấm chấm chấm. Ân ra. Sau khi nghe kiều mẫu báo cáo lại tình hình, sắc mặt ân duyệt dung cực kỳ khó coi. Con nhãi này thật sự xem mình là công chúa thật rồi sao? Bảo tôi tự mình đi gặp nó. Ân duyệt dung sắc mặt âm trầm, cười lạnh không thôi. Ở độc lập 12 châu này, còn không có một ai dám dùng thái độ như thế đối đãi với bà ta phu nhân dịch phân mà có ý tứ là coi như là bà tự mình đi gặp cô ta cũng không có thời gian gặp bà kiều mẫu bất đắc dĩ nói nghe tiếng ân duyệt dung cười lạnh một tiếng có ý tứ thật biết điều phu nhân có chuyện không biết có nên nói hay không kiều mẫu do dự mở lời giữa tôi và bà có chuyện gì không thể nói cứ tự nhiên ân duyệt dung đáp phu nhân căn cứ theo sự quan sát của tôi ngày hôm qua, cộng thêm tin tức hôm trước lấy được từ phía trường học của dịch vân mạc, kết hợp hai yếu tố này lại. Dịch vân mạc này, khả năng cao không phải là do nhiếp vô ưu giả mạo. Kiều Mẫu nói, cho nên, ý của bà, cô ta đúng là con gái của dịch hội trưởng, dịch vân mạc. Chân mày ân duyệt sung nhân lại. Cá nhân tôi cho là, 80 đến 90 Dịch vân mạc này, căn bản là ngạo mạn đến tận xương tủy, không hề để một ai vào trong mắt rất khó nói chuyện, căn bản cũng không cho người khác cơ hội tiếp cận mình. Bất quá, muốn mời cô ta tới nhà cũng không phải là không có biện pháp." Kiều Mẫu nói. Chương 2337, trong kế hoạch. Biện pháp gì?" Ân Duyệt xung hỏi. "Tin tức tôi lấy được là, dịch phân mạc này tựa hồ có chút hứng thú đối với đại thiếu gia. Đêm hôm đó, cô ta trực tiếp đuổi hai thiếu nữ do tôi mang tới, còn đưa ra tuyên bố không cho phép tôi lại dẫn người xuất hiện." thái độ biểu thị rất rõ ràng. Sau đó cô ta lại còn công khai tiến đại thiếu gia đi họp. Nếu như phu nhân dùng đại thiếu gia, mượn cớ mời cô ấy tới mà nói, có lẽ có chút cơ hội. Kiều mẫu nói, a à, có hứng thú với A cửu, khóe miệng ân duyệt dung khẽ nhếch lên, nở một nụ cười băng giá lạnh bút đến thấu xương, vậy thì càng khả nghi rồi, không phải sao. Phu nhân, tôi thấy là chưa chắc, Kiều mẫu lắc đầu một cái, loại phụ nữ với tính cách này, cuồng vọng ngạo mạn đến tận xương tủy, thường thì sẽ rất dễ dàng bị loại tính cách này của đại thiếu gia hấp dẫn, giống như là nam châm. Hơn nữa, đủ loại dấu hiệu đều đã cho thấy rõ, nhiếp vô ưu và dịch vân mạc là hai người. Còn nữa, ngày hôm qua người đi Vân Thành đã trở về, lấy được tin tức là, hiện nay, nhiếp vô ưu quả thực vẫn còn đang ở tại Vân Thành, hơn nữa còn đang phát dầu vì chuyện của tam trưởng lão. Nhìn thấy đích thân nhiếp vô ưu rồi sao? Ân Duyệt sung hỏi. Chưa thấy được, Kiều mẫu lắc đầu một cái, bất quá, gián điệp nằm vùng do tôi cài vào trụ sở của không sợ Minh nói, mấy ngày nay, nhiếp vô yêu đã khẩn cấp tổ chức những buổi họp cấp cao, sẽ không sai đâu. Tôi vẫn chỉ một câu nói kia, rốt cuộc là công chúa thật hay là cô bé lọ lem, tới ân ra một lần, liền biết thật giả. Ân duyệt sung cười lạnh. Sáng sớm hôm sau, Diệp Oản Oản mới vừa tỉnh ngủ, liền nhận được cuộc gọi tới của tư dạ Hàn. Bảo bảo, nhớ em sao? diệp oản oản cười nói ngày hôm qua mẹ anh đi tìm anh tư giả hàn đi thẳng vào vấn đề ồ nói thế nào diệp oản oản hiếu kỳ hỏi yêu cầu anh mời em đi ân ra tư giả hàn đáp cho nên anh cự tuyệt diệp oản oản như có điều suy nghĩ anh đáp ứng tư giả hàn trả lời diệp oản oản mặt đầy mộng bức đáp ứng có lầm hay không vậy hả mẹ anh vô cùng hoài nghi về thân phận của em mà lần này để cho anh mời em chắc là có hai mục đích. Tư giả Hàn nói, thứ nhất, dò xét thái độ của anh. Nếu như anh cự tuyệt, sự nghi ngờ của bà ấy sẽ không cách nào tiêu trừ được. Đối với vấn đề này, Diệp Oản Oản cũng hiểu rõ trong lòng. Bởi vì, dịch vân mặc thật, đi ân gia, căn bản sẽ không gặp nguy hiểm gì. Mà nhiếp vội yêu giả đi đến ân gia thì lại sẽ có nguy hiểm đến tánh mạng. Nếu như tư giả Hàn cự tuyệt, vậy thì chỉ sợ ân duyệt dung sẽ dùng thêm thủ đoạn khác càng cực đoan hơn gao, bảo bảo, anh thật là quá thông minh rồi. Diệp Oản Oản nói, đừng vội khen anh, tư giả hàn bất đắc dĩ ngắt lời nàng, thứ hai, mẹ anh mời em đi ân ra, là vì muốn xác định thân phận thật sự của em. Ít nhất, bà ấy làm ra hành động này, vì không cách nào xác định rốt cuộc em là dịch vân mạc thật hay là kẻ giả mạo. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, em biết rồi. Mặc dù anh đã đáp ứng, nhưng em cũng không cần đi đâu mẹ anh bên kia anh tự nhiên sẽ xử lý tốt bao gồm vấn đề tam trưởng lão anh sẽ nghĩ biện pháp cứu ông ấy ra tư giả hàn nói sau khi cúp điện thoại diệp oản oản khẽ mỉm cười ân ra đương nhiên là nàng phải đi rồi hết thảy đều vẫn nằm ở trong kế hoạch của nàng ân duyệt dung muốn dò xét mình vẫn phải dùng tam trưởng lão để sò xét trừ cách đó ra ân duyệt dung không còn biện pháp khác tiểu thư kiều quản ra lại tới rồi rất nhanh, thanh âm của ngô quản gia từ ngoài cửa truyền tới. Được, bà nói với kiểu mẫu, chờ tôi chốc lát. Lần này tôi sẽ tự mình đến thăm quản lý ân duyệt dung. Diệp Oản Oản phân phó. chương 2338, Đại giá Quang Lâm. Tuy rằng không biết vì sao tiểu thư lại bỗng nhiên đáp ứng kiểu mẫu đi đến nhà ân duyệt dung, nhưng ngô quản gia cũng chỉ gật đầu một cái, mà không nói thêm gì. Sau đó Diệp Oản Oản tắm rửa sửa soạn một phen, thay quần áo tóc dài tùy ý xóa ở sau lưng nhanh chân đi ra khỏi phòng ngủ dịch tiểu thư chào cô nhìn thấy diệp oản oản kiều mẫu lập tức nghênh đón diệp oản oản thoáng liếc nhìn kiều mẫu gật đầu một cái coi như là đáp lại tiểu thư cần tôi đi cùng không sau lưng ngô quản ra hướng về diệp oản oản mở miệng hỏi không cần đâu tự tôi đi là được rồi diệp oản oản đáp vâng thời điểm tiểu thư có việc cần cứ gọi điện thoại cho tôi ngô quản gia dứt lời đưa mắt nhìn diệp oản oản leo lên chiếc xe chuyên dụng của ân gia ân gia đây là lần đầu diệp oản oản đi tới ân gia mặc dù chẳng biết tại sao nhưng nàng luôn cảm thấy tại ân gia bầu không khí hết sức đè nén khiến cho người ta không thở nổi nhiếp tiểu thư mời đi bên này con người kiểu mẫu khẽ chuyển một cái cười nói với diệp oản oản Diệp Oản Oản liền định đáp lại theo bản năng, nhưng mà, lời mới vừa đến bên mép, lại bỗng nhiên ý thức được gì đó, kịp thời ngừng lại. "Ba, mới vừa rồi gọi tôi là cái gì, nhiếp?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Kiều Mẫu. "Không không không, có khả năng dịch tiểu thư cô nghe lầm, tôi nói là dịch tiểu thư mời đi bên này." Kiều Mẫu vội vàng chống chế. Diệp Oản Oản cũng không nhiều lời, đi theo Kiều Mẫu tiến vào trong phòng. Sau khi trải qua việc mới vừa rồi, một câu nhiếp tiểu thư của kiều mẫu đã giúp diệp oản oản càng thêm xác định sự hoài nghi của ân duyệt dung đối với mình tuyệt đối không hề vơi đi xem ra cần phải càng cẩn thận nhiều hơn nữa không thể để bị sập hố ồ quản lý ân thật sự là tự đại diệp oản oản chợt cười lạnh một tiếng nghe diệp oản oản nói vậy kiều mẫu có chút sững sờ dịch tiểu thư lời này cô nói căn cứ vào đâu làm sao quản lý ân không tự mình đến chỗ tôi mời Bây giờ, tôi đến Ân gia, vị quản lý Ân Duyệt Dung này cũng không biết đường ra nghênh tiếp một chút. Diệp Oản Oản bắt lỗi. "Xin lỗi, dịch tiểu thư, đã nhiều ngày nay, thân thể của quản lý Ân hơi có chút không khỏe. Rất mong cô thông cảm, không nên để bụng." Kiều Mẫu liền vội vàng giải thích. Ở trong lòng của Kiều Mẫu, thân phận của vị Thiên Kim hội trưởng trọng tài hội này đã xác định 89 phần 10, không dám có chút lạnh nhạt. Chỉ chốc lát sau, Kiều Mẫu dẫn theo Diệp Oản Oản đi vào trong phòng. Ân Duyệt Dung mặt không cảm xúc ngồi ở trên ghế salon, sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản, chậm rãi đứng dậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không, dịch tiểu thư, đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa. Diệp Oản Oản cũng không phản ứng lại Ân Duyệt Dung, trực tiếp ngồi xuống vị trí chủ tọa. Ồ, xem ra quản lý Ân vẫn còn có chút tự biết mình. Nhưng nếu quản lý Ân đã biết chính mình không từ xa tiếp đón, như vậy vì sao không ra đón? Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn Ân Duyệt Dung một cái. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, trong mắt Ân Duyệt Dung hiện ra một tia hàn ý lạnh như băng, nở nụ cười lạnh trên mép, "À, hẳn là Kiều quản gia đã nói qua với dịch tiểu thư rồi đi. Đoạn thời gian gần đây, thân thể của tôi hơi có chút không khỏe, không thể ra gió, xin dịch tiểu thư đừng lấy làm phiền lòng." "Không thể ra gió?" Ánh mắt Diệp Oản Oản rơi vào trên người Ân Duyệt Dung, "Nếu quản lý Ân không thể ra gió, Vậy hẳn là nên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, không có chuyện gì thì không nên tìm tôi. Thân thể của tôi khỏe mạnh, còn có chuyện cần xử lý. Không cho ân duyệt dung cơ hội mở miệng, Diệp Oản Oản lại nói tiếp, quản lý từ đâu? A à, cửu còn chưa trở lại, ân duyệt dung ung dung đáp. Còn chưa trở lại, nghe ân duyệt dung nói vậy, sắc mặt Diệp Oản Oản nhất thời lạnh xuống, vẻn vẹn chỉ một ánh mắt, phảng phất như trong nháy mắt có thể khiến cho người ta rơi vào hầm băng. Thật ngại quá, tôi tới đây là vì quản lý tư. Nếu quản lý tư còn chưa trở về, tôi nghĩ tôi cũng không rảnh ở chỗ này lãng phí thời gian cùng các người. Diệp Oản Oản nói xong, liền đứng dậy định rời đi. Lời tác giả: Khục, nói một số chuyện không liên quan với mọi người. Sinh nhật thứ 31, lời chúc của mọi người tôi đã nhận được, xin chân thành cảm ơn mọi người, cũng cảm ơn trang đăng truyện đã chuẩn bị cho mọi người rất nhiều phần quà và lì xì nhân ngày này tương đương bất chi bất giác lại già thêm một tuổi, năm nay đã bước qua ngưỡng cửa lớn 30 tuổi, tâm tình rất là phiền muộn. Thật ra thì tôi vẫn luôn không mấy để ý sinh nhật, hàng năm cũng chỉ cùng vài người bạn thân ở chung một chỗ, tụ họp một chút. Từ khi bắt đầu viết văn, quen được càng ngày càng nhiều các bạn đọc dễ thương tiểu khả ái, nhận được đủ loại lời chúc từ các bảo bảo ở khắp mọi miền đất nước, thật sự là vô cùng cảm động. Mặc dù có khả năng chúng ta chưa bao giờ gặp mặt, thậm chí cách nhau ngàn dặm, nhưng nhờ tiểu thuyết mà tiến lại gần nhau, hơn nữa vẫn luôn đồng hành cho tới bây giờ. Thật ra, thật sự rất không dễ dàng. Vô số lần lúc tôi muốn buông xuôi, đều nhờ các bạn động viên tôi bước tiếp. Vô số đêm đều là các bạn đã cùng tôi thức trắng. Chớp mắt một cái, tôi đã viết từ năm 18 tuổi đến nay đã 30. Có khả năng ngày nào đó tôi không viết nổi nữa, không có cách nào viết nên những dòng văn được các bạn ưa thích nữa. Nhưng chỉ cần tôi còn có thể viết một ngày liền sẽ tiếp tục viết một ngày. Hy vọng sang năm vẫn như cũ, sẽ có thể cùng đồng hành với mọi người thăng mũ. Mũ thăng thương cả nhà. chương 2339, hai người có một đứa con trai riêng. Dịch tiểu thư, xin đợi một chút, tôi có chút chuyện liên quan đến A Cửu, chắc là cô có hứng thú tìm hiểu. Mắt thấy Diệp Oản Oản liền định rời đi, ân duyệt dung mở miệng nói. Được, vậy bà nói thử một chút xem, mặc kệ như thế nào, bà cũng là mẹ của quản lý tư, không phải sao? Diệp Oản Oản nhìn về phía ân duyệt dung, khóe miệng khẽ nhếch lên. a à, dịch tiểu thư, chuyện này không gấp. Trước đó tôi có nghe, dịch tiểu thư dự định vào trọng tài hội làm việc. Hiện tại có chút chuyện công việc, muốn cùng dịch tiểu thư trò chuyện một chút. Ân Duyệt Dung cười nói. Quản lý ân, trước mắt tôi còn chưa tham gia trọng tài hội, nếu như bà muốn bàn công việc, tôi đề nghị bà hẹn trước với cha tôi, rồi đi tìm gặp cha tôi sẽ ổn hơn. Diệp Oản Oản nói. Ân Duyệt Dung khẽ mỉm cười, nói chung cũng không có gì to tát, chỉ là muốn đề xuất với dịch tiểu thư chút chuyện. Hơn nữa, tôi nghĩ hẳn là dịch tiểu thư cũng có hứng thú biết. Không cho Diệp Oản Oản cơ hội tiếp tục lên tiếng, Ân Duyệt Dung nói, buổi tối mấy ngày trước, có một thế lực địa phương tại Vân Thành gọi là không sợ minh, thời điểm tam trưởng lão của tổ chức này theo dõi tôi, bị bắt tại chỗ, trước mắt đang bị nhốt trong nhà. Dứt lời, ân duyệt dung ung dung thản nhiên âm thầm quan sát mỗi một thần thái phản ứng của diệp oản oản đây là chuyện riêng của quản lý ân hẳn là cũng không liên quan gì tới trọng tài hội đi diệp oản oản nói đúng vậy đúng là không có liên quan gì nhiều tới trọng tài hội nhưng lại có chút quan hệ với a cửu ân duyệt dung tiếp tục nói nhắc đến a cửu diệp oản oản nhất thời tỏ ra hứng thú chuyện kia quản lý ân nói một chút nghe thời gian dịch tiểu thư và a cửu tiếp xúc không lâu cũng chưa biết nhiều về a cửu dịch tiểu thư nên biết minh chủ tổ chức không sợ minh kia chính là tình nhân của a cửu hơn nữa hai người có một đứa con trai riêng ân duyệt dung nói tình nhân diệp oản oản như có điều suy nghĩ nhìn lấy ân duyệt dung như vậy xem ra quản lý tư cũng phong lưu đấy chứ bất quá tôi hơi có chút hiếu kỳ quản lý ân bà nói chuyện này với tôi để làm gì audio điện tử võ tấn bền ân duyệt dung ung dung thản nhiên nhìn diệp oản oản nữ nhân trước mắt này quả thực khiến cho bà không phán đoán được dịch tiểu thư ý của tôi là lão già bị tôi bắt nằm trong thế lực của tình nhân a cửu lần này theo dõi tôi chắc là muốn dò la một vài tin tức bởi vì tôi cật lực phản đối a cửu và cô gái kia ở chung một chỗ thật đúng là chó chạy cùng đường quay lại cắn càn ân duyệt dung nhìn chằm chằm diệp oản oản ngoài cười nhưng trong không cười à. Với điều kiện của quản lý tư, có nhiều người yêu thích, thậm chí có vài người tình, việc này cũng vô cùng bình thường. Quản lý tư là con của bà, cũng không phải là con trai tôi, bà nói với tôi nhiều như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Diệp Oản Oản cười lạnh. Ồ, dịch tiểu thư không quan tâm, ân duyệt sung hỏi. Tại sao tôi phải quan tâm? Khóe miệng Diệp Oản Oản nhếch lên, nếu như ngay cả quá khứ cũng không có, còn nói gì là ưu tú. Trải nghiệm càng nhiều, càng chứng minh có sức hấp dẫn người khác, càng ưu tú, không phải sao?" Diệp Oản Oản nói. Khóe miệng Ân Duyệt Dung co rúm lại, mức độ cởi mở trong chuyện nam nữ của cô gái này thực khiến cho bà mở rộng tầm mắt. Hơn nữa, Diệp Oản Oản tránh nặng tìm nhẹ, bỏ qua vấn đề tam trưởng lão, trong lúc nhất thời làm cho Ân Duyệt Dung không biết nên tiếp tục như thế nào. "Còn nữa, quản lý Ân, đối với con của bà, đúng là tôi có chút hứng thú." "Bất quá, bà nhớ cho kỹ." chỉ là có chút hứng thú. Thứ tôi yêu thích, vô luận là người hay là vật, cho dù là súc sinh, tôi đều sẽ có lòng bao dung cực lớn. Đương nhiên, dù cho tôi cũng không quan tâm quá khứ của người khác, nhưng mà, thời điểm tôi cảm thấy mất đi hứng thú với người này, tôi liền sẽ phá hủy hắn, bao gồm hết thảy mọi thứ bên người hắn. Diệp Oản oản cười mỉm. Chương 2340, ngươi, thứ đàn bà ác độc này, bao gồm hết thảy bên người hắn ta thí dụ như. Ân duyệt dung mặt không đổi sắc, hỏi. Thí dụ như, quản lý ân chẳng hạn, Diệp oản oản thờ ơ không chút đếm xỉa. Giờ phút này, một bên, kiều mẫu nhìn ân duyệt dung và Diệp oản oản ngầm giao phong, không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Dịch vân mạc này, tuyệt đối không phải là một ngọn đèn đã cạn dầu. Trước đó, phu nhân lấy cớ thân thể khó chịu, cho dịch vân mạc một cái hạ mã uy. Lập tức ngay sau đó, dịch vân mạc liền bắt đầu đánh trả. Hơn nữa, đòn đánh trả của dịch vân mạc, đơn giản mà thô bạo, không hề có bất kỳ vòng vo nào, quả thật là một kẻ cuồng vọng tự đại đến tận xương tủy. Điểm quan trọng nhất chính là, dịch vân mạc thân là con gái bảo bối của dịch hội trưởng, đúng là cô ta có tư cách để làm như vậy. Khóe môi ân duyệt sung nhếch lên một nụ cười khó hiểu, cũng không đáp lời, chẳng qua chỉ nhìn về phía kiểu mẫu, nói kiểu mẫu, mang người tới đây. Vâng thưa phu nhân, sau khi nhận được mệnh lệnh của ân duyệt sung, kiều mẫu khẽ vuốt cầm, chợt lui xuống đợi sau khi kiều mẫu rời đi ân duyệt dung hướng về diệp oản oản quan sát từ trên xuống dưới nói đầy thâm ý nghe nói trước đó dịch tiểu thư vẫn luôn sinh hoạt ở nước ngoài có lẽ trải nghiệm sinh hoạt học đường rất là phong phú đi nghe tiếng diệp oản oản liếc ân duyệt dung một cái sao rồi quản lý ân cảm thấy rất hứng thú đối với cuộc sống riêng tư của tôi sao cũng không phải vậy dù sao dịch tiểu thư cũng là con gái của hội trưởng tương lai tiến vào trọng tài hội, chúng ta cũng sẽ trở thành đồng nghiệp. Hiện tại hiểu rõ dịch tiểu thư hơn một chút, trung quy cũng không phải chuyện xấu. Dịch tiểu thư cho là thế nào? Ân duyệt sung hỏi. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, kiều mẫu đã lần nữa trở lại. Mà ở sau lưng kiều mẫu, có mấy gã người hầu trẻ tuổi của ân gia đỡ lấy một ông lão. Ông lão nọ thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, quần áo trên người đã nát bươm, hơn nữa còn có những vết máu nhìn thấy mà giật mình. Thấy lão già nọ, chân mày Diệp Oản Oản không khỏi hơi nhân lại. Quản lý Ân Duyệt Dung này, lại có thể cho người mang Tam trưởng lão tới đây. Lão già nọ vốn đang bày ra tư thế tha chết không hàng, nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản, vẫn không khỏi biến sắc. Làm sao Minh chủ lại sẽ xuất hiện tại Ân gia? Hơn nữa, phong cách ăn mặc này, so với ngày thường, cũng không khỏi có khác biệt quá lớn một chút, suýt nữa là ngay cả hắn cũng không nhận ra được tam trưởng lão rất nhanh thu hồi ánh mắt từ trên người Diệp Oản Oản. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bởi vì nói nhiều tất nói hớ, tha dứt khoát giả câm giả điếc thì hơn. Tam trưởng lão không sợ minh, minh chủ các ngươi tới cứu ngươi. Không cho Diệp Oản Oản có cơ hội mở miệng, bỗng nhiên, ân duyệt dung quay sang nói với tam trưởng lão, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy âm trầm. Tam trưởng lão âm thầm cau mày, người đàn bà này, rốt cuộc đang bày trò khỉ gì vậy? Chẳng lẽ Minh Chủ và Ân Duyệt Dung đã đàm phán xong? Nhưng chẳng biết tại sao, Tam trưởng lão lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Người gọi là Ân Duyệt Dung này, hận không thể đem Minh Chủ chém thành muôn mảnh, bây giờ làm sao lại có thể ở bên cạnh Minh Chủ nói chuyện vui vẻ như vậy? Huống chi, nhìn Minh Chủ, trang điểm không giống như trước, nhất là khí chất bản thân đã sớm có biến hóa cực kỳ to lớn. Mấu chốt nhất chính là, từ lúc hắn vào cửa đến bây giờ, Minh chủ chỉ liếc hắn một cái mà thôi. Nếu quả thật giống như là Ân Duyệt Dung nói, Minh chủ tới cứu mình, thái độ của người gọi là Minh chủ kia, quả thật là có vấn đề rất rất lớn. Tam trưởng lão nhắm mắt trầm tư, để cho mình tỉnh táo lại. Suy nghĩ kỹ một chút, bên trong hồ lô này rốt cuộc là đang bán thuốc gì đây? Chỉ chốc lát sau, Tam trưởng lão thật giống như nghĩ ra được cái gì, nhất thời mở hai mắt ra, căm tức nhìn Ân Duyệt Dung, ta hiểu rồi. Ngươi thứ đàn bà ác độc này. chương 2341, đang dở trò gì vậy? Tam trưởng lão vừa dứt tiếng, ân duyệt dung nhất thời sửng suốt thấy rõ. Không nói đến ân duyệt dung, thậm chí ngay cả Diệp Oản Oản cũng có chút kinh ngạc. Ông già tam trưởng lão này đang dở trò gì vậy? Ngươi nói đi, ngươi để cho nữ nhân này, phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh thành bộ dáng minh chủ chúng ta, mục đích là cái gì? Ngươi muốn để cho ả à ta câu dẫn con của ngươi tư dạ hàn, hay là có ý đồ gì đối với Không Sợ Minh chúng ta? Tam trưởng lão hướng về Ân Duyệt Dung, nghiêm nghị quát lên. "Diệp Oản Oản, ta cho ngươi biết, ngươi muốn làm gì đối với con của ngươi, không có liên quan gì tới Không Sợ Minh chúng ta. Nhưng nếu như ngươi muốn lợi dụng nữ nhân này, có ý đồ với Không Sợ Minh chúng ta. Vậy thì ngươi si tâm vọng tưởng rồi." Họa Bì vẽ hình khó vẽ cốt, "Nữ nhân này coi như có giống minh chủ chúng ta đến mấy?" chúng ta cũng có thể trước mắt liền phát hiện ngay. Muốn giả mạo minh chủ, trước tiên phải bắt đầu học bắt trước được thần thái của minh chủ trước đã. Tam trưởng lão tiếp tục quát lên. Quản lý ân, rốt cuộc bà đang cùng tôi chơi trò gì đây? Làm sao, bà mời tôi qua đây, chẳng lẽ chỉ là vì muốn giúp tôi giải trí sao? Diệp oản oản nhìn chằm chằm ân duyệt dung, lạnh giọng hỏi. Dịch tiểu thư, người này chính là một vị trưởng lão của không sợ minh. Thật không ngờ, hắn ta lại dám mạo phạm dịch tiểu thư dịch tiểu thư cô nói xem tôi nên xử trí hắn như thế nào thì ổn thỏa tiếp tục giữ lại hành hạ hay là cho hắn tèo một cách thống khoái dĩ nhiên thứ người như vậy thật ra thì tôi cũng nhìn không thuận mắt nếu để cho hắn trở về cảnh cáo minh chủ không sợ minh đó sau này tránh xa cửu một chút cũng không phải là không được dịch tiểu thư cảm thấy thế nào ân duyệt dung nhìn diệp oản oản cười nói ân duyệt dung vừa dứt tiếng tam trưởng lão mặt đầy mộng bức. Vốn hắn cho là ân duyệt dung tùy tiện tìm một người phụ nữ, chỉnh thành bộ dáng minh chủ, là muốn ra lệnh cho người này làm gì đó, đạt được mục đích gì đó. Bất quá, phân tích từ trong cách nói chuyện của hai người, dường như cũng không phải là như vậy. Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn đã cảm thấy não của mình không đủ dùng rồi. Ân duyệt dung, đây là chuyện riêng của bà, bà muốn xử lý như thế nào, cùng dịch vân mạc tôi có quan hệ gì sao? gương mặt Diệp Oản Oản không chút thay đổi. Chuyện này cũng không thể nói như vậy. Ân Duyệt Dung lắc đầu một cái, nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, Minh Chủ không sợ Minh Vân Thành đó, chưa hết lòng gian đối với A Cửu, mãi vẫn không chịu buông tha. Nếu như dịch tiểu thư có hứng thú với A Cửu, dĩ nhiên là tôi phải giúp dịch tiểu thư giải quyết mầm tai họa này, không đánh mà thắng. Thả lão giả này trở về, cảnh cáo không sợ Minh Chủ. Nếu như không sợ Minh Chủ biết dịch tiểu thư coi trọng A Cửu, tin rằng không sợ minh chủ cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Nói không chừng, đến đây là chấm dứt, đây chẳng phải là kết quả tất cả đều vui sao. À, thì ra là như vậy. Diệp Oản Oản tùy ý ngồi ở trên ghế salon, một bộ dáng đầy cao quý. Ân Duyệt Dung, có khả năng bà hiểu lầm một chuyện. Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười, con người của tôi, thích nhất là thứ có tính khiêu chiến. Nếu như hoàn toàn không có chút khiêu chiến nào, có lẽ tôi sẽ mất đi hứng thú chinh phục cảnh cáo, tôi thấy là không cần đâu. Vậy, dịch tiểu thư có ý tứ là, nếu người này mạo phạm quản lý trọng tài hội, cứ như vậy mà thả đi, cũng có phần quá mất thể diện của trọng tài hội ta. Về phần muốn giết chết hắn hay là giữ lại từ từ hành hạ, đó chính là chuyện riêng của Ân Duyệt Dung bà, tôi đây cũng không rảnh đâu mà đưa ra quyết định giúp bà." Diệp Oản Oản tùy ý nói. "Ồ, đã như vậy, tôi đây liền giết hắn." Ân Duyệt Dung nói vậy bà còn chờ cái gì, chờ tôi mài đao giúp bà sao? Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ tùy ý. Nhìn thấy thái độ Diệp Oản Oản, chân mày ân duyệt dung hơi hơi nhíu lại. Nữ nhân này, đối với sự sống chết của tam trưởng lão không sợ minh, căn bản không hề quan tâm. Nhưng mà theo bà biết, người gọi là nhiếp vội yêu kia sẽ không như thế. chương 2342, kéo cửu hận thật giỏi. Kiều mẫu, giết hắn. Chỉ chốc lát sau, ân duyệt dung quay sang ra lệnh cho kiều mẫu nghe tiếng kiều mẫu gật đầu không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh dao găm nhanh chân đi tới bên cạnh tam trưởng lão sau khi tam trưởng lão nhìn thấy con dao găm vô cùng sắc bén lại sáng loáng không khỏi dùng mình một cái toi rồi đây là thực sự muốn làm thịt mạng già của hắn sao trưởng lão không sợ minh chuyện này cũng không thể trách ta ngươi muốn trách thì đi trách minh chủ chết tiệt của các ngươi là à ta hại chết ngươi, tự tay đẩy ngươi vào hố lửa. Kiều mẫu nhìn chằm chằm tam trưởng lão, mặt không cảm xúc lạnh lùng nói. Nói nhảm gì đó, lão tử sống cả đời, tình cảnh gì chưa từng thấy qua, muốn giết cứ giết. Tam trưởng lão cười lạnh. Ân duyệt dung đứng ở một bên, âm thầm nhìn Diệp Oản Oản. Nhưng mà, Diệp Oản Oản ngồi ở trên ghế salon, cứ như thể đây là việc không liên quan đến mình, không hề có chút tâm tình chập chờn mảy may căn bản đây chính là thần thái một người khách ven đường xem trò vui. Giờ phút này, trong lòng Diệp Oản Oản khẩn trương không thôi. Người đàn bà này, có khi nào làm thật không? Trước đó, A Cửu đã tham gia chuyện này, và cũng đã từng bảo đảm với nàng, tam trưởng lão tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng tình hình trước mắt, dường như có chút không khớp với những gì A Cửu nói, đã bắt đầu nằm ngoài tầm kiểm soát. Ân Duyệt Dung là một kẻ điên, chuyện gì bà ta đều có thể làm được không thèm quan tâm đến sự uy hiếp của A Cửu, thật sự hạ sát thủ đối với tam trưởng lão, hẳn là bà ta có thể làm được. Diệp oản oản mặt ngoài phong khinh vân đạm, kỳ thực trong nội tâm đã ở trong trạng thái cảnh giác vạn phần. Nếu như tam trưởng lão thật sự gặp nguy hiểm đến tánh mạng, vô luận như thế nào, nàng cũng phải cứu tam trưởng lão, dù là lớp com lê này có rất cũng sẽ không tiếc. Cho dù là sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với danh vọng dịch linh quân, nàng cũng không thể nhìn tam trưởng lão xảy ra chuyện ở ngay dưới mí mắt mình phút một giây kế tiếp dao găm trong tay của kiều mẫu hung hăng đâm thẳng về nơi cổ tam trưởng lão trái tim diệp oản oản đã thoát lên tới cổ họng ân duyệt dung này đúng là định chơi thật muốn chơi chết tam trưởng lão còn không đợi diệp oản oản động thủ ân duyệt dung lại bỗng nhiên mở miệng khoan đã ân duyệt dung dứt tiếng kiều mẫu trong nháy mắt thu tay lại Tam trưởng lão sắc mặt trắng bệch, chính mình thực sự là vừa lượn ngang qua quỷ môn quan một vòng, hù chết hắn rồi. Sao vậy, vở kịch này tôi vừa mới bắt đầu xem, vì sao quản lý Ân lại dừng tay? Diệp Oản Oản liếc nhìn Ân Duyệt Dung một cái. Ha ha. Ân Duyệt Dung khẽ mỉm cười, nói tôi đột nhiên cảm thấy, cứ như vậy giết hắn, có phần có lợi cho hắn quá rồi. Vẫn là giữ hắn lại từ từ hành hạ thì tốt hơn. Hơn nữa, dịch tiểu thư tới nhà làm khách giết người ở ngay trước mặt dịch tiểu thư, nói chung nghĩ lại có chút không quá ổn thỏa. Không cho Diệp Oản Oản cơ hội tiếp tục mở miệng, ân duyệt dung nhìn về phía kiều mẫu, kiều mẫu, dẫn hắn đi, đừng để cho hắn ở chỗ này làm bẩn mắt dịch tiểu thư. Phu nhân, tôi hiểu rồi. Kiều mẫu gật đầu một cái, chợt để cho mấy gã thanh niên trẻ một lần nữa đỡ tam trưởng lão rời khỏi đại sành. Ân duyệt dung, ngươi cái đổ biến thái này, ngươi chờ đó, minh chủ chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định sẽ khiến người chết không có chỗ chôn đem người cắt thành tám khối cầm đi đút cho Beerus ăn. Người chờ đó mà xem, ta nhìn người chết như thế nào. Tiếng chửi rủa váng trời của tam trưởng lão không ngừng truyền tới. Khóe miệng Diệp oản oản co rúm lại, có thể đừng kéo cừu hận cho nàng như vậy không hả? Chính mình cho tới bây giờ, chưa từng nói muốn đem ân duyệt dung cắt thành tám khối đi. Dù sao người này cũng là mẹ ruột của A Cửu vạn nhất sau này A Cửu và mẹ hòa hợp lại như lúc ban đầu, vậy thì ngay cả một chút đường lui mình cũng không còn, có được hay không? Tuy nói, bây giờ giao tranh với ân duyệt dung cũng khá ổn, nhưng dù sao cũng là thân phận của dịch vân mạc, mà không phải là thân phận của nhiếp vô ưu chương 2343, tính sai một chuyện. Để cho dịch tiểu thư chê cười rồi, ân duyệt dung nhìn về phía Diệp Oản Oản, cười nhạt. Nếu như quản lý ân không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước đây diệp oản oản dứt lời đứng dậy chuẩn bị rời đi thấy vậy ân duyệt dung cản lại dịch tiểu thư thời gian còn sớm không cần gấp như vậy thật ra hôm nay mời dịch tiểu thư tới còn có một việc ân duyệt vừa dứt tiếng diệp oản oản lập tức ngừng thân hình quay đầu liếc nhìn ân duyệt dung một cái không biết quản lý ân còn có cái gì muốn nói tôi biết được dịch tiểu thư học tập tại học viện mdff thật tình cờ ở chỗ tôi đang có một vị khách, cũng là học viên của MDFF. Người nổi tiếng như dịch tiểu thư đây, tại học viện MDFF có ai mà không biết cơ chứ? Cô ấy vô cùng sùng bái dịch tiểu thư, dù sao dịch tiểu thư cũng tới rồi, không bằng gặp mặt một lần. Ân Duyệt Dung nói. Ồ, Diệp Oản Oản nhìn Ân Duyệt Dung, thần sắc lãnh đạm thờ ơ, nhưng tôi lại không có mấy hứng thú. Ân Duyệt Dung không cho Diệp Oản Oản có cơ hội tiếp tục lên tiếng, nháy mắt cho kiểu mẫu. Kiều Mẫu hiểu ý, xoay người rời đi. Ước chừng thời gian chỉ mấy hơi thở, một thiếu nữ trẻ tuổi ăn mặc phong cách thời thượng, theo Kiều Mẫu đi vào. Quản lý Ân. Thiếu nữ nọ tiến lên chào Ân Duyệt Dung. "Ừm, Lý Nguyệt Vinh, cô là học viên học tập tại MDFF, hẳn cũng nhận biết được con gái của hội trưởng trọng tài hội độc lập châu chúng ta, Dịch Vân Mạc chứ?" Ân Duyệt Dung quay sang cười nói với thiếu nữ nọ. Nghe tiếng, cô gái kia gật đầu một cái, "Quản lý Ân." học tỷ dịch Vân Mạc là một người nổi tiếng tại học viện MDFF chúng tôi, đương nhiên là tôi nhận ra cô ấy, hơn nữa đã từng gặp mấy lần. Vậy thì tốt quá, thật đúng lúc, hôm nay dịch Vân Mạc tiểu thư đi tới nhà tôi làm khách, dù gì cô cũng coi như là đàn em khóa sau của dịch tiểu thư, ăn cơm chung không? Ân Duyệt Dung hỏi, hả, dịch Vân Mạc học tỷ, nghe Ân Duyệt Dung nói vậy, sắc mặt thiếu nữ nhất thời biến đổi. Có thể, quản lý Ân. Học tỷ dịch vân mạc ở chỗ nào, làm sao tôi lại không nhìn thấy. Thiếu nữ nọ lại nói. Không nhìn thấy, ân duyệt dung liếc mắt nhìn Diệp Oản Oản ở bên cạnh một cái, người sống sờ sờ lớn như vậy, chẳng lẽ cô không thấy sao? Cô ấy, thân sắc cô gái có chút kinh ngạc, quản lý ân. Cô gái này, tôi chưa từng gặp bao giờ. Bà nói cô ấy là dịch vân mạc học tỷ. Ồ, cô ấy không phải sao? Ân duyệt dung hỏi. Thiếu nữ lắc đầu liên tục, quản lý ân, dĩ nhiên cô ấy không phải dịch vân mạc học tỷ. Mặc dù dịch vân mạc học tỷ không biết tôi, nhưng tôi nhận biết cô ấy. Cô gái này, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng bao giờ gặp qua, cô ấy khẳng định không phải là dịch vân mạc học tỷ. Cô, chắc chắn chứ, Thần sắc ân duyệt dung đầy hoài nghi. Đúng vậy thưa quản lý, tôi dám khẳng định, cô ta tuyệt đối không phải là dịch vân mạc. Thiếu nữ nọ mặt đầy chắc chắc. Vào giờ phút này, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy khó hiểu. Xem ra, vị quản lý ân duyệt dung này vẫn chưa từ bỏ ý định, chuẩn bị một chiêu cuối cùng này để sò so xét chính mình. Không thể không nói, ân duyệt dung người này, vạn phần cẩn thận, hậu thủ cũng vô cùng nhiều. Nhưng tiếc là, từ đầu đến cuối, ân duyệt dung đã tính sai một chuyện. Ân duyệt dung chỉ cho rằng, mình đang giả mạo dịch vân mạc, thay thế thân phận của dịch vân mạc, lừa gạt dịch linh quân. Ân Duyệt Dung cũng không ngờ, ở trên thế giới này, căn bản cũng không hề có người nào là dịch vân mạc. Một đoạn thời gian trước, người của ân gia từng đi đến học viện MDFF điều tra thân phận của dịch vân mạc. Nhưng dịch linh quân là người nào, trăm tai ngàn mắt, đã sớm an bài cho nàng một thân phận tại học viện MDFF. Chuyện này, nhất định là ân Duyệt Dung không hề điều tra ra được cái gì. Cho nên, bà ta căn bản là không có khả năng sẽ tìm được người của học viện MDFF để dò xét chính mình. Chương 2344, thích chơi thì chiều. Cho nên nói, thiếu nữ trước mắt này, căn bản vốn không phải là học viên của học viện MDFF. Chẳng qua là Ân Duyệt Dung cố ý muốn dùng cô ta để dò xét thái độ của mình. Nếu như chính mình thật sự giả mạo dịch vân mạc, gặp phải học viên học viện MDFF, hơn nữa người học viên này còn không nhận ra mình, vậy dù có kỹ thuật diễn xuất tốt hơn nữa, cũng sẽ bị buộc lộ ra chân tướng. Ân Duyệt Dung đi sai một nước cờ rồi. Từ đầu tới cuối, bà ta chỉ có một cơ hội để dò xét ra được mình mà thôi. Đó chính là hạ tử thủ đối với tam trưởng lão. Đáng tiếc, ân duyệt dung đã bỏ lỡ cơ hội này. Chẳng lẽ không ra tay là bởi vì kiêng kỵ tư dạ hàn? Mới vừa rồi Diệp oản oản nghe, cái cô nàng tự xưng là học viên MDFF nói cô ta biết dịch vân mạc, hơn nữa còn từng gặp dịch vân mạc tại học viện MDFF, Diệp oản oản suýt nữa bật cười. Đồ ngốc nghếch, a nào có người nào gọi là dịch vân mạc cơ chứ, hết thảy đều là hư ảo mà thôi. Ân Duyệt Dung có chút hăng hái nhìn về phía Diệp Oản Oản, dịch tiểu thư, cô nói xem có kỳ quái hay không. Tại sao đàn em khóa sau tại học viện MDFF của cô lại không nhận ra cô, chuyện này có phải là rất có ý tứ hay không? Ân Duyệt Dung dứt tiếng, trong chớp mắt, không ít hộ vệ ân ra vọt vào phòng, vây chặt nơi này đến không lọt một giọt nước. Diệp Oản Oản lẳng lặng nhìn đám hộ vệ ân ra kia, cũng không hề nói gì nhiều. Tôi rốt cuộc hẳn là nên gọi cô là dịch tiểu thư, hay là nói, hẳn là nên gọi cô là nhiếp tiểu thư. Thấy Diệp Oản Oản không mở miệng nói chuyện, ân duyệt dung hướng về Diệp Oản Oản, cười lạnh. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản từ trên ghế salon yêu nhã đứng dậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy khó hiểu, không thèm nhìn hộ vệ ân ra tứ phía, chậm rãi đi thẳng về phía ân duyệt dung. Rất nhanh, Diệp Oản Oản đi tới bên cạnh ân duyệt dung, sao nào, Quản lý ân thích giúp người khác đổi họ. Nghe tiếng, ân duyệt dung mới vừa muốn mở miệng nói gì, lại bị diệp oản oản vẫy tay cắt ngang. Lập tức, nụ cười trên mặt diệp oản oản thu lại, mặt lộ ra vẻ xương lạnh, âm thanh lạnh giá thấu xương chậm rãi từ trong miệng phun ra. ân duyệt dung, bà muốn chơi cái gì, không bằng bầy hết ra đi, để lên bàn, bà thích chơi thì tôi đây chiều. ân duyệt dung nhìn diệp oản oản chằm chằm, khẽ nhíu mày. ân duyệt dung, Hôm nay tôi nể mặt Tư Dạ Hàn, tiếp nhận lời mời của bà, cũng là nhìn vào phân thượng bà là mẹ của Tư Dạ Hàn, không so đo với bà. Diệp Oản Oản phảng phất như là một kẻ bề trên cao cao tại thượng, tặng bà một cảnh cáo cuối cùng. Ở trước mặt tôi, ngàn vạn lần không nên, cấp cho thể diện mà không cần. Diệp Oản Oản dứt lời, ghé sát vai đi ngang qua mặt Ân Duyệt Dung, đối mặt với vô số hộ vệ Ân gia không đếm xuể, cút. Đội trưởng đội hộ vệ nhìn Ân Duyệt Dung một cái, trợt lại hướng về diệp oản oản quan sát chốc lát cuối cùng rất thức thời nhường đường lúc này sắc mặt ân duyệt dung âm trầm thật giống như có thể chảy ra nước nhưng rất nhanh đã nặn ra một vẻ mặt đầy vui vẻ dịch tiểu thư tôi nghĩ tất cả đều là hiểu lầm có phải là hiểu lầm hay không tôi không có hứng thú ân duyệt dung bà nhớ kỹ cho tôi hiện tại người khiến tôi cảm thấy hứng thú chỉ có con của bà chỉ như vậy mà thôi diệp oản oản dứt lời cũng không hề quay đầu lại nhanh chân rời đi, có phải là hiểu lầm hay không, mục đích của bà là cái gì, tôi không có hứng thú biết. Chỉ một lần này thôi, nếu như còn tiếp tục mạo phạm, tự gánh lấy hậu quả. Nhìn bóng lưng Diệp Oản Oản rời khỏi ân ra, thần sắc kiều mẫu có chút gấp gáp, lần này phu nhân thử, đúng là có chút quá lố rồi. Dù sao, cô gái kia cũng không phải là nhân vật đơn giản gì. Đợi sau khi Diệp Oản Oản rời đi, ân duyệt sung mặt đầy lạnh giá, nở một nụ cười thấu xương, nếu như không phải là nhờ cha nó. Dịch phân mạc, con nhãi danh đó đã là một người chết rồi. Phu nhân, không thể không nói, dịch phân mạc đó, đúng là quá mức cuồng vọng. Coi như là dịch hội trưởng, cũng không dùng loại thái độ này đối đãi với phu nhân. Sau khi để cho hộ vệ ân ra lui ra, kiều mẫu hướng về ân duyệt dung nói. chương 2345, kế hoạch bước kế tiếp. Nghe tiếng, trên khuôn mặt tinh xảo của ân duyệt dung bỗng nở một nụ cười không đếm xỉa, tôi cũng không so đo về thái độ của cô ta. Phu nhân, bà cảm thấy, thân phận của dịch vân mạc, có thể xác định rồi sao? Kiều mẫu nói, chắc khoảng 80 đến 90 sau một hồi trầm tư, ân duyệt dung gật đầu. Dịch vân mạc này, nếu như là nhiếc vô yêu giả mạo, hôm nay không có khả năng sẽ ung dung như thế, ngay cả một chút xíu dao động tâm tình cũng không hề bộc lộ ra. Phu nhân, vậy nhiệm vụ của tôi, hoàn thành sao? Một bên, thiếu nữ giả mạo học viên MDFF, nhìn về phía ân duyệt dung. Ừm, đi đi, ân duyệt dung xua xua tay, khiến cho cô ta vĩnh viễn biến mất. Hả? Nghe ân duyệt dung nói vậy, thần sắc của thiếu nữ nhất thời biến đổi. Kiều mẫu vỗ tay một cái, gọi một gã hộ vệ tới, kéo cô gái sắc mặt trắng bệch ra ngoài. Phu nhân, kế hoạch bước kế tiếp là gì? Kiều mẫu nhìn về phía ân duyệt dung hỏi a à, khóe miệng ân duyệt dung nở rộ một nụ cười đầy tự tin cơ cấu trọng tài hội chỉ sợ là sắp phải thay đổi ý tứ của phu nhân là thần sắc kiều mẫu có chút kinh ngạc tần hội phó ân duyệt dung đáp ý của phu nhân bà là tần hội phó sẽ có hành động sao kiều mẫu như có điều suy nghĩ ân duyệt dung ung dung ngồi ở trên ghế salon thật giống như một vị quý phu nhân đầy duyên dáng sang trọng thật ra mọi người đều biết hội trưởng trọng tài hội nhiệm kỳ kế nhất định sẽ là tần hội phó. Đáng tiếc, bây giờ nhìn lại, khó nói. Ân Duyệt Dung cười nói. Kiều mẫu gật đầu một cái, thật ra thì không cần ân Duyệt Dung nói, đối với tình huống của trọng tài hội, Kiều mẫu cũng nắm được vài phần. Mấy năm nay, tần hội phó, làm việc đã có phần vượt quá quyền hạn của mình. Nếu như bị vạch trần, hậu quả khó mà lường được. Theo lý thuyết, lá gan của tần hội phó không có khả năng sẽ lớn như vậy dù sao bên trên còn có một vị dịch hội trưởng. Chỉ bất quá, tần hội phó cũng biết, sau khi nhiệm kỳ của hội trưởng dịch linh quân kết thúc, chính mình tất nhiên sẽ trở thành hội trưởng trọng tài hội nhiệm kỳ kế. Một điểm này đã đem lại cho hắn sự can đảm. Nhưng mà hiện nay, dịch phân mặc nửa đường giết ra, lại khiến cho tần hội phó tự loạn trận cước. Từ sau khi dịch vân mạc xuất hiện tại yến hội đêm đó, từ khi dịch linh quân đầy kiêu hãnh tuyên bố về con gái của mình, cũng đánh tiếng là con gái sẽ tiến vào trọng tài hội công tác, người sáng suốt đều hiểu rõ trong lòng, dịch linh quân đang muốn để con gái của mình, dịch vân mạc, trở thành người nối nghiệp của ông ta. Tuy nói, chức vụ hội trưởng này là do mọi người bỏ phiếu chọn lựa, nhưng danh vọng của dịch gia và dịch linh quân tại độc lập 12 châu này thật sự là quá lớn rồi. Nếu như dịch linh quân nguyện ý, những phiếu bầu của hội đồng thành viên kia chắc chắn sẽ không bỏ cho tần hội phó, mà sẽ bầu cho dịch vân mạc. Như vậy, tần hội phó không chỉ không cách nào hoàn thành mộng đẹp của mình, trở thành hội trưởng trọng tài hội, mà sau khi dịch vân mạc lên chức, rất có thể sẽ tra ra những chuyện do hắn âm thầm làm vốn không nên được đưa ra ánh sáng kia. Phu nhân, bà cảm thấy, tần hội phó sẽ định làm như thế nào? Kiều mẫu hiếu kỳ hỏi. Tần hội phó có ý kiến gì, tôi đây không biết. Ân duyệt dung hơi mỉm cười nói, nhưng, nếu như tôi là tần hội phó, tôi sẽ mạo hiểm thử một lần, ở trước khi mọi chuyện trở thành ván đã đóng thuyền trừ khử dịch vân mạc đi vậy kiều mẫu có chút do dự vậy phu nhân hiện tại lập trường của chúng ta là chúng ta và tần hội phó ngay cả một chút xíu quan hệ cũng không có ân hành bên kia không cần phải lo lắng ân duyệt dung nói phu nhân vậy chúng ta có cần nhắc nhở dịch vân mạc hay không hoặc là giúp cô ta một tay kiều mẫu suy nghĩ một chút lúc này mới lên tiếng chương 2346, chính là muốn thiên hạ này mưa. Không cần, ân duyệt dung nói như chém đinh chặt sắt, tôi muốn thử nhìn một chút, dịch vân mạc này, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Nếu như ngay cả cửa ải tần hội phó này cũng không qua được, ngày sau để cho cô ta lên làm hội trưởng trọng tài hội, cho dù là ở chung một chỗ cùng với A Cửu, nói không chừng sẽ chọc phải nhiều tổ ong vò vẽ lớn. Đến lúc đó, có thể ngay cả ân gia ta đều sẽ chịu liên đới phu nhân sáng suốt, kiều mẫu cười nói. Rời ân ra, sau khi trở lại nơi ở, Diệp Oản Oản vẫn chưa tỉnh hôn. Thậm chí ngay cả Diệp Oản Oản cũng không ngờ tới, thủ đoạn của ân duyệt dung lại có thể nhiều như vậy, suýt nữa đã xé toạc lớp vỏ bọc của mình mất rồi. Chính mình vẫn còn quá coi thường ân duyệt dung, dù sao người này cũng là mẹ của A Cửu, làm sao sẽ có thể là một người phụ nữ bình thường. Đối với ân duyệt dung, Diệp Oản Oản vẫn còn nhiều vấn đề không nắm được, Mặc dù có một ít tin tình báo thu thập được từ chỗ đại trưởng lão, nhưng cũng không đầy đủ. Chính mình hẳn là nên nghĩ biện pháp đi tìm hiểu về Ân Duyệt Dung một chút, nếu không có ngày mình bị Ân Duyệt Dung lừa bán cũng không hay. Đêm đó, sau khi Diệp Oản Oản cùng ăn cơm tối với Dịch Linh Quân xong, bằng vào sự giúp đỡ của ông ta, nàng liền man thiên quá hải trở về Vân Thành một chuyến. Khôi phục thân phận của Nhiếp Vô Ưu, cố ý ngênh ngang xuất hiện ở trong Không Sợ Minh, cũng nhiều lần quay trở về Nhiếp gia cũng thuận đường ghé thăm cha mẹ một chút. Nếu như tai mắt của ân duyệt dung, chính mắt thấy được nhiếp vô ưu hiện thân, hẳn là sẽ có thể đánh tan hoàn toàn nghi ngờ về dịch vân mạc tại thiên thủy thành. Bất kể như thế nào, dịch linh quân giúp nàng như vậy, thì mình cũng không thể nào tùy tiện ném đi tầng thân phận này, khiến cho danh vọng của dịch linh quân bị ảnh hưởng xấu. Nhất là đoạn thời gian gần đây, vị tần hội phó kia, ngoài mặt tuy chẳng có gì, nhưng kỳ thực hai mắt đã sớm long sòng sọc, Lần trở lại Vân Thành này, điều đáng tiếc duy nhất chính là, đường đường đã đi đến chỗ của dịch thủy Hàn, cũng không kịp gặp. Bởi vì thời gian nàng ở lại Vân Thành cũng tương đối gấp gáp, không tiện lưu lại lâu. Mấy ngày sau, Thiên Thủy Thành, Tần Gia, Ân hành nhìn Tần Hy Viện sắc mặt âm trầm đến cực hạn ở bên cạnh, mở miệng hỏi, viện viện, gần đây có tâm sự phải không? Nghe ân hành hỏi thăm, hàn quang trong mắt Tần Hy Viện lóe lên, anh đoán xem. Để cho tôi đoán một chút, hẳn chính là vì dịch vân mạc đi. Ân hành hỏi, biết còn hỏi, tần hy viện cười lạnh một tiếng, dịch vân mạc đó, ỉ vào thân phận con gái hội trưởng của mình, trong mắt không người, căn bản không đem tôi và cha để ở trong mắt. Nghe nói, ngay cả quản lý ân cũng bị cô ta khiển trách một trận trước mặt người khác. Ân hành lắc đầu một cái, thở dài nói, như vậy cũng không có cách nào, ai bảo dịch vân mạc là con gái bảo bối của hội trưởng dịch linh quân, sinh ra đã được định sẵn là cao cao tại thượng cho dù thật là như vậy tôi cũng sẽ đích thân kéo cô ta từ trên chín tầng mây xuống dưới vực sâu thăm thẳm chọn đời không được siêu sinh bắt đầu từ khi dịch vân mạc xuất hiện tất cả hào quang rực rỡ của tần hy viện đều bị cô gái kia đoạt đi thậm chí thư giả hàn người mà cô âm thầm mến mộ cũng bị con tiện nhân kia cướp được à ta dựa vào cái gì thứ đầu mình không chiếm được lại có thể bị cô ta đoạt mất dễ như trở bàn tay cô tuyệt đối không thể nào để cho người như vậy tồn tại Viện viện, xin cô ngàn vạn lần không nên manh động. Ân hành nhìn về phía tần hy viện, chân mày nhíu chặt lại, cô phải biết, dịch vân mạc là thiên kim dịch hội trưởng, nếu như có chuyện gì xảy ra, vậy thì toàn bộ thiên thủy thành này đều sắp trở trời. À, trở trời, chuyển mưa, tần hy viện cười lạnh một tiếng, tôi chính là muốn thiên hạ này mưa. Ân hành muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại không hề lên tiếng. Đêm khuya, tần hy viện đi tới thư phòng của tần hội phó cha, chuyện con nói, suốt cuộc cha có đồng ý hay không? Tần Hy Viện nhìn về phía tần hội phó, mở miệng hỏi. chương 2347, sự nguy hiểm này đáng giá để thử. Vậy nếu như cha nói là không được thì sao? Tần hội phó hỏi. Nếu như không được, vậy con liền dừng tay, nhưng con cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta. Tần Hy Viện âm trầm nói. Vậy thì con cứ đi làm đi. Chỉ chốc lát sau, tần hội phó đáp nghe lời nói này sắc mặt tần hy viện nhất thời vui mừng cha cha đồng ý sao tần hội phó yên lặng một hồi lúc này mới nhìn về phía tần hy viện nhớ kỹ làm loại chuyện này ngàn vạn lần không nên bị người ta tóm lấy được nhược điểm để cho ai đi làm hẳn là con phải biết cha con hiểu mà tần hy viện gật đầu một cái đợi sau khi tần hy viện rời đi khỏi thư phòng sắc mặt tần hội phó nhất thời lạnh xuống dịch vân mạc kia nhất định phải phải biến mất vĩnh viễn. Cho dù là dịch vân mạc chết đi, bên phía hội trưởng, chính mình sẽ phải gánh chịu hiểm nghi lớn nhất. Nhưng chỉ cần không có chứng cứ, vậy thì cũng không một ai có biện pháp gì để bắt hắn. Đến lúc đó, các quản lý hắn mua chuộc, sẽ đem phiếu bầu hội trưởng nhiệm kỳ kế tiếp bỏ cho hắn. Nếu như, dịch vân mạc không chết, hội trưởng nhiệm kỳ kế, tất nhiên sẽ rơi vào trong tay của cô ta. Đến lúc đó lỡ như Dịch Vân Mạc điều tra ra được những thủ đoạn không thể để lộ ra ngoài sáng của mình. Sự nguy hiểm này, đáng giá để thử. Sáng sớm hôm sau, Tần Hy Viện gọi ân hành đi vào trong phòng của mình. Ân hành, có chuyện, cần anh đi làm, có được không? Tần Hy Viện dựa hờ vào trong ngực của ân hành, nhẹ giọng nỉ non. Khóe môi ân hành nhếch lên một nụ cười, ôm lấy Tần Hy Viện, viện viện, núi đao biển lửa. Diệt trừ dịch vân mạc. Tần Hy Viện nói. Theo Tần Hy Viện rước tiếng, thân thể của ân hành chợt lảo đảo, sắc mặt nhất thời tái mét, hắn không nghe lầm chứ. Để cho mình đi trừ khử dịch vân mạc. Trời má, cái này so với núi đao biển lửa còn khó hơn. Viện viện, ân hành nhìn về phía Tần Hy Viện, dịch vân mạc là con gái của hội trưởng. Nếu như dịch vân mạc xảy ra chuyện, gặp hiểm nghi lớn nhất chính là Tần Gia và Tần Hội Phó. Đây là tự đổ lửa lên người, không thể đùa bỡn làm sao không phải là lên núi đao xuống biển lửa sao anh sợ à tần hy viện cười lạnh một tiếng tôi không phải là sợ chẳng qua chỉ là cảm thấy làm như thế cũng không đáng giá thử ân hành lắc đầu một cái ân hành anh là một người thông minh thật ra thì không cần tôi nói hẳn là anh cũng biết nếu như dịch vân mạc không chết ý vị như thế nào tần hy viện nói ân hành có chút nghi hoặc nhìn tần hy viện 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 lời này của cô là có ý gì a à, ân hành, xem ra là tôi đánh giá cao anh rồi, anh cũng không được thông minh như tôi dự đoán. Cũng khó trách anh vẫn luôn bị tư giả hàn dẫm ở dưới chân. Cho dù tư giả hàn rời đi nhiều năm, hắn vẫn là người mà anh không cách nào vượt qua được. Tần Hy Viện liếc ân hành một cái. Nhắc đến tư giả hàn, trong mắt của ân hành hiện ra một luồng khói mù. Nếu như dịch vân mạc không chết, hẳn là không lâu sau, vị trí hội trưởng trọng tài hội nhiệm kỳ kế nhất định thuộc về cô ta. Hơn nữa, hẳn là anh cũng nghe nói, bây giờ, dịch vân mạc đó đang cùng tư giả hàn qua lại với nhau. Nếu như đợi dịch vân mạc lên làm hội trưởng trọng tài hội, vậy thì địa vị của tư giả hàn. Anh thử nghĩ mà xem, tần hy viện cười lạnh. Chuyện này, ân hành nhíu chặt lông mày. Hơn nữa, tôi tin rằng, với thân phận của dịch vân mạc như vậy, hẳn là quản lý ân sẽ hết sức tác hợp cho hai người. Sự tồn tại của anh, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều không đem lại bất kỳ chút giá trị nào tần hy viện lại mớm lời thật ra thì gã đàn ông trước mắt này hắn quan tâm cái gì muốn có được cái gì trong lòng tần hy viện hết sức rõ ràng cô đã sớm ăn chắc ân hành đối với những gì tần hy viện nói thật ra thì ân hành cũng hiểu được trong lòng chỉ bất quá sự nguy hiểm khi muốn giết chết dịch phân mạc thật sự là quá lớn lớn đến mức không cho phép có bất kỳ mảy may sai lầm nếu không sẽ vạn kiếp bất phục chương 2348, cửu ca mặc kệ cô sao. Ân hành, anh thật sự rất ưu tú, chẳng qua là anh đang thiếu một cơ hội. Mà tôi, chính là người đem lại cho anh cơ hội này. Thấy ân hành còn đang do dự, tần hy viện tấn công, chỉ cần anh ra mặt giải quyết chuyện này. Như vậy, đợi sau khi cha tôi lên làm hội trưởng, anh sẽ một bước lên trời. Tư giả hàn cũng được, ân gia cũng được, hết thảy đều sẽ bị anh dẫm ở dưới chân không cho ân hành cơ hội lên tiếng, tần hy viện lại sổ một chàng, dĩ nhiên, nếu như anh không nguyện ý, vậy thì cũng không sao, cùng lắm, cha tôi vẫn sẽ làm phó hội trưởng, còn ân hành anh, sẽ hoàn toàn mất đi hết thảy. Mất, hết, thảy, anh tự cân nhắc. Sứt lời, tần hy viện làm bộ như muốn rời đi. Viện viện, cô nói đi, làm sao để diệt trừ dịch vân mạc, có kế hoạch tỉ mỉ gì? Ân hành nhìn về phía tần hy viện. Nghe tiếng, khóe miệng tần hy viện khẽ nhếch lên, lập tức xoay người lại, một lần nữa tựa vào trong ngực của ân hành. Thật ra thì rất đơn giản, anh hẳn phải biết đội lính đánh thuê phong sa chứ. Tần hy viện cười nói. Đương nhiên biết, tổ chức lính đánh thuê thần bí nhất độc lập 12 châu. Ân hành gật đầu một cái. Tôi nghe nói, anh biết đầu mối để liên lạc với phong sa. Tần hy viện nhìn chằm chằm ân hành. Không sai, ân hành nói, đúng là có quen biết, nhưng tiếp xúc qua lại không sâu. Vậy thì tốt, tổ chức lính đánh thuê phong xa này rất có tính nguyên tắc. Anh chỉ cần liên lạc với người của phong xa, yêu cầu hắn tự mình ra tay giải quyết dịch vân mạc. Về phần giá tiền, anh không cần phải lo lắng, tôi sẽ chi trả hết. Tần Hy Viện nói, tổ chức lính đánh thuê phong xa này cũng không dễ mời. Tôi sẽ cố hết sức thử xem, nhưng cái giá để mời bọn họ, phỏng chừng cũng không rẻ đâu. Ân hành trầm tư, ừm, trước tiên anh cứ đi thử một chút. Tần Hy Viện khẽ mỉm cười, sau đó, thừa dịp ân hành không chú ý, nhẹ nhàng chạm một cái lên bờ môi của hắn. Tần Hy Viện cười lạnh trong lòng, vô luận dịch vân mạc chết hay không chết, đến lúc đó chuyện này đều không tra ra được trên đầu của tần gia bọn họ. Kẻ mời tổ chức lính đánh thuê phong xa chính là ân hành, đó là chuyện của ân gia. Cho dù cuối cùng, ân hành bị tra ra, cắn ngược lại tần gia, chỉ cần tần gia không thừa nhận, cũng không ai có cách bắt bọn họ. Buổi tối hôm đó, Diệp Oản Oản đầy ám muội trốn tư dạ hàn, gọi điện thoại kêu Lâm Khuyết qua. Bên trong phòng khách xa hoa cổ kính, Lâm Khuyết nuốt nước miếng, khẩn trương nhìn về phía cô gái ngồi trên ghế salon, cẩn thận từng ly từng tí mà kêu một tiếng, cửu, cửu tẩu. Diệp Oản Oản cười híp mắt nói, ngoan ngoãn nào, nhị khuyết tương đương. Má của tôi ơi, Lâm Khuyết quả thật là mặt đầy kinh sợ, cửu tẩu, thật sự là cô sao lá gan này của cô cũng quá lớn rồi đó. Vạn nhất bị người phát hiện, cô không muốn sống nữa sao? Diệp Oản Oản liếc hắn một cái, bớt nói nhảm, tôi tìm anh qua đây có chuyện chính sự. Còn có chính sự gì quan trọng hơn so với chuyện này chứ? Cô lại có thể giả mạo con gái của hội trưởng, cửu ca rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ anh ấy đều mặc kệ cô sao? Lâm khuyết vội la lên. Diệp Oản Oản nâng cầm lên, chậm rãi hỏi, anh cảm thấy thế nào? Lâm Khuyết tuyệt vọng đáp, tôi cảm thấy anh ấy, hẳn là sẽ không quản. Hơn nữa còn sẽ giúp nàng lừa gạt tất cả mọi người. Con miệng nó chính hắn đột nhiên suy nghĩ thông suốt, cửu ca 80% là đã sớm nhìn ra rồi, kết quả bất cứ cái gì cũng đều không nói, phối hợp diễn xuất với nàng. Diễn xuất thường thôi liền coi như xong đi, con miệng nó còn diễn xuất ở trình độ siêu cấp. Diệp oản oản, còn không phải sao, anh lại nhảy cái gì? Được rồi, cửu tẩu, lúc này đang giữa đêm, cô kêu tôi ra đây rốt cuộc muốn làm cái gì. Bị cửu ca biết là không tốt đâu, Lâm Khuyết vừa nói chuyện vừa che kín quần áo. Không tốt cái đầu anh, có chuyện hỏi anh, thành thật khai báo. Diệp oản oản cắn răng uy hiếp. chương 2349, quá vô sỉ. Lâm Khuyết có một loại dự cảm xấu, cô muốn hỏi cái gì? Diệp oản oản trầm ngâm, chuyện liên quan đến ân duyệt dung nghe được tên của ân duyệt dung lâm khuyết cứ y như là nghe thấy quỷ nhất thời lắc đầu liên liệng, cái gì tôi cũng không biết cái gì cũng không biết ồ diệp oản oản hơi nhíu mày chật chật nếu như là cửu ca anh biết anh giữa đêm chạy đến chỗ này của tôi anh đoán xem anh ấy sẽ như thế nào lâm khuyết kinh ngạc đến ngây người đệt không phải là cô kêu tôi tới sao diệp oản oản mặt đầy vô tội tôi nào có kêu đâu rõ ràng là anh tự mình tới Lâm Khuyết trợn to hai mắt, cô. Diệp Oản Oản, tôi làm sao? Lâm Khuyết, quá vô sỉ. Lâm Khuyết không còn cách nào, chỉ có thể cúi đầu nhận thua, cô muốn hỏi phương diện nào. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, chỉ cần là những thứ anh biết, đều có thể nói với tôi, ví như quan hệ giữa ân Duyệt Dung và A Cửu. Lâm Khuyết thở dài, mở miệng nói, Di Dung, nói như thế nào nhỉ, chính là có sở thích khống chế người khác quá biến thái rồi bà không bao giờ cho phép cửu ca làm bất cứ chuyện gì thoát khỏi phạm vi kiểm soát của bà ấy. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là cửu ca đi ra khỏi phạm vi khống chế của bà, vô luận là người, đồ vật, hay dù chỉ là một chú chim nhỏ, tất cả đều không có một cái nào may mắn thoát khỏi. Cửu ca phạm một điểm nhỏ sai lầm, đều sẽ phải bị trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Sai lầm nhỏ này có thể là hôm nay ăn nhiều hơn chỉ một miếng cơm, hoặc tệ hơn có khi là chỉ cần viết sai một nét chữ cô có thể tưởng tượng ra, bà ta giữa mùa đông lại để cho một đứa bé mới chỉ 3 tuổi phạt quỳ trên mặt tuyết sao. Khi còn bé, tôi và cửu ca đã cứu một con hổ trắng bị thương, cửu ca cũng yêu thích con tiểu bạch hổ kia, mỗi ngày đều đi tìm nó chơi. Kết quả, dì dung ở ngay trước cửu ca đem con tiểu bạch hổ kia giết chết. Nghe đến đó, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, không khỏi nhớ đến đại bạch. Sau khi khôi phục trí nhớ nàng mới biết, đại bạch là được nàng cứu trở về. Năm đó, lúc nàng cùng Tư Giả Hàn ở chung với nhau, trong lúc đi dã ngoại gặp được một con tiểu bạch hổ bị thương, nàng thấy đáng thương nên mới cứu về. Nhưng Tư Dạ Hàn không chỉ thờ ơ không động lòng, mà còn ngăn cản nàng cứu. Vì thế khi đó nàng và Tư Giả Hàn còn ầm ĩ một trận, rất lâu không thèm để ý tới anh. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, có lẽ là bởi vì chuyện năm đó nên Tư Giả Hàn mới mâu thuẫn như vậy, mới không sẵn lòng cứu Đại Bạch khó trách phong cách sống của tư giả hàn lại thuần khiết, lạnh lùng và cô tịch như thế. Ở lâu trong cái khổ, trong sự khống chế lâu dài của ân duyệt dung, anh đã không dám để cho bất kỳ người hay vật thân cận nào ở bên cạnh mình. Bởi vì trong tiềm thức, anh luôn cảm thấy chỉ cần là thứ gì mình nắm giữ đều sẽ mất đi, đều sẽ bị hủy diệt. Lâu ngày, cũng không có bất kỳ một người nào dám tiếp cận anh, thế giới của anh lúc đó chỉ còn lại có chính mình. Lâm Khuyết nhỏ giọng thầm thì, bây giờ cô đã hiểu tại sao khi cửu ca trưởng thành tính tình lại vặn vẹo như vậy chưa nếu như đổi lại là người khác chỉ sợ đã sớm bị ép đến điên rồi nhưng mà rốt cuộc vì sao ân duyệt dung lại biến thành như vậy diệp oản oản tỏ vẻ không cách nào hiểu được thích đại khái là bởi vì không có được thứ mình muốn nên bị ám ảnh mãi lâm khuyết thở dài là bởi vì cha của a cửu sao diệp oản oản hiếu kỳ không kém bao nhiêu đâu Lâm Khuyết giải thích đơn giản, thật ra thì lúc dì Dung còn trẻ, tính tình cũng không phải như vậy. Lúc ấy dì Dung là tiểu đồ đệ được cổ độc thánh thủ sủng ái nhất, thành tựu võ đạo cũng rất cao, cộng thêm dung mạo xinh đẹp, rất nhiều chàng trai theo đuổi bà ấy. Dĩ nhiên, tất cả những điều này đều là tôi nghe trưởng bối kể lại, chỉ biết được đại khái. Diệp Oản Oản tiếp tục nói. Chương 2350, chuyện xưa bí ẩn. Lâm Khuyết tiếp tục kể. Về phần cha cửu ca, Tư Hoài Trương, cô cũng biết, dựa theo quy định, Độc Lập Châu có rất nhiều người tư chất không đạt tiêu chuẩn đều bị khu trục ra khỏi Độc Lập Châu. Những người này rất nhiều người đều đến Hoa Quốc thành lập gia tộc hay thế lực. Bọn họ cố hết sức bồi dưỡng con cháu, hy vọng một ngày kia có thể trở lại Độc Lập Châu. Tư Hoài Trương chính là một vị, đời sau có tư chất đạt chuẩn, sau đó ông ấy được nhận về lại Độc Lập Châu, về lại tư thị cổ tộc, hơn nữa cũng rất được coi trọng ông ta và dì Dung quen biết nhau trong một lần làm nhiệm vụ. Dì Dung đối với ông ấy vừa thấy đã yêu, không quan tâm tới tất cả những đối tượng theo đuổi ưu tú còn lại, một lòng chỉ chú tâm vào mỗi mình tư hoài trương. Đáng tiếc, thiếu nữ hữu tình, tình lang vô tình. Cha cửu ca, thích một cô gái hoa quốc nọ, thậm chí vì cô gái kia không tiếc buông bỏ cơ hội hiếm hoi trở lại độc lập châu, ruồng bỏ gia tộc chạy trốn tới hoa quốc, bỏ trốn theo thiếu nữ hoa quốc đó. Diệp Oản Oản nghe vậy có chút kinh ngạc những loại chuyện xưa bí ẩn này, cộng thêm bởi vì uy áp của ân duyệt dung, lại cũng không có một ai dám nhắc tới. Ngay cả đám người đại trưởng lão cũng không thể điều tra ra. Nếu không phải là Lâm Khuyết nói với nàng, thật sự là nàng không cách nào biết được những thứ này. Diệp oản oản, sau đó thì sao? Lâm Khuyết than thở, sau đó, cô cũng biết, luật pháp độc lập châu nghiêm khắc đến giường nào. Tư thị cổ tộc làm sao có thể dung tha cho loại chuyện này? Vì không để gia tộc bị liên lụy, vẫn luôn một mực truy sát Tư Hoài Trương. Cuối cùng, là gì dung cứu Tư Hoài Trương, thậm chí còn vì ông ta mà rời bỏ độc lập châu. Lâm Khuyết dừng một chút, tiếp tục nói, sau đó, thiếu nữ Hoa Quốc nọ không muốn tiếp tục trải qua những tháng ngày sống trong nơm nấp lo sợ, rời khỏi Tư Hoài Trương, lập gia đình. Tư Hoài Trương xúc phạm quy tắc độc lập châu, phải bị xử phạt cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí ngay cả cha mẹ và gia tộc đều phải chịu liên lụy. Cuối cùng, bởi vì mẹ Tư Hoài Trương đau khổ cầu khẩn và khuyên nhủ, Tư Hoài Trương chỉ có thể cưới dì Dung. Sư phụ dì Dung khi đó rất có uy vọng tại độc lập châu, giúp cầu tình, rốt cục mới có thể đem chuyện này ép xuống. Chỉ có điều, từ nay Tư Hoài Trương và dì Dung đều không thể về lại độc lập châu. Khó trách lúc ở Hoa Quốc, bà nội vẫn luôn nói hối hận vì ban đầu để cho cha mẹ của A Cửu ở chung một chỗ, thì ra là vì vậy. Diệp Oản Oản nghe xong, quả thực không biết nên nói cái gì, chuyện này sự hy sinh của ân duyệt dung cũng quá lớn rồi đó. Vì một người đàn ông không yêu mình, chẳng khác gì là buông bỏ hết thảy chính bản thân mình. Một người phụ nữ vì chính mình mà làm tới mức này, chẳng lẽ Tư Hoài Trương còn có thể không hề cảm động chút nào? Diệp Oản Oản có chút nghĩ mãi không thông, tại sao sau đó Tư Hoài Trương còn có thể lưu lỏng cùng nhiều người đàn bà như vậy, còn sinh ra nhiều đứa con như vậy? Lâm Khuyết xua xua tay nói, thật ra thì nghe nói lúc ban đầu sau khi hai người bọn họ kết hôn, quan hệ cũng còn khá ổn, kinh doanh tại gia tộc Tư Thị Hoa Quốc cũng không tệ. Nhưng mà sau đó, chuyện cầu huyết đã xảy ra, mối tình đầu nọ của Tư Hoài Trương, đại khái là sau khi kết hôn trải nghiệm cảm thấy không ra làm sao, lại chạy đi tìm Tư Hoài Trương chung trả. Tư Hoài Trương không kiềm chế được, hai người lại quấn lấy nhau cùng một chỗ. Khóe miệng Diệp oản oản co giật, tôi nhổ vào, cặn bã như vậy. Về điểm này, may mắn là A Cửu không bị di truyền cha của anh. Diệp Oản Oản cảm thán, vậy thì há chẳng phải ân duyệt dung sẽ tức điên rồi sao? Lâm Khuyết lập tức nói, có thể không tức sao, coi như là gì dung có yêu thích tư hoài trương đi nữa, có nói gì nghe nấy, cũng nhịn không được loại chuyện này. Dù sao người bà ấy để ý nhất chính là mối tình đầu tư hoài trương. Cho nên sau đó, trong cơn tức giận, dì Dung đã triệt để đánh sập công ty do cô gái nọ và chồng cô ta mở ra chương 2351, chỉ số nhạy cảm sợ là có vấn đề. Diệp Oản Oản nghe đến đó, biểu cảm có chút khó mà hình dung, chuyện này. Chỉ số nhạy cảm của ân duyệt dung, có phải là có chút vấn đề hay không? Bà ấy làm như thế, không phải là đang đẩy tư hoài trương vào trong ngực của người phụ nữ kia sao? Lâm Khuyết nhất thời khen, cửu tẩu, cô thật là quá sáng suốt rồi. Còn không phải sao, cô gái kia sau khi phá sản liền ly hôn với chồng ngay tư hoài trương thương xót không thôi trực tiếp bao nuôi cô gái kia ở bên ngoài diệp oản oản nàng biết ngay mà lâm khuyết tiếp tục nói chuyện sau đó càng máu chó hơn cô gái kia bị tai nạn xe chết diệp oản oản ạc à, chết rồi hả vậy thì ân duyệt dung khẳng định là thảm mặc kệ cô gái kia có bị tai nạn xe cộ chết là vì ngoài ý muốn tư hoài trương đều sẽ đem cái bô này ụp lên trên đầu của ân duyệt dung lâm khuyết vỗ bắp đùi cái bộp cửu cầu lại sáng suốt rồi. Tư Hoài Trương tranh cãi với ân duyệt dung đến long trời lở đất, từ đó không bao giờ về nhà nữa, ngày ngày ở bên ngoài làm loạn. Tính tình ân duyệt dung cũng càng ngày càng nóng nảy. Diệp oản oản thổn thức không thôi, thật sự không nghĩ tới sẽ nghe được một câu chuyện máu cho đến như vậy, đúng là cầu huyết mà. Lâm khuyết than thở, tôi phải nói, ân duyệt dung cũng thật là đủ cố chấp, ngay cả như vậy còn không buông tha, vẫn còn ôm lòng hy vọng đối với Tư Hoài Trương không chỉ không ly hôn thậm chí còn nghĩ biện pháp có bầu cửu ca cố gắng dùng đứa con để vãn hồi tư hoài trương kết quả cuối cùng cô cũng có thể dự đoán được đại khái sau đó đại khái là ân duyệt dung tâm ý nguội lạnh mới đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên người cửu ca nếu như tư chất cửu ca đạt tiêu chuẩn thì bà liền có thể trở lại độc lập châu nghe đến đó diệp oản oản đã hoàn toàn hiểu được vì sao tư giả hàn và mẹ anh lại tạo thành một loại quan hệ như vậy Đối với ân duyệt dung mà nói, tư dạ hàn là biểu trưng cho tình yêu thất bại của bà ta, đại biểu cho sự thất vọng và phản bội. Phòng trưng đối với tư dạ hàn, căn bản bà ta không hề có dù chỉ là một chút tình cảm. Không chỉ như thế, thậm chí còn có chút oán trách vì anh đã không thể giúp bà vãn hồi tư hoài trương. Bà ta chẳng qua chỉ hoàn toàn coi A cửu như một công cụ để quay trở lại độc lập châu và tranh quyền đoạt thế. Sau khi phát hiện ra bắt đầu mất khống chế đối với anh, liền lập tức đi tìm một kẻ thế thân là ân hành. Vốn ban đầu Diệp Oản oản còn định tìm biện pháp để vãn hồi mối quan hệ của mẹ con hai người, nhưng bây giờ nhìn lại, có lửa mới có khói. Coi như là Thiên Vương lão tử có tới đi nữa, thì cũng không có khả năng giúp hai người này giải hòa, càng không thể nào khiến Ân Duyệt Dung thay đổi. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như là nàng gặp phải chuyện như vậy, cũng tuyệt đối không có khả năng tha thứ, cũng sẽ không quên được. Nhưng mà, dù có thế nào cũng không nên đem tất cả sự đau khổ của mình phát tiết ở trên người một đứa bé chứ. Bất quá thì sao, dĩ nhiên rồi, nàng không thể nào là ân duyệt dung. Diệp oản oản không nhịn được, ói hỏng bét, anh bảo tôi nói cái gì cho phải. Chỉ bằng dáng vẻ đó, tướng mạo đó của ân duyệt dung, lúc còn trẻ khẳng định càng phong hoa tuyệt đại hơn chứ. Lâm khuyết, chuyện đó mà còn phải hỏi sao, ngay cả cha tôi năm đó đều thầm mến gì dung đấy. Hơn nữa nữ nhân hoa quốc kia tôi từng thấy qua ảnh chụp, còn không được đẹp bằng một phần trăm của dì Dung. Diệp Oản Oản lập tức nói, cho nên, ân duyệt Dung dáng rất đẹp lại có hậu đài, với điều kiện trời ban tốt như vậy, rốt cuộc bà ấy làm kiểu gì mà lại đem bài tốt đánh đến hỏng bét như vậy. Nếu đổi lại là tôi, tuyệt đối sẽ tại lần đầu tiên gặp mặt, ăn sạch tư hoài trương không còn một miếng, sau này còn có thể phát sinh chuyện gì với cô gái hoa quốc kia chứ. Lâm Khuyết, Cửu Tẩu, trọng điểm chú ý của cô. Làm sao lệch như vậy? Diệp Oản Oản, chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Lâm Khuyết, thật giống như cũng không có chỗ nào không đúng. Hai người đang nói chuyện, lúc này, chuông điện thoại di động của Diệp Oản Oản đột nhiên vang lên, là Đường Đường Bảo Bối gọi tới. Chương 2352, Đường Đường giống mẹ. Nhất thời ánh mắt Diệp Oản Oản sáng lên, Đường Đường Bảo Bối của tôi gọi điện thoại cho tôi. Được rồi nhị khuyết anh trở về đi." Lâm Khuyết sạm mặt lại, "Tôi ở đây cùng cô nói lâu như vậy, ngay cả hớp trà cô cũng không cho tôi uống, cứ như vậy đuổi tôi đi. Dùng xong liền vứt bỏ, cũng quá vô tình đi." Diệp Oản oản lườm hắn một cái, "Có không, tôi thấy anh buôn tin bát quái cũng thật vui vẻ mà. Bát quái lớn như vậy, cũng không dám nói với người khác, nghẹn rất lâu rồi chứ." "Lâm Khuyết, ngay cả chuyện này cũng có thể nhìn thấu, xem như cô lợi hại." Sau khi đuổi Lâm Khuyết đi, Diệp Oản Oản lập tức nhận điện thoại của Đường Đường. Âm thanh Diệp Oản Oản trong nháy mắt ôn nhu như nước, "Alo, bảo bối." "Đường Đường, mẹ." Bén nhạy phát hiện âm thanh của cậu nhóc ở đầu kia điện thoại có chút xa sút, Diệp Oản Oản lập tức khẩn trương hỏi, "Sao vậy Đường Đường, không vui sao? Đã xảy ra chuyện gì?" Cậu bé dường như thoáng do dự một chút, ngữ khí đầy lo âu đáp, "Không có ạ, à, chẳng qua là Đường Đường lo lắng cho mẹ." "Mẹ có phải là có người khi dễ mẹ hay không? Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, hả? Khi dễ mẹ, làm sao có thể chứ? Có ai có thể khi dễ được mẹ cơ chứ? Một hồi lâu sau đường đường mới mở miệng, bà nội khi dễ mẹ. Thân sắc Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc, bà nội. À, người đường đường nói là ân duyệt dung. Đường đường lập tức nói, đúng, bà nội rất hung dữ, rất đáng sợ, không cho mẹ và cha ở chung một chỗ, còn khi dễ mẹ, Diệp Oản Oản trao mày, hít, những chuyện này là ai nói lung tung với con. Đường đường nói đầy nghĩa khí, con tự mình biết. Diệp Oản Oản, nói thật, rốt cuộc là người nào nói. Đường đường, cậu nói. Diệp Oản Oản, đường đường, còn nghe được ông ngoại và bà ngoại cũng nói nữa. Chỉ một câu nói của mẹ, đường đường lập tức đem cậu, ông ngoại, bà ngoại, tất cả đều bán đi. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ nâng chán, vội vã trấn an, đừng nghe bọn họ nói bậy, hoàn toàn là chuyện không hề có. Mẹ không hề bị khi dễ, bà nội cũng không hề đáng sợ như vậy, bà nội là một người rất tốt, đối xử với mẹ cũng rất tốt. Những chuyện lúc còn bé của tư giả hàn do lâm khuyết nói với nàng, quả thật là nàng nghe mà giật mình. Tư giả hàn cơ hồ bị tước đoạt tất cả mọi trải nghiệm tươi đẹp thuộc về cái thế giới này. Nàng không muốn để cho đường đường lại phải gánh chịu những tâm tình tiêu cực này, trải qua những tháng ngày đầy oán hận và hoảng sợ đương đương có thật không diệp oản oản lập tức nói dĩ nhiên chẳng lẽ mẹ còn có thể lừa con sao cậu nhóc nhất thời thở phào nhẹ nhõm vâng con tin tưởng mẹ diệp oản oản ôn nhu nói vậy mới được chứ thật ra thì thế này là cậu con và mọi người đã hiểu lầm rồi bà nội con chỉ là ừm độ nhạy cảm có chút vấn đề thoạt nhìn bên ngoài có vẻ rất khó sống chung mà thôi thật ra thì là một người tốt Diệp Oản Oản cố gắng làm cho mình quên mất đi gương mặt lạnh lẽo kia của ân duyệt dung, chật vật nói ra được những lời này. Cũng còn may là đường đường bảo bối rất dễ dụ, chỉ cần là do nàng nói ra, tất cả đều tin tưởng, ngoan ngoãn mở miệng bảo đảm, dạ, mẹ, đường đường biết rồi. Đường đường sẽ không tiếp tục nghe người khác nói bậy nói bạ nữa. Thế này mới ngoan ngoãn, Diệp Oản Oản nói xong, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên có chút phiền muộn, thở dài nói, hích, bảo bối à, mẹ thật rất lo lắng vì độ nhạy cảm trong tương lai của con đấy lỡ như con nhận di truyền cha con và bà nội con thì biết làm sao bây giờ đường đường bảo bối nghe thấy vậy lập tức líu la líu lo chấn an nàng mẹ không cần lo lắng đường đường giống mẹ nhất thời ánh mắt diệp oản oản sáng lên vui vẻ không thôi ha 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 bảo bối nói không sai độ nhạy cảm và tinh tế này của con rõ ràng cho thấy là giống mẹ đó nha chương 2353, anh ấy chính là con rể ruột của cha. Đại hội thường niên của trọng tài hội sẽ kéo dài suốt nửa tháng, công việc bề bộn, thậm chí còn nhiều công tác liên quan sau đó. Cùng lúc đó, bên kia, hội nghị chính của trọng tài hội cũng đang được khẩn trương tiến hành. Trước mắt chủ yếu là xử lý những công vụ phức tạp và tương đối khó giải quyết tồn động trong năm nay của trọng tài hội. Ân Duyệt Dung liếc mắt nhìn một vòng tất cả mọi người ở đây, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người tư dạ hàn, âm thanh lạnh như băng nói, chuyện liên quan đến tử vong hoa hồng, tin rằng mọi người đều đã rõ ràng rồi. Loại tổ chức tà giáo như tử vong hoa hồng này, cho tới nay đều là mục tiêu đã kích trọng điểm của trọng tài hội chúng ta. Mà thủ lĩnh mới của tử vong hoa hồng nhiếp vô ưu lại còn là đối tượng số một bị trọng tài hội treo tuyệt sát lệnh. Nhiếp vô ưu trốn đông trốn tây nhiều năm, tránh được sự truy quét của trọng tài hội. Bây giờ hiện thân, nhưng vẫn phủ nhận có quan hệ cùng tử vong hoa hồng. Nhưng mà, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh một điểm này. Chẳng lẽ chỉ bằng một lời nói miệng của cô ta, liền bỏ qua cho một khối ung um nhọt lớn như vậy? Nghe được phát biểu đầy cam phẫn này của ân duyệt sung, một đám cao tầng và quản lý thì thầm với nhau, dối rít gật đầu phụ họa. Đúng vậy, thủ lĩnh các đời của tử vong hoa hồng đều đối nghịch với trọng tài hội chúng ta, coi luật pháp không ra gì, quả thực là khối ung um nhọt lớn nhất của trọng tài hội diệt cỏ cần diệt tận gốc nếu không lửa rừng cháy không bao giờ hết gió xuân thổi tới lại bùng lên điểm này tôi tuyệt đối đồng ý với quản lý ân không sai không sai lúc này một âm thanh lạnh tanh trầm thấp cắt đứt sự bàn tán của tất cả mọi người tư giả hàn lạnh nhạt, nhạt nhìn về phía ân duyệt dung một cái quản lý ân thứ cho tôi nhắc nhở bà cũng không có chứng cứ có thể chứng minh cô ấy và tử vong hoa hồng có quan hệ lúc này quản lý ân cười lạnh một tiếng không có chứng cứ. Năm đó trọng tài hội cũng đã điều tra ra được cô ta nắm giữ tín vật của tử vong hoa hồng. Chỉ cần nắm giữ chiếc nhẫn kia, vậy thì cũng tương đương với đã kế thừa tử vong hoa hồng. Tư giả hàn, nhưng sự thực là, mấy năm này, tử vong hoa hồng mai danh ẩn tích, cũng không có dấu hiệu quật khởi nào. Quản lý ân lập tức phản bác, ai biết được có phải là cô ta đang án binh bất động hay không. Nghỉ ngơi dưỡng sức, để cho chúng ta buông lỏng cảnh giác. Tư giả hàn, tại trước khi định tội cho người khác, xin mời quản lý ân mang ra chứng cứ, chứ không phải là từ đầu tới cuối đều là suy đoán một chiều không có căn cứ chút nào. Tôi hy vọng trọng tài hội không phải là một nơi định tội người khác theo cảm hứng. Trong buổi hội nghị, hai mẹ con tranh phong hồi lâu, không nhường chút nào, một mùi khói súng tràn ngập, mọi người chố mắt nhìn nhau, cơ hồ toàn bộ cũng không ai dám nói chen vào. Dịch linh quân cũng vẫn mãi không hề lên tiếng, dù bận vẫn ung dung nhìn hai người tranh biện. Mãi đến khi, chuông điện thoại của ông ta đột nhiên rung liên tục mấy cái. Dịch Linh Quân mở ra nhìn một cái, là tin nhắn Diệp Oản Oản gửi tới. Cha, lúc họp nhớ giúp con rể của mình một chút nha. Ân duyệt dung quá đáng sợ, sức chiến đấu quá mạnh, con quả thực không yên tâm để A cửu chiến đấu một mình. Chỉ có cha mới có thể đè ép được bà ấy, con hoàn toàn trông cậy vào cha. Cha, tư giả hàn, anh ấy chính là con rể ruột của cha đó nha, chụp chụt. Khóe miệng dịch linh quân co giật, xạ mặt lại. Thật là con gái lớn không dùng được mà. Bên kia hai mẹ con vẫn còn đang tiếp tục tranh phong nảy lửa, cùng lúc đó dịch linh quân cũng đang bị diệp oản oản điên cuồng bom tin nhắn. Cuối cùng, dịch linh quân bị một tiếng, cha của diệp oản oản làm cho bó tay, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, mở miệng cắt đứt hai người, được rồi, được rồi. Quản lý ân, quản lý tư, hai vị đừng nên tranh cãi nữa, xin nghe tôi nói một câu. Dịch Linh Quân vừa lên tiếng, ân duyệt sung và tư dạ hàn mới chịu ngừng lại, chẳng qua là áp suất thấp trong phòng họp vẫn như cũ còn đang lan khắp nơi. chương 2354, tôi có thể bảo đảm cho cô ấy một đời. Khục khục, quản lý ân, thật ra thì, điều quản lý tư nói cũng không phải là không có đạo lý. Năm đó trọng tài hội hạ tuyệt sát lệnh đối với nhiếp vô ưu quả thật có chút qua loa dịch linh quân mở miệng nói giọng nói của ân duyệt dung thoáng hòa hoãn mấy phần đáp lại mặc dù năm đó trọng tài hội hạ xuống tuyệt sát lệnh đối với cô ta nhưng sau khi dẫn độ trở về khẳng định cũng phải cần điều tra trước nhưng mà cô gái kia không nói tiếng nào liền chạy trốn lâu như vậy không phải là có tật giật mình thì là cái gì tư dạ hàn ung dung thong thả nói quản lý ân lo thừa rồi nhiếp vô yêu là theo tôi rời đi mấy năm cô ấy rời đi đều vẫn luôn ở cùng với tôi hơn nữa tôi đã lấy thân phận quản lý của mình làm bảo đảm giúp cô ấy ân duyệt dung thấy con trai đến lúc này vẫn còn đang nói giúp cho một cô gái khác sắc mặt càng lạnh hơn bảo đảm hay cho một lời bảo đảm bây giờ ngươi có thể bảo đảm cho cô ta vậy sau này thì sao đây ngươi có thể bảo đảm cho cô ta bao lâu tư giả hàn không chút do dự đáp một đời ân duyệt dung ở trong sự sửng sốt của ân duyệt dung tư giả hàn mặt không biểu cảm tiếp tục nói tôi có thể bảo đảm cho cô ấy một đời. Ân Duyệt Dung, ngươi. Dịch Linh Quân nghe thấy lời của chàng trai đối diện, nhìn ánh mắt từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích chút nào của anh, nơi đáy mắt thoáng qua một ý tán thưởng. Ha ha, tôi nghe nói, quản lý tư và nhiếp vô ưu đã đính hôn, trong tương lai hai người sẽ người một nhà. Cho nên, lời này của quản lý tư cũng không có vấn đề gì. Nghe được lời của Dịch Linh Quân, không ít vị quản lý đều vòng vo gió chiều nào xoay chiều nấy, khục khục, nếu như cô ấy gả cho quản lý tư, coi như là có tâm tạo phản, thì cũng bị quản lý tư của chúng ta kêu gọi đầu hàng, hàng hà nha. Phần bảo đảm này, tôi cho rằng là đáng tin cậy đấy. Dịch Linh Quân ho nhẹ một tiếng, ra hiệu cho mọi người yên lặng, ngay sau đó bắt đầu nói chuyện chính, hơn nữa, hôm nay tôi còn có một chuyện rất quan trọng muốn báo cho mọi người. Thật ra thì, bộ luật của trọng tài hội chúng ta, từ trước đến nay, dân chúng đã chất chứa rất nhiều ý kiến và ai hoán tôi cho là cũng đã tới lúc thực hiện cải cách hoàn toàn triệt để. Uy tín của dịch linh quân rất lớn, chỉ mới vừa mở lời liền có không ít người biểu thị sự ủng hộ. Hội trưởng, ngài nói phải. Hội trưởng có tầm nhìn xa. Ân Duyệt Dung vạn vạn không ngờ tới, dịch linh quân lại thật sự đồng ý dự luật cải cách, lúc này đứng dậy chen vào, "Hội trưởng, luật lệ do lão tổ tông lưu truyền xuống, làm sao có thể nói đổi liền đổi. Ngài cũng đã nói, quy củ của tổ tông tuyệt đối không thể bỏ." quản lý ân mời ngồi ý của tôi dĩ nhiên không phải bỏ hết mà là cải cách phải biết lòng dân như nước đẩy thuyền nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền chúng ta vẫn cần phải coi trọng ý kiến của dân chúng điểm này còn quan trọng hơn so với quy củ của tổ tông mà lại nói tất nhiên cũng không phải nói đổi liền đổi vấn đề này cần phải làm phiền và cực khổ cho các vị rồi cần tiến hành bàn bạc cặn kẽ dịch linh quân nói xong dừng một chút ra hiệu cho Medusa ở bên cạnh một cái, ngay sau đó tiếp tục nói, đối với vấn đề này, quản lý tư đã chuẩn bị kha khá, làm khảo sát, soạn hồ sơ và văn kiện. Tôi đã cho người in ra, hiện tại phân phát xuống, mọi người đều có thể nhìn một chút. Rất nhanh, Medusa đem tài liệu in xong chuyển đến tận tay các vị cao tầng. Ân Duyệt Dung nhận lấy tài liệu, lập tức nước nhìn từng tờ một, càng xem sắc mặt càng ngày càng kém. Thời điểm nhìn thấy một điều khoản trong đó, Sắc mặt chợt thay đổi, cái gì? Còn phải phế bỏ điều quy định không thể cùng người ngoài độc lập châu lấy nhau. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng bà để cho dự luật này được thông qua. Chương 2355, hết thảy đều dễ nói. Nếu như là điều dự luật này thông qua, vậy thì cũng tương đương với phán định nhiếp vô ưu vô tội. Huống chi, làm sao có thể để cho người của độc lập châu và đám ngoại tộc đê hèn lấy nhau? Ô nhiễm huyết mạch của bọn họ. Nhiếp Vô Ưu, tất cả đều là bởi vì ả à đàn bà này. Nếu không phải bởi vì ả à ta, làm sao A à Cửu sẽ có thể không vâng lời bà như thế? Sáng sớm hôm sau, phòng VIP của một tiệm trà nào đó. Ân Hành nhìn người đàn ông ngồi trên vị trí chủ tọa, trên mặt nở một nụ cười đầy ngông nghênh. "Viên gia, ngài xem chuyện này." Ân Hành hướng về phía người đàn ông nọ, mở miệng nói. Người đàn ông trước mắt mặc một chiếc áo khoác màu đen đã sần cũ, đeo khẩu trang đen, không thấy rõ mặt mũi. Còn không đợi ân hành nói xong, người đàn ông được ân hành gọi là viên gia đã xua tay một cái, chợt nhấc ly trà phả khói nghi ngút dưới bàn lên, thong thả thưởng thức. thấy vậy, ân hành cũng không dám tiếp tục nhiều lời, chỉ có thể chờ đợi người kia lên tiếng trước. Người gọi là viên gia ở trước mặt này, chính là thủ lĩnh của đội lính đánh thuê phong sa, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, danh tiếng cực lớn. Nhưng mà, người đã từng thấy được hình dáng của vị viên gia này, lại cực ít. Đội lính đánh thuê Phong Sa không biết được thành lập từ lúc nào, dưới trướng không chỉ có mỗi lính đánh thuê, mà còn có cả các sát thủ cực kỳ chuyên nghiệp. Tại độc lập 12 châu này, từng có rất nhiều đầu lĩnh thế lực lớn, bị sát thủ của đội lính đánh thuê Phong Sa ám sát. Ân Hành à? Hồi lâu sau, viên gia uống cạn ly trà đậm đặc kia, mang theo thâm ý khác nhìn chằm chằm Ân Hành. "Viên gia, có vấn đề gì?" ngài cứ việc nói là được. Chúng ta cũng không phải là người ngoài, tình nghĩa huynh đệ, càng không phải là ngày một ngày hai rồi. Ân hành nhìn về phía gã ta, khẽ mỉm cười. Nghe tiếng, viên gia gật đầu một cái, được, nếu đã nói đến mức này, tôi đây cũng không vòng vo. Ân hành, vị dịch vân mạc này, là người của dịch ra đi. Viên gia vừa dứt tiếng, ân hành chỉ có thể gật đầu thừa nhận, nói thật đúng vậy. Viên gia, không dám giấu giếm, Dịch phân Mạc ngoại trừ là người dịch ra ra, thì còn là con gái của hội trưởng trọng tài hội đương nghiệp, dịch Linh Quân, vừa trở về từ nước ngoài. Ồ, cậu nói là, con gái của dịch hội trưởng, viên ra như có điều suy nghĩ. Ừm, đúng thế, ân hành gật đầu một cái. Này, ân hành, phong xa chúng tôi và trọng tài hội, cho tới bây giờ đều vẫn luôn bình an vô sự, nước giếng không phạm nước sông. Bây giờ cậu bảo tôi tiếp nhận nhiệm vụ này, mặc kệ nhiệm vụ có thể hoàn thành hay không, Phong sa chúng tôi đều sẽ đắc tội hai thế lực lớn của độc lập 12 châu, một là dịch gia, hai là trọng tài hội. Cho nên, cậu xem xem, lần buôn bán này, kết quả thấy có vẻ không có lợi cho lắm." Viên gia nhìn Ân Hành chầm chầm, cười nhạt. "Viên gia, điều ngài nói, trong lòng tôi cũng hiểu được. Nhưng, tôi tin rằng, bằng vào năng lực của Viên gia ngài và thuộc hạ bên phong sa, giải quyết một con ả dịch phân mạc, căn bản không phí nhiều sức. Hơn nữa, tôi càng thêm tin tưởng trọng tài hội và dịch ra, tuyệt đối cũng không tra được dấu vết nào. Ân hành cười nói. Nghe ân hành nói vậy, khóe miệng viên gia khẽ nhếch lên, nhìn chằm chằm ân hành, chuyện nói thì nói vậy đấy, nhưng lý giải nghe không thuyết phục cho lắm. Năng lực phong xa chúng tôi thì có đấy, nhưng sự nguy hiểm của nhiệm vụ này không thể nói chơi. Ân hành lão đệ, cậu nói xem đạo lý này có đúng hay không? Đúng đúng đúng, viên gia ngài nói đúng cực kỳ. Ân hành gật đầu liên tục, cho nên, Viên gia ngài có điều kiện gì, cứ việc nói ra. Chỉ cần viên gia nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này, như thế, hết thảy đều dễ nói. Ngón tay của viên gia nhẹ nhàng gõ mặt bàn, phảng phất như đang suy nghĩ cái gì. Ân Hành chỉ có thể an tĩnh chờ đợi, cũng không dám quấy nhiễu hắn ta. Ước chừng thời gian uống nửa chén trà nhỏ, lúc này viên gia mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ân Hành, thật ra thì, nhiệm vụ này, nói chung cũng không phải không thể tiếp nhận. Chỉ bất quá không dễ dàng mà thôi. Chương 2356, điều kiện thứ hai. Nghe Viên gia nói, Ân Hành nhất thời tỉnh táo tinh thần, "Viên gia, ngài nói đi, cần điều kiện gì, chỉ cần Ân Hành tôi có thể làm được, nhất định sẽ tận lực thỏa mãn Viên gia." "Cậu." Viên gia liếc nhìn Ân Hành một cái, nhẹ nhàng cười khẽ một tiếng, "Ân Hành, không phải là lão ca xem thường cậu. Yêu cầu của tôi, sợ rằng cậu không hoàn thành được." tuy rằng ân hành không thoải mái trong lòng, nhưng mặt ngoài lại cũng không dám phản bác gì, chỉ có thể nặn ra vẻ mặt vui vẻ, viên gia, có gì cần ngài cứ nói. Được rồi, viên gia cười, tôi bất kể mục đích của các người là gì, tôi có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, phong xa chúng ta, muốn con số này. Dứt lời, viên gia đưa ra mấy ngón tay, cũng nói ra mức giá hắn mong muốn. Cái giá này, khó tránh khỏi có chút. Sau khi nghe viên gia ra, ra giá, chân mày ân hành nhăn lại. Thế này cũng không khỏi đòi hỏi quá nhiều rồi đi. Cậu đừng vội nghĩ đến chuyện cò kè mặc cả giá tiền, trước tiên hãy nghe điều kiện thứ hai của tôi một chút. Viên gia tiếp tục nói. Ân hành thu liếm tâm trạng, gật đầu đáp vâng, viên gia cứ tiếp tục nói. Điều kiện thứ hai, vẫn là câu nói kia, tôi bất kể mục đích của các người là cái gì, nhưng, từ nay về sau trọng tài hội này, vô luận là người nào trong các người lên nắm quyền, chỉ cần nhiệm vụ lần này của tôi hoàn thành, Phong Sa nhất định phải nhận được đái ngộ như một tổ chức lính đánh thuê trực thuộc trọng tài hội. Viên ra cười nói, tổ chức trực thuộc, ân hành cả kinh trong lòng, bắt đầu chửi mẹ chửi má. Giá tiền này so với mức giá lúc nãy, còn khoa trương hơn. Trọng tài hội từ lúc nào đã có tổ chức lính đánh thuê trực thuộc, nhận được sự bảo hộ của chính quyền địa phương. Hơn nữa, lại còn là loại tổ chức có danh tiếng không được tốt lắm như Phong Sa. Viên ra, hay là chúng ta bàn bạc lại. Sau một hồi trầm tư, Ân Hành mở miệng nói. "Không cần." Viên gia lãnh đạm nói, "Ân Hành lão đệ, ở chỗ này của tôi cũng không có bất kỳ cơ hội mặc cả nào. Vô luận là điều kiện thứ nhất hay là điều kiện thứ hai, cũng phải theo lời tôi nói. Đương nhiên, trong chuyện mua bán, vẫn phải là theo nguyên tắc tự nguyện. Nếu như cậu không nguyện ý, vậy hôm nay coi như là chúng ta ôn chuyện một chút, uống chút trà, nói chung cũng không sao." Viên gia, phương diện giá tiền này hẳn không có vấn đề quá lớn. Nhưng, nếu như nói để cho phong sa trở thành tổ chức trực thuộc nhận được bảo hộ của trọng tài hội, chuyện này. Chỉ sợ không phải là việc tôi có thể làm chủ, ân hành cao mày nói. Ồ, viên gia lạnh giọng cười một tiếng, sao vậy, ân lão đệ, chẳng lẽ là cậu đang đùa tôi? Ngay cả chút chuyện này cậu đều không làm chủ được, vậy mà còn hẹn tôi tới trao đổi. Viên gia, ngài chờ chốc lát. Một giây kế tiếp, ân hành gọi điện thoại cho tần hy viện ước chừng thời gian mấy hơi thở ân hành cúp điện thoại hướng về ân hành nói viên gia hai điều kiện của ngài tôi đều đáp ứng có cần làm thủ tục ký văn bản hiệp nghị hợp đồng các loại không ân hành lão đệ thứ này thì không cần tôi tin tưởng hẳn là ân hành lão đệ không dám nuốt lời viên gia nói xong bỏ lại mấy tờ tiền giấy ở trên bàn trà hôm nay trà này tôi mời viên gia nói xong xoay người rời khỏi quán trà Nhìn bóng lương viên ra rời đi, lúc này ân hành mới thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông này, mặc dù thoạt nhìn là người hiền lành, nhưng thực sự khiến cho hắn sợ hãi. Nhất là một câu kia, chính mình không dám nuốt lời. Quả thực, nếu như mình nuốt lời, không thực hiện cam kết đối với Phong Sa, kết cục chờ đợi hắn, sẽ là vực sâu vạn trường. Chỉ bất quá, nếu lần này thủ lĩnh Phong Sa viên ra đã đáp ứng tiếp nhận nhiệm vụ ám sát dịch phân mạc, hắn cũng có thể hoàn toàn yên lòng ở trên đời này chỉ cần là chuyện phong sa muốn làm dường như vẫn chưa bao giờ không thể hoàn thành tư giả hàn người cho rằng là người có thể ôm được con gái của dịch linh quân sao kẻ người ôm lấy sắp tới rồi cũng sẽ trở thành một bộ hài cốt người đã định trước sẽ vĩnh viễn bị ta dẫm ở dưới chân vĩnh viễn không có ngày vươn mình ân hành khép hờ hai con ngươi khóe miệng nhăn nhở nhếch lên mặt đầy nụ cười lạnh giá chương 2357, người xứng sao. Lúc đêm khuya, tại nơi ở dịch linh quân sắp xếp cho Diệp Oản Oản. Vào giờ phút này, hai mắt Diệp Oản Oản mở thao láo. Chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy bên ngoài phòng có chút động tính, kêu mấy tiếng ngô quản ra, nhưng lại không có người đáp lại. Lúc này, Diệp Oản Oản mặc xong quần áo, đi về phía phòng khách. két Diệp Oản Oản mở công tắc điện phòng khách lên, nhưng mà, ánh đèn của phòng khách lại không sáng lên như thường lệ. Diệp Oản Oản chưa từ bỏ ý định, lại liên tục nhấn mấy lần, nhưng kết quả vẫn giống nhau. Bị cúp điện, thân sắc Diệp Oản Oản hơi có chút nghi hoặc, ở Độc Lập Châu nàng vẫn chưa bao giờ nghe nói có kiểu cúp điện ở những nơi như thế này. Dịch tiểu thư, không cần lãng phí thời gian, mạch điện đều đã bị cắt đứt. Đèn trong nhà này, cô mở không lên đâu. Trong lúc Diệp Oản Oản còn nghi ngờ, một âm thanh rành giọt từ trên vị trí ghế salon truyền tới. Ai? Âm thanh cực kỳ đột ngột này, khiến cho Diệp Oản Oản vô cùng kinh ngạc, có chút khó tin. Nơi này là địa phương nào? Là nơi ở do hội trưởng trọng tài hội, dịch linh quân sắp xếp cho con gái. Mặc dù không nói phòng thủ xâm nghiêm, nhưng muốn vòng qua tất cả nhãn tuyến và thủ vệ, lẻn vào chỗ này, căn bản chính là nói vớ vẩn. Người đàn ông này, rốt cuộc là ai? Chỉ bất quá, Thanh âm của người đàn ông này lại mơ hồ nghe có chút quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Nhưng nhất thời hồi lâu, Diệp Oản Oản lại không nhớ ra nổi. "A, à, dịch tiểu thư, tôi là ai, cô không cần thiết biết, cô cũng không có tư cách biết." Gã ta nhẹ giọng cười nói. Trong lúc nói chuyện, người kia đốt một điếu thuốc thơm, ngọn lửa yếu ớt như ánh sáng mặt trời chiếu sáng một khoảng phòng. Thật ra, đối với tình hình gần đây, Diệp Oản Oản và Dịch Linh Quân cũng từng trao đổi qua dịch linh quân có ý tứ là việc diệp oản oản xuất hiện ắt sẽ làm tổn hại lợi ích của rất nhiều người có khả năng một ít người sẽ động một chút tay chân trong bóng tối vù cơ hồ một cái chớp mắt hàn quang trong mắt diệp oản oản hiện lên trong nháy mắt đánh thẳng về phía gã đàn ông kia mặc kệ người này là ai cũng không bàn về mục đích của hắn là cái gì trước hết bắt lại tra hỏi rõ ràng rồi tính tốc độ diệp oản oản cực nhanh nhưng dù vậy so sánh tương quan lại chậm hơn người đàn ông kia một chút. Đợi tới lúc Diệp Oản Oản tới được chỗ ghế salon trong phòng khách, người kia đã sớm đứng dậy rời đi, đứng ở một góc khác của căn phòng. "Ồ, thật không nhìn ra, thực lực của Dịch tiểu thư lại có thể đạt tới loại tầng thứ này." Người đàn ông nọ hút thuốc lá, cười nói với Diệp Oản Oản. "Thứ ngươi không nhìn ra, còn rất nhiều." Từ trong miệng Diệp Oản Oản truyền đến âm thanh lạnh giá thấu xương. "Dịch tiểu thư, từ trước mắt mà nói, đại khái cô có thể không cần phải lo lắng tôi đêm khuya tới cũng không có ý tứ gì khác chỉ là muốn chào hỏi cùng dịch tiểu thư mà thôi chẳng lẽ dịch tiểu thư đều đối đãi như vậy với khách nhân tới cửa viếng thăm sao nam nhân cười nói khách nhân diệp oản oản cười lạnh một tiếng người xứng sao ha ha đều nói dịch tiểu thư cuồng vọng đến tận xương tủy quả nhiên danh bất hư truyền hôm nay coi như là tôi đã thấy được người nọ cười nói thấy diệp oản oản yên lặng gã ta tiếp tục nói chẳng lẽ dịch tiểu thư cũng không muốn biết mục đích hôm nay tôi tới cửa thăm hỏi là gì sao nói một chút coi diệp oản oản nói ha ha thật ra thì khuya nay tôi tới đây cũng không có chuyện gì khác chỉ bất quá muốn thông báo dịch tiểu thư một tiếng mấy ngày sắp tới tôi sẽ đích thân lấy đi tánh mạng của dịch tiểu thư hắn ta nói với một giọng đầy bình thản lấy tính mạng của ta khóe miệng diệp oản oản hơi hơi dương lên ta thấy không cần đâu lấy tính mạng của ta, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Không bằng, trước mắt cứ thử một chút. chương 2358, đem bảo bối lấy ra nhìn một chút. Dịch tiểu thư, vậy thì quá không có ý nghĩa. Thanh âm của gã đàn ông kia truyền ra, hiện tại lấy mạng của cô, quả thực quá dễ dàng. Cứ như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ tính khiêu chiến nào. Đây cũng không phải là phong cách của tôi, cho nên, vẫn là cứ nói trước cho dịch tiểu thư một tiếng đợi sau khi dịch tiểu thư có phòng bị, tôi hoàn thành nhiệm vụ, lúc này mới có cảm giác thành tựu. Dịch tiểu thư cảm thấy thế nào? Người cũng có phần quá cuồng vọng, Diệp Oản Oản lạnh giọng cười. Nói đến cuồng vọng, so sánh cùng dịch tiểu thư, vậy thật đúng là chim sẻ gặp đại bàng rồi. Nam nhân nói, còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục nói gì thêm, gã ta đã tiếp tục, dịch tiểu thư, vẫn xin nhớ cho, nhiều nhất thời gian ba ngày, trong ba ngày tiếp theo bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ có thể động thủ hy vọng dịch tiểu thư có thể gia tăng thêm chút độ khó cho tôi nếu không đối với tôi mà nói một chút ý tứ cũng không có vừa dứt lời không cho diệp oản oản cơ hội mở miệng gã ta đã giống như một cơn gió nhanh chóng mở cửa sổ ra nhảy xuống theo đường cửa sổ biến mất không còn tăm hơi lúc này diệp oản oản nhíu chặt chân mày người đàn ông kia rốt cuộc có lai lịch gì một đêm này cơ hồ Diệp Oản Oản chưa từng chợp mắt. Đến ngày hôm sau, bầu trời vừa lóe lên tia nắng đầu tiên, Diệp Oản Oản rời khỏi chỗ ở, đi tới dịch ra, tìm gặp dịch linh quân. Nghe Diệp Oản Oản kể lại chuyện phát sinh đêm qua, dịch linh quân nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ. Gia tăng độ khó, cũng thật là thú vị, dịch linh quân nói. Thú vị gì chứ, con gái của ông suýt chút nữa bị người ta ám sát, ông còn ở đó mà thú vị. Diệp Oản Oản vô cùng cạn lời, nhìn dịch linh quân một cái. Cái gì mà suýt chút nữa bị ám sát, không phải là con vẫn đang êm đẹp đứng ở chỗ này sao? Suýt chút nữa, cha thấy là còn kém người vạn tám ngàn dặm đi, dịch linh quân nói. Khóe miệng Diệp oản oản co rúm lại, đây là thái độ của một người làm cha sao? Đó là người ta cảm thấy quá đơn giản, không nguyện ý ra tay mà thôi. Diệp oản oản giải thích. Đơn giản, dịch linh quân nhìn Diệp oản oản chầm chầm, Khóe miệng khẽ nhách lên, trong mắt ta, để ám sát được con, căn bản chính là cấp độ khó khăn địa ngục, không hề đơn giản chút nào. Căn bản là cha cũng không biết, có được hay không. Diệp Oản Oản lườm dịch linh quân một cái, tối ngày hôm qua, người đàn ông kia, tới vô ảnh đi vô tung, thực lực tuyệt đối thuộc hàng nhất lưu, thật sự là thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc. Dịch linh quân khẽ vuốt cằm, nhìn lấy Diệp Oản Oản, "Sao rồi, vậy có muốn cha điều một đội quân tới bảo vệ sự an toàn của con hay không?" Nghe dịch linh quân nói, ánh mắt Diệp Oản Oản hơi sáng lên, khẳng định là muốn à nha, bất quá một đội quân cũng quá nhiều, chỉ cần số người khoảng một đại đội 90 đến 100 người là đủ rồi. Không đúng, dịch linh quân chép chép miệng, xảy ra loại sự tình này, hẳn là con nên đi tìm tiểu tử thúi tư giả dạ hàn kia tới bảo vệ con đi, làm sao con lại ngay lập tức chạy tới tìm ta rồi vậy hả? Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, thân phận hiện tại của con là dịch vân mạc đó nha. Xảy ra loại sự tình này, đi tìm A Cửu, cứ vậy truyền đi, không phải là sẽ bị người ta chê cười sao. Đến lúc đó vứt đi thể diện của lão nhân ra rồi. Ngài nghĩ mà xem, khuê nữ của mình xảy ra chuyện, không tìm đến cha, lại chạy đi tìm một người đàn ông khác, bản mặt vừa dày vừa già này của cha biết ném đi đường nào. Vừa dày vừa già, dịch linh quân hơi nhíu mày. Không không không, mặt vừa mỏng vừa non chuệt, Diệp oản oản vội vàng thay đổi lời nói. Được rồi, đừng chém gió nữa, Đối với con mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ, con tự mình giải quyết đi." Dịch Linh Quân nói. Khóe miệng Diệp Oản Oản co rúm, nghiêm túc sao? Diệp Oản Oản vừa định tiếp tục lên tiếng nói gì, Dịch Linh Quân lập tức xua tay cắt đứt, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản nói, "Tới đây, đem bảo bối của con lấy ra xem cho ta nhìn một chút." Chương 2359, con nói rất có đạo lý. Bảo bối? Diệp Oản Oản nhất thời sửng sốt một chút, bảo bối gì cơ? làm gì có bảo bối nào con cũng không có bảo bối đừng có ở đây diễn nữa có được không chút mánh khóe nhỏ kia của con còn có thể lừa gạt được ta sao chớ nói nhảm lấy ra đi dịch linh quân nói À, hay là cha cho con chút gợi ý nhỏ được hay không thật sự là con không hiểu mà diệp oản oản vội vàng nói gợi ý dịch linh quân khẽ mỉm cười bùm 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 diệp oản oản dĩ nhiên con cũng có thể dùng cách nói khác là đoàn đoàn đoàn. Dịch Linh Quân nói, Diệp Oản Oản, lão mà đầu này làm sao lại biết, những gì lão biết có phải là có hơi nhiều rồi hay không? Còn không lấy ra đi, còn đợi ta lấy giúp con sao? Dịch Linh Quân liếc mắt nhìn Diệp Oản Oản, thân sắc Diệp Oản Oản hơi có chút lúng túng, cuối cùng vô cùng bất đắc dĩ, từ trong lòng ngực lấy ra một khẩu súng lục, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn. Vào giờ phút này, dịch linh quân nhìn chằm chằm cây súng lục trên bàn nhìn bên trái một chút rồi lại nhìn bên phải một chút quan sát ước chừng một hồi lâu lạnh giọng cười nói thứ đồ chơi này cũng được đấy nhỉ thật lớn mật chẳng lẽ con không biết rằng độc lập châu dùng súng ống là đại kỵ loại sai phạm về nguyên tắc này con cũng dám phạm mặt diệp oản oản đầy nụ cười lấy lòng phụ thân đại nhân cha nhìn xem độc lập châu nguy hiểm như vậy con mang vật này không phải là để phòng thân sao lại nói, con cũng chưa sử dụng mà. Cây súng lục này là lúc ban đầu ở Vân Thành, thời điểm tư hạ phát động tổng tiến công, chính mình thừa dịp người ta không chú ý, tạm giữ hộ. Sau khi đi tới Thiên Thủy Thành, chính mình tiện tay dùng để phòng thân. Phụ thân đại nhân, người xem, con là dịch vân mạc đó nha. Dịch vân mạc ở nước ngoài sinh sống nhiều năm như vậy, đây chính là súng có chứng nhận sử dụng. Diệp Oản Oản tiếp tục nói. Con lừa ta à, đây mà là hàng ngoại nhập sao? Dịch Linh Quân nói. Dịch Vân Mạc mới vừa về đến Độc Lập Châu không bao lâu, không biết quy củ Độc Lập Châu, đây không phải là chuyện hợp tình hợp lý sao. Chính bởi vì, người không biết không có tội. Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười khẽ. Con nói rất có lý. Dịch Linh Quân gật đầu một cái, chợt đem khẩu súng trên bàn lấy đi, nhưng vẫn là phải tịch thu. Mẹ nó, Diệp Oản Oản hận không thể dùng ánh mắt chừng chết Dịch Linh Quân. Đây chính là bảo bối bảo vệ tánh mạng của mình đó làm sao, còn không phục, dịch linh quân cười lạnh. Phục phục phục, xem như ông lợi hại, không phái người bảo vệ tôi, lại còn tịch thu bảo bối của tôi, xem như ông lợi hại, hừ. Diệp oản oản trở rộng, xoay người định rời khỏi. Trở lại cho ta, dịch linh quân nói. Còn có chuyện gì sao, lão cha già, diệp oản oản tức giận. Dịch linh quân hướng về bốn phía quan sát một vòng, sau khi xác định không có ai, lúc này mới thần thần bí bí hướng về diệp oản oản nói qua đây đến gần một chút một giây kế tiếp diệp oản oản đi tới bên cạnh dịch linh quân chỉ thấy dịch linh quân kéo ngăn kéo dưới bàn ra diệp oản oản nhất thời xứng sờ tại chỗ cái này con miệng nó một ngăn kéo tràn đầy bảo bối hô hô thứ mới vừa rồi của con là thứ đồ chơi gì quá rác rưởi cũng chỉ có thể bắn ra mấy phát đạn vạn nhất không bắn chúng Vậy không phải là mình ở ra rắm rồi sao? Lại nói, tầm bắn của khẩu súng kia không tốt, âm thanh quá lớn, dễ dàng bại lộ. Dịch Linh Quân nói xong, từ trong ngăn kéo lấy ra một khẩu khác đưa cho Diệp Oản Oản, nhìn khẩu này, tầm bắn xa, âm lượng nhỏ, thay đạn nhanh, quan trọng nhất là Dịch Linh Quân lấy ra ống giảm thanh màu đen, phối hợp với đồ chơi này, coi như là có thể vô thanh vô tức giết người không một tiếng động, quá tuyệt vời. Diệp Oản Oản, đây đây đúng là ma đầu Hách Liên giác nàng nhận biết, không hề. Sai. Diệp Oản oản vạn vạn không ngờ tới, cái vị thân là hội trưởng trọng tài hội dịch linh quân này, lại có thể có nhiều bảo bối như vậy. Lão ta hẳn mới là người không thèm để ý và thiếu tôn trọng quy củ nhất đấy. Chương 2360, đầu óc anh có vấn đề sao? Lại đây, ta lại chuẩn bị cho con nhiều nhiều đạn một chút nhiều này hẳn là đã đủ để sánh với thiên quân vạn mã rồi chứ. Dịch linh quân nhẹ giọng cười nói. Diệp oản oản yên lặng đem, bảo bối thu vào. Mấy ngày nay, tốt nhất là con nên ở nhà, đừng đi ra ngoài, ta sẽ cho người canh chừng ở chung quanh chỗ con ở. Sau đó, dịch linh quân lại dặn dò. Vâng, con đã hiểu. Diệp oản oản gật đầu một cái. Thật ra, chính mình sau khi có bảo bối này, nào còn cần thêm trợ thủ chứ? sau khi rời khỏi dịch ra, Diệp Oản Oản trở lại chỗ ở, suốt ba ngày không hề ra ngoài. Nhưng mà trong ba ngày qua, gã đàn ông kia cũng chưa từng xuất hiện. Diệp Oản Oản không khỏi cười lạnh, vậy mà nói trong vòng ba ngày sẽ tới lấy tánh mạng mình, kết quả ngay cả một cái bóng cũng không hề thấy. Ước chừng một tuần sau, vẫn là lúc đêm khuya, trong chỗ nàng ở lại lần nữa có tiếng vang khác thường. Diệp Oản Oản nhíu chặt chân mày, lần này cũng có chút, khôn, ra, Lặng lặng không một tiếng động mở công tắc đèn ở bên cạnh chỗ nằm. Nhưng mà, tình huống lần này lại cũng y hệt lần trước, đường dây điện có khả năng cũng đã bị cắt đứt, ánh đèn cũng không hề sáng lên. Diệp Oản oản lên đạn, chậm rãi đi ra khỏi phòng ngủ. "A, à, Dịch tiểu thư, hết sức xin lỗi, mấy ngày trước có một số việc, cho nên trì hoãn, hẳn là không để cho Dịch tiểu thư chờ lâu đi." Thanh âm của gã sát thủ nọ từ chỗ cũ truyền tới. "Không sao, ta rất hiếu kỳ." là ai sai người tới giết ta? Diệp Oản Oản hỏi. Dịch tiểu thư, toàn bộ mọi khách hàng, ở chỗ chúng tôi, đều được bảo mật thông tin. Gã ta mở miệng cười. Phải không, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên, đem họng súng đen ngòm nhắm ngay đầu gã, nếu như hiện tại ta hỏi ngươi, còn bảo mật sao? Mượn ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ, gã sát thủ cũng nhìn thấy khẩu súng trong tay của Diệp Oản Oản. Cô thân là con gái của hội trưởng trọng tài hội, lại có thể phá hư quy tắc, sử dụng súng ống. Gã ta hơi nhíu mày. Ồ, phá hư quy tắc, vậy cũng phải có người phát hiện, không phải sao. Trong lúc nói chuyện, Diệp Oản Oản lắp ống giảm thanh vào khẩu súng, người nhìn xem, chỗ ở của ta, cách âm vốn cũng không tệ, lại lắp cái này vào, thần không biết hủy không hay. Người chết, không một ai sẽ biết, lại càng không có người biết vì sao người lại chết. Nếu ngươi không nói, ta cũng không muốn biết nữa, vĩnh biệt. Trong lúc nói chuyện, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch, nhẹ nhàng bóp cò. Nhưng mà, một giây kế tiếp lại im hơi lặng tiếng. Ta nhổ vào, ống giảm thanh này làm sao ngay cả một chút âm thanh cũng không có. Thần sắc Diệp Oản Oản đầy kinh ngạc. Ha ha, dịch tiểu thư, tôi thấy không phải là ống giảm thanh không phát ra thanh âm, 80% là trong súng của cô không có đạn đi. Thanh âm của gã sát thủ vẫn ung dung. Diệp Oản Oản nhíu chặt lông mày, mở băng đạn ra, đúng như dự đoán, những viên đạn mình sớm chuẩn bị đã không cánh mà bay đạn của nàng đâu rồi dịch tiểu thư đây là đồ của cô sao gã sát thủ đưa tay ra đem viên đạn chậm rãi ném trên mặt đất ngươi từ lúc nào diệp oản oản ngạc nhiên người đàn ông này đã lấy trộm đạn của nàng ha ha dịch tiểu thư có khả năng cô đã đánh giá quá thấp thực lực của tôi rồi nam nhân lắc đầu một cái sờ tay vào ngực cũng lấy ra một cây súng lục Họng súng đen ngòm hiện tại nhắm ngay Diệp Oản Oản. Hiển nhiên, người đàn ông này cũng cũng không để quy tắc ở trong mắt. Cũng còn may là chính mình mặc áo chống đạn, chỉ cần không bắn trúng đầu của mình, vấn đề không lớn. Được rồi, dịch tiểu thư, hết thảy đến đây chấm dứt. Xin hỏi dịch tiểu thư còn có gì ngôn gì muốn nói không? Gã sát thủ cười nói. Nhưng còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, lại là một loạt chuông điện thoại di động vang lên. Gã ta hơi có chút áy náy nhìn Diệp Oản Oản, dịch tiểu thư, đợi một lát, tôi đi nghe điện thoại trước. suốt lời, gã ta trực tiếp không nhìn Diệp Oản Oản, lấy điện thoại di động ra. Nhiếp vô danh, đầu óc anh có vấn đề à? Không biết tôi đang thi hành nhiệm vụ hay sao mà còn gọi điện cho tôi? Giọng nói của gã sát thủ nó hơi có chút khó chịu. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 2360